hôm nay ba phải chính thức kèm cặp cái việc học hành của con. Có học hành càng ngày càng sa sút. Ba đi họp cho con mà riết ba mặc cảm với lại phụ huynh học sinh người ta. Dạy! Ba mà dạy kèm mày học mà mày còn ngủ. Mày vô lớp mày ngủ tới chừng nào nữa? Hả? Ba ơi, này chán quá. Chán cái gì? Văn mày học thì yếu, sử mày cũng thi lại, cái gì mày cũng thi lại hết. Tao nản mày luôn á, tao nói thiệt. Thôi giờ ba dạy đi, con nghe nè. Bây giờ nè, ba dạy mày 4 câu. Sau này với 4 câu này, mày có thể áp dụng được tất cả cái tình huống trong cuộc sống của con sau này. Trời ơi, đã vậy. Tam tự kinh. Tam tự kinh là gì? Từ từ mày sẽ hiểu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương diễn. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyển. Hiểu không? Dạ không. Nhân chi sơ tính bổn thiện có nghĩa là làm người sinh ra, từ lúc mình lọt lòng ra là cái con người mình bản tính nó là một người thiện, không có cái ác trong người, con hiểu chưa? Tính tương cận, tập tương diễn. Câu này nó hơi khó, nhưng mà tính ở đây là gì? Tính là sự tính toán. Tương thì có nghĩa giống như là tương hộp của mình vậy đó. Còn cận là cận thị. Có nghĩa là khi con ra đời, con không biết tính toán cái sự mà ăn mua tương hộp là con sẽ bị cận thị. Trời ơi, sách nho mà sao giải thích gì ghê vậy ba? Giải thích theo kiểu của ba. Ba hiểu sao ba chỉ con như vậy. Tập tương diễn. Tập có nghĩa là cuốn tập mình nè. Dạ. Tương cũng là tương hộp. Diễn là diễn thị. Còn tương hộp mày ép vô tập là mày sẽ bị diễn thị. Quá dễ. Ồ, cái này thấy vui rồi nè, vui rồi nè. Con học hành đừng bao giờ lấy tương hộp mà ép vô tập của con. Sau này con sẽ bị diễn thị. Hiểu không? À, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Còn câu tiếp ba. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Là gì? Cẩu mày không biết à? Cẩu là cái gì? Chó. Bất. Không. Giáo. Cô giáo. Chính xác. Cẩu bất giáo có nghĩa là bà cô giáo mà bị mất con chó. Tính nải thiên. Tính là gì? Tính là tính toán. Nải là nải chuối. Thiên là trời. Bà mất con chó, bà đem nải chuối ra cúng ngay bàn ông thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chiên. Là gì? Giáo là bà cô giáo. Chi là bịch kim chi. Đạo là đạo chích. Có nghĩa là lộn. Đạo là đạo đức. Có nghĩa là bà cô giáo dạy đạo đức bị mất bịch kim chi. Quý dĩ chuyên. Quý có nghĩa là thằng quý. Dĩ là sở dĩ. Chuyên là chuyên môn. Có nghĩa là thằng quý chuyên môn ăn cắp bịch kim chi của bà cô dạy đạo đức. Trời ơi, thì cái từ nãy giờ ba hả nói mặt dịch ba câu là con thấy tầm bậy sai bét hết rồi đó nha. Sai bét gì? Chứ gì nữa? Cái câu này là trong cuốn Tam Tự Kinh. Đó, bây giờ quan trọng là Tam Tự Kinh là cái gì nè? Trời ơi, quá dễ. Con học con không có động não gì hết. Tại sao ba lại ém ba cái chữ đó cuối cùng? Tại sao? Tam là mấy? Ba. Tự là tự giác. Tự nhiên. À, tự nhiên. Kinh là gì? Kinh nghiệm. Kinh hoàng. Kinh hoàng. Có nghĩa là ba mà đọc cái cuốn này ra là con sẽ tự động mà giật kinh hoàng. Ôi. Nể ba chưa? Nể quá, công nhận cái học thuật của ba nó uyên thâm quá ba ơi. Đâu phải đơn giản mày. Đâu phải đơn giản mà. Ở đây ba mua cuốn sách Tam Tự Kinh, ba đi xiết nợ người ta, thấy nhà nó có cuốn này tụt chôm về luôn. Con không nhận nha, bây giờ con biết tại sao con học ngu á. Học ngu là do gen di truyền. Cái gì nữa? Ba giải thích cái kiểu này là con biết được lý do tại sao con ngu rồi, con ở lại lớp rồi. Xin lỗi mày, tao ngày xưa có đi học dở hơn mày, nhưng tao không có ở lại lớp nhiều bằng mày. Ngày xưa tao nghèo tao không cho mày đi học. Mày đi học chậm trễ hơn bạn mày là một cái thiệt thòi rồi. Nhưng tao không ngờ mày học, mày chịu khó mày chờ cái đám đàn em mày lên thiệt. Chứ bây giờ nó nói chị ơi chị lên chảnh chị chờ em lên học chung với thì giờ sao mày lỡ hứa hả? Mình phải giữ uy tín chứ ba. Mày bao nhiêu tuổi rồi? 17. Mày 18 rồi. Mày 18 tuổi. Mày đi hỏi hết cái đất nước này đi, có ai 18 tuổi học lớp 9 không? Hả? Ba này ba nói lớn quá là mắc cỡ không chết à. Suốt ngày không chịu học, kêu đi đòi nợ cho tao cũng không chịu đòi nợ, vô trong lớp quýnh bạn không. Ba nói không đòi nợ cho ba hồi nào? Hôm bữa con đi qua con đòi nợ bà bán hủ tiếu cho ba đó. Mày đừng có nhắc nha mày. Ba kêu mày qua mày đòi nợ, mày không đòi mày đập đồ hủ tiếu của bà. Trời ơi, giờ đòi qua bà không trả, mày phải đập đồ bà để dằn mặt bà thôi chứ sao.
không có tao qua tao cản mày, dám mày đốt cái quán ba luôn rồi. Hên á, tao giằng mặt bả, tao chỉ xiết cái cây gậy của bả thôi. Con có lấy thêm nồi hủ tiếu qua nữa. Hủ tiếu lấy về nấu tao mày ăn hả? Giờ đem về hầm canh có gì đâu. Tao lao không mà giờ nói mày á, vô vô trong lớp học hành cho đàng hoàng đi. Chứ bây giờ con hỏi ba nè, con làm gì con gái nữa không đi vô lớp con học, mà mấy đứa bạn có xa lánh con, hỏi sao con không quýnh nó. Xa lánh cái gì? Xa lánh mày á là tại mày, cái thay mày bự quá. Tại mày, làm gì tại con? Chứ tại sao nó xa lánh mày? Nó nói con thúi quá. Thúi là đúng rồi. Làm gì đúng? Trời ơi, con gái con lứa mua xe cho đi học không chịu, dám nổ với tôi, nói là đi học có xe đưa rước. Tao tưởng ngon, bữa sáng tao mở cửa ra thấy mày đu xe rác tới trường. Ủa? Mày kiếm xe khác mày không đu, mày đu xe rác. Thì bây giờ xe rác nó đi cái tuyến đường từ nhà mình tới trường luôn, thì giờ mình đu nó đi cho tiện, đỡ phải đi xe không? Mày chết sao mà vô lớp bạn bè không kêu mày hôi. Mà ba mắc cười quá, ba lại minh bạn quá vậy. Ủa con là con ba hay là mấy đứa trong tụi nó là con ba vậy hả? Nhưng mà bây giờ mày phải có lòng tự trọng chút xíu. Đã cái thay mày bự hơn người ta rồi, con gái nữa, hơn chút quýnh bạn, hơn chút quýnh thầy. Bữa nay tao bận bà ba rồi nè, không muốn nó hả? Nói người ta đàn ông rồi, người ta bận bà ba rồi nè. Nói mày cái mày nạt vô mặt à. Má, má thấy không? Má chửi con kìa, má thấy không? Tao kéo màn lên rồi, tao không muốn cho ba nhìn mặt mày đó. Mỗi lần tao giải mày, tao phải làm như vậy. Lên đây, hỏi mày nè, tại sao hôm bữa mày lấy đá về chỗ thầy hiệu trưởng mày? Ba dặn con sao? Ba nói là đi học, thà mày ăn hiếp người ta, mày đừng có để người ta ăn hiếp mày, đúng không? Đó có ai mà làm cái gì mày á, mày cứ cầm đá mày trội vô đầu nó đi, có gì để ba lo. Thì tao nói vậy đó. Thì đó, cái thằng nó đang hiếp con lấy đá con trội nó mà nó né được bà, vô ngay bà hiệu trưởng luôn bà. Tại nó né, nó hay quá, võ công nó cao. Trời ơi, cũng may là bà hiệu trưởng không có bị gì hết. Bà nói bà đứng mà khóc nước mắt là rưng rưng đúng không? Đâu diễn lại nước mắt rưng rưng rồi. Nước mắt rưng rưng. Dạ kính thưa quý thầy cô, con em tôi còn quá nhỏ, cô đuổi ra khỏi trường, cuộc đời nó sẽ đi về đâu? Đó, trời ơi, nguyên hội đồng người ta nhìn ba người ta khóc nức nở luôn, vì chính vì vậy mà ta không đuổi học con. Xém rồi. Thì bây giờ con nói cho ba biết á, con nghe lời ba, con đâu có vô trọng, con quýnh lộn với ai nữa đâu. Mới hôm qua này con ngoan lắm mà con bị người ta quýnh luôn á. Cái gì? Con bị nhỏ nó quýnh luôn, con đâu quýnh lại đâu. Mày bị người ta đánh? Đúng rồi. Mày không đánh lại? Không. Nằm xuống mày. Ủa gì vậy? Ngu. Trời ơi, nằm xuống đây liền. Nằm xuống đây. Tại con sợ con quýnh rồi, bị mời phụ huynh nữa mà ba. Cái chuyện là mày quýnh người ta, người ta chưa quýnh mày, mày quýnh người ta là mời phụ huynh đúng rồi. Còn người ta đã đụng tới mày rồi là mày phải cào nha người ta liền. Nằm xuống. Trời ơi, đau. Nằm xuống. À sớm này, không sợ thằng nào con nào hết. Bữa nay à, ba dặn con nha, không được để bạn đánh, biết chưa? Dạ. Đứa nào đụng tới con là con phải cào nhà nó liền. Dạ. Ba ơi, con không có đánh nhỏ đó, nhưng mà con đánh nhỏ cháu nó. Đánh nhỏ cháu nó trả thù rồi. Mắc gì quýnh nhỏ cháu nó? Tại qua kiếm nó không được, quýnh nhỏ cháu nó bỏ ghét. Nhỏ cháu nó đâu hung dữ lắm, không có vừa đâu. Nó nhoi nó chửi không hả? Đập vô mặt nó liền cho tao. Con không đập liền, ba tưởng con hiền hả? Cứ mà đụng mà nó nhoi là mày quýnh vô mặt nó liền cho tao. Con sự hết. Nguyên lúc đó nguyên một lớp nó kéo tới. Trời ơi, con dọn nguyên lớp đó luôn. Con của hai hổ phải là như vậy. Chứ sao? Con hai hổ phải chơi làm sao để cho người ta biết tiếng. Ừ. Mày chơi mất tiếng mày mốt người ta mượn tiền ba người ta quịch. Mày hiểu không? Ba chơi. Dân cho dài mà. Có số lắm. Trong xóm này, ba dặn trong xóm này dạ. Mày né nhà cha bảy búa ra cho tao thôi. Còn riêng mà sao ông bảy búa đụng tới mày, mày nói ba, ba dỡ nhà lên. Ủa ba, sao ba không nói con này sớm? Làm sao? Con đụng ông bảy búa rồi. Hai hổ thiệt đụng rồi đụng lớn luôn á. Ủa bà, ba ơi trân trọng lên ba ơi, coi chừng ba ơi, trân trọng lên. Dạ. Mày nhìn tao mày biết tao là ai để cái gì đúng không? Dạ anh bảy búa. Dạ tao một tiếng đi, đứng đơ ra vậy. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em gửi đến anh bảy là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cái gì vậy? Chú ơi, chú làm gì chú đánh ba con dữ vậy chú? Mày nghĩ là tao tới đây tao có chuyện, muốn nói chuyện với nó.
mà nó nghĩ sao vô nó nói chuyện với tao mà giống như là nó làm MC vậy. Trân trọng đàng hoàng ơi, bỏ đi đừng làm MC ở đây nữa, không có bán vé được nha ba. Buổi dạy lái chịu đòn. Xin lỗi ba. Lời nói thứ hai, chú em gửi đến cô chú, các anh chị cùng các bạn để chúc sức khỏe. Chú ơi, chú đừng đánh ba con nữa mà chú. Nó đã dặn đi dặn lại rồi, đừng làm MC. Ôi, ba đâu phải tàu hề đâu mà làm MC. Đâu có khiếu ăn nói đâu mà làm MC hoài mà bị đánh vậy ba. Chính vì không có khiếu ăn nói thì bây giờ trên TV người ta nói sao tao bắt chước tao nói lại như vậy. Mày đã không có khiếu ăn nói là mày nhìn tao nè. Không có khiếu ăn nói nè, vô gây lộn nè, bị chúng chém tét mỡ nè. Thấy không? Nè, thẹo dữ còn, thấy không? Trời ơi, chú ơi, tại sao thẹo mưa dữ vậy? Trời ơi, mày ghét nội ơi. Mày sao bị lạnh quá, chuyện của tao. Tại sao mày? Bây giờ bỏ luôn. Trời ơi, đầu tư ghê luôn á. Phải đầu tư chứ, nghe là nghe của tao. Trời ơi, một cây búa thôi em sợ rồi, anh đầu tư thêm cái thẹo, chuyện nó vậy anh bậy. Sâu hơn nữa kìa. Mày làm hết rồi. Rồi em nhớ ngày xưa cái thời còn Hoàng Kim của anh, mỗi lần anh vỗ tay một cái giang hồ bu tới một sớm luôn. Giờ anh vỗ tay em phải nằm em xỉu trước chứ. Bây giờ tao tu rồi, tao nhẹ nhàng lại rồi. Dạ. Tao không phải như hồi xưa. Dạ. Hồi xưa tao vỗ tay một cái là ào ra là hốt, ào ra là hốt. Đúng không? Thì bây giờ anh vỗ ngay có ai hốt không anh? Không. Anh tự hốt luôn hả? Tao tự hốt. Tao nói mày, tao ghét nhất là cái gia đình của mày. Mày dạy con mày kiểu gì? Con của mày đó. Dạ. Qua ăn hiếp con gái của tao. Mày nghĩ đi. Làm như vậy là con gái tao sẽ như thế nào? Một đứa con gái nhỏ nhoi dễ thương biết chừng nào. Chú ơi, mình nói chuyện giọng thấp được không? Sao cứ nói cao quá chi vậy chú? Ăn to nó lớn quen rồi. Vậy mày nghĩ đi. Con gái tao sao? Con gái tao sao? Anh ơi, bây giờ mấy giờ anh kêu con gái em vô đây, con gái của anh vô đây, em bắt con gái em, xin lỗi con gái anh. Mày nhớ nè. Dạ. Nhớ mày nói nha. Dạ. Mày có con gái của mày quýnh con gái tao không còn cái gì hết. Xin lỗi người ta. Con quýnh con gái người ta. Vô đó. Quýnh con trước kìa. Không xin lỗi nó. Quýnh tao. Nghĩ sao? Xin lỗi gì đâu. Lỗi nhưng mà vừa lòng được chưa? Qua xin lỗi người ta đàng hoàng. Biết rồi. Con chạy ra mời chị vô con. Con đâu có chạy. Ủa? Này à, ai vậy? Con tao. Mày quýnh nó. Dạ. Ô, sao mày giang hồ quá vậy? Mầm trồi lá. 4 tuổi học lớp trò mày qua mày lùa nguyên một lớp của người ta. Vậy mà nói chuyện ra giống như là mày quýnh bạn mày vậy đó. Chứ bây giờ nó đụng con rồi giờ sao? Rồi mày thấy chưa? Mày dạy con cái mày cái kiểu gì? Nó láo. Nó ngang, nó ngược. Nó quýnh bạn nó. Bự con rồi lắm không? Mày quýnh con của tao. Tao ghét nhất cái thứ mày dạy con mà nó láo. Con cái mà nó láo là qua mặt cha mẹ. Mày cũng nói đi. Mày quýnh con đúng không? Con ơi, bà quýnh con nhiều lắm hả con? Dạ, quýnh chát chát. Né không kịp luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Mày thấy chưa? Trời nó xạo quá chú, không có, con đâu có quýnh vô trong mặt đâu, con giả vô trong đít đó hả? Mày nói lao. Thế... con tao không bao giờ biết nó lao đâu, mày đừng có đeo mày. Thế, con giả trong đít mà bố mày. Vậy sao cái mặt nó sưng như vậy? Dạ, tại vì con giả, chơi là phải chơi cho tới luôn. Ai biểu qua nhà kiếm chuyện chơi. Mày hả? Ê, chồng giết con không? Mày đứng lại chưa? Đứng lại. Ê, chú ơi, chú thấy chưa? Nó xạo mà, con đâu có quýnh vô mặt nó đâu.
Thôi bây giờ chị mọi chuyện, bây giờ mọi chuyện mình hiểu nhau rồi. Con anh nó cũng có năng khiếu từ nhỏ. Thôi con tôi quýnh vô đích nó mà nó về nó lấy phấn nó chét lên. Chơi là phải chơi cho tới, công nhận hổ phụ sinh hổ tử ha. Thôi giờ mọi chuyện xong rồi anh xin phép anh tới giờ em đi thu tiền góp rồi. Nhắc cái vụ tiền góp của em. Qua đây. Qua đây. Bây giờ nghĩ thì sao? Cái gia đình của mày là cái gia đình là cho dai ăn lời cắt cổ. Một rồi. Cách quá đáng. Ủa sao vậy anh? Chứ còn gì nữa? Chỉ người ta chỉ chậm có một ngày không đưa tiền góp thôi. Mày nghĩ làm sao? Mày qua cái quán hủ tiếu mày ăn hiếp người ta. Cái này chú bày à chú. Mày anh... nói người ta không được mày đánh đập người ta. Nói vậy của ba sao? Con cái của con là chú đụng vô là chú bậy rồi à. Anh ơi, chuyện đó là chuyện làm ăn của em. Đúng rồi. Anh hiểu giùm em nha, tại vì nếu như em không làm người ta thì người ta quỵt em. Đúng rồi. Thông cảm cho em chứ trời. Cái nào đúng là anh cũng đã từng là giang hồ anh biết rồi. Chơi là phải chơi cho tới. Không hỏi anh chứ bây giờ mượn em 200 ngàn. Đâu có nhiều đâu đúng không? Mà bà không trả. Bà không trả. Em qua em đòi em quế với cái câu: ê, tao không trả làm gì tao. Mà quế chứ là câu gì nữa không? Mày biết tao là ai không? Bà trời chưa kịp ơi. Nói bà là ai là con nhỏ con gái em vớp bà liền. Trời ơi, nhảy vô liền. Đâu vậy bà nói đó. Tao quế nhất là ví dụ mày muốn xiết cái gì trong gia đình của bà mày cũng xiết thì tao cho mày xiết hết. Dạ. Mà quế nhất là ví dụ mày xiết cái cây gậy của bà. Bà già rồi, 90 mấy tuổi rồi. Em xin lỗi anh, em đâu biết là bà 90 mấy tuổi. Bà dựng tóc đen, em đâu có biết. Em tưởng là bà cầm gậy ra bà quýnh em. Em mới lấy tay, em dùng thế võ của em quạt cái cây một cái. Bà sụp, bà té. Đó, tự nhiên cái quạt rồi bà đổ thừa em tưởng là bà ăn giả. Chúc mừng chú. Ủa chúc mừng gì con? Chú đã đánh bà ngoại con. Khoan, qua đây con. Nó nói gì vậy? Con nói lại cho chú nghe. Chúc mừng chú. Chú đã đánh bà ngoại con. Nhỏ này nó nói chuyện nó có rõ. Rõ chuyện. Chắc đánh đập tại con. Anh nó nói gì vậy anh? Nói gì chú? Mày đánh bà ngoại nó. Dạ. Mày có liên quan vậy chú không? Trời ơi mày không liên quan đâu mày. Trời ơi mày. Mày mày đi qua. Mềm mụn này ngon quá. Lau dọn cái gì? Bạn. Lấy cái khăn lên coi coi. Dạ. Ừ. Nè. Trời đất ơi. Anh nói em bao nhiêu lần rồi. Không có được ăn me. Sao ăn hoài vậy? Em thèm. Thèm cái gì mà thèm? Anh nói rồi. Ăn me thì sẽ không thể đẻ được con trai. Muốn đẻ sanh được con trai là phải ăn ngọt. Hiểu chưa? Cái gì vậy anh? Đây. Con trai con gái á là bác sĩ người ta nói rồi. Là đâu phải là do cái chuyện ăn uống đâu. Nó ở trong cơ thể mình rồi. Con trai thì con trai mà con gái là con gái thôi. Đâu có thể nào thay đổi được. Đâu phải do ăn uống đâu mà anh cứ ép ăn đồ ngọt hoài. Sao em ăn nổi. Ăn đồ ngọt nhiều mập á hả. Lên cân thì tiểu đường không có tốt đâu. Nè bây giờ anh hỏi em một câu. Em có nghe lời anh hay không? Thôi được rồi. Mệt quá à. Vợ bầu bí không thương thôi. Mới đi về cái la người ta rồi. Là sao không là? Đâu có rổ me đâu. Đâu? Chi vậy? Đưa cho anh. Giấu hả? Anh giấu chờ anh đi ăn tiếp hay sao? Không được ăn hay chưa? Trời ơi. Cái gì? Cái gì đây? Anh mua đồ cho em nè. Đó. Đó, kẹo nè, thấy không? Đó. Cái gì vậy anh? Bánh nè, thấy chưa? Đủ loại bánh hết á. Tha hồ mà ăn. Đó. Cái gì? Em cứ ăn hết cái này cho anh. Đó. Bánh kem nè, kẹo nè, thấy chưa? Đó, kẹo có dâu nè. Rất là ngon, thấy chưa? Trời ơi. Đây, đây, đó, đường hoàng đặc biệt. Thấy chưa? Ăn là bổ dưỡng nha, em ăn là tinh thần em sẽ sáng suốt. Đây, còn nữa nè. Đó, đây nè. Đường bon su siêu sạch nè. Đưa hết.
ăn cái này thì sợ nó là em sẽ bị cổ nó khô đúng không? Có nước uống đó, chưa? Thôi được rồi, thôi được rồi, thôi. Anh đừng có bày ra nữa. Em nhìn thấy đường ha, trời ơi, em ngán lên tới tận cổ. Em phun ra đó, anh nghĩ sao mà anh bắt em ăn đường, nguyên một bịch đường. Trời ơi, anh ơi, em không thể nào mà em ăn đồ ngọt nổi như vậy đâu. Anh bắt em phải ăn. Ngán em không được cãi. Không ăn nổi. Sao không ăn nổi? Cái này có gì đâu mà khó ăn. Trời, em cứ cãi anh hoài. Em mệt quá. Mệt gì mà mệt. Đó, mệt là tại vì thiếu đường nên mới mệt. Hiểu chưa? Ăn đi. Nè, ăn nè. Ăn không? Anh mở thôi, cái thôi, thôi được rồi, thôi được rồi. Thôi được rồi. Ừ. Từ từ rồi em ăn ha. Ừ. Bây giờ em nói nghe nè. Sao? Chiều nay á em kho cá cho anh ăn nha. Chịu không? Sao em giỡn hoài vậy? Em biết anh là không thích ăn cá kho mà. Em quên. À. À, vậy thôi. Chiều nay á em cũng giục luôn cái bộ cờ tướng này, cái em mua cho anh một bộ cờ lô tô nha. Gì mà? Anh thích cái cờ tướng đâu thích chơi lô tô đâu. À, anh cái gì sở thích của anh em đừng có giờ mà bắt anh sửa hết trơn. Anh thích đánh cờ tướng, anh không thích chơi lô tô. À. Anh không bao giờ thích ăn cá kho. Đúng. Đó là sở thích của anh. Thế sao? Vậy thì đây không phải là sở thích của em, mà sở thích của em đó là ăn me, ăn đồ chua, anh hiểu không? Trời ơi. Đưa đây. Tại sao á? Em gài anh phải không? Tại vì anh lúc nào anh cũng bắt người ta theo sở thích của anh. Còn anh thì không cho người ta được làm những gì theo sở thích của người ta. Nhưng mà anh là chồng em, anh nói em phải nghe. Nhưng mà em là vợ của anh. Em cứ cãi anh hoài vậy hả? Thôi em không cãi với anh nữa. Bây giờ em đi ra chợ nè, em mua một xe me về em ăn luôn. Cái gì không vậy? Nói chuyện với anh nữa. Em không nghĩ cho mình, em không nghĩ cho con mình chứ. Bực mình. Vợ ơi, không nói không bao giờ nó nghe. Tùng ơi, Tùng, có nhà không con? Tùng ơi, Tùng. Tùng ơi. Xin lỗi, lộn nhà. Lộn nhà rồi, lộn nhà rồi. Vậy hả? Ôi, xin lỗi chú nghe, lộn nhà. Chứ không phải. Ủa hôm nay chú không có đi quay phim hả? Sao chú ở nhà vậy? Hả? Dạ. À, xin lỗi, tôi tưởng nhà cháu tôi. Xin lỗi nghe chú Tài. Khoan khoan chú. Hả? Sao mà nhìn mặt chú quen quen vậy? Hả? Dạ. Phải... Chú Tư phải không? Dạ đúng rồi. Ủa trời ơi. À, chú biết tôi luôn hả? Con Tùng nè. Tùng nào? Tí Tùng, cháu của chú. Trời ơi, cháu ruột cháu của chú mà chú không nhận ra là chết rồi. Mày đó hả Tùng? Dạ. Trời ơi, sao mày đập nát mặt mày làm giống như ông Chí Tài vậy trời? Trời ơi, giống thôi gì đập phát mà. Trời ơi, hồi nhỏ đó là gia đình thấy mày hao hao giống ông Chí Tài thôi. Mà không ngờ bây giờ mày đi đập nát, gắn thêm cái mụn ruồi ở đây nữa trời đất ơi. Tao vô tao tưởng tao lộn nhà ông Chí Tài không à. Trời ơi. Sao vậy? Sao mà treo hình ổng tùm lum vậy? Thần tượng ổng. Thần tượng ổng. Sanh con trai mà giống ổng. Trời mày đi quá. Mày ghép hình vô để trời. Ông ơi. Lộn nhà rồi, đi ra đi đứng hoài vậy. Đâu lộn nhà. Nhà của nó. Vậy hả? Trời đất ơi, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Ủa? Ai vậy? Thiếm tự mày chứ ai? Vậy hả? Ờ. Sao đi giống két quốc vậy? Bà nói cái này bà cũng giống mày nè. Đó. Mặc dù tao là chú ruột của mày, nhưng mà bà đáng lẽ phải là thiếm cô ruột của mày thì đúng hơn á, bà cũng đi đập nát cái mặt bà nè. Ủa sao vậy? Mặt bà đó là mặt mâm mà giờ nè thành mặt chữ Y luôn, mình thấy rõ ràng không? Chữ Y người ta gọi là V lai. V đâu mà V? V người ta có cái hình vậy, còn bà là nó tuột xuống vậy, bà là Y lai. Hai bên họ biết một biết cái mặt Y như là chữ Y vậy đó. Thôi thôi, mời chú thuyết mọi. Tao đã nói mày rồi, mày có mê con trai thì mày mê nhưng mà nói nghe nè. Đừng có để sao vậy? Mày cắt cái hình ai đẹp đẹp chút xíu, cắt hình cha Chí Tài mày để lên, con mày mà nó đẻ ra mà nó già kiểu này là tao chạy trước á, hiểu không? Chú cứ vậy hoài, chú giỡn không à? Trời ơi, trời dễ ơi. Thương mà. Trời ơi, may quá là may, ông Chí Tài ông không biết mày, ông mà vô đây cái là ông sợ luôn đó, hiểu không? Mày cho ông trần truồng hết trơn tội vậy nè. Trần truồng, con đứt cái gì? Con đứt cái gì? Ghép hình. Mỏi quá. Vậy giờ mời Thiếu ngồi. Sao mặt trầm buồn vậy? Không, thì vào nhà cảm thấy ngôi nhà nó quá sang trọng và nó rất là hợp với dáng em. Em bà nội, bà dưới Cà Mau chứ phải bà bên Mỹ, bà về ha. Bà nói tiếng Việt thẳng cho tôi. Nghe chưa, đứng thẳng gì? Lên. Đứng thẳng không có được, nãy giờ cố gắng dữ lắm. Sao vậy Thiếm? Sao vậy? Nặng quá. Kêu bà đàn sợi dây chuyền á,
khoảng mấy chỉ thôi. Dạ. Bà chơi bà dến cho mày 12 cây. Ủa vậy? Đi ra đường á, ha, cướp nó chặt cái đầu bà đó, bà không còn cái miệng để ăn cơm cho bà hay. Nguy hiểm lắm thiệt. Vô duyên quá. Nè, bây giờ có đem đồ lên tặng cho con. Dạ. À, thím tặng cho con cốc ổi xoài nè, ở dưới quê cây nhà lá vườn nha. Đúng rồi, vợ mày có bầu đúng không? Nghe nói nó thích đồ chua. Hai vợ chồng ta đem đồ chua lên cho nó. Đúng rồi. Ôi, chú thím ơi, khổ quá. Con đang có cái lệnh là cấm ăn chua. Sao vậy? Kêu vợ con phải ăn ngọt, có đẻ là con trai mà cô chú thím đem ba cái thứ lên làm cái gì? Tôi giết con rồi. Why? Cà Mau. Gì? Bà là Cà Mau. Bà mới đi học tiếng Anh có 2 ngày về nói tiếng Anh không à. Tại sao? Không có được uống rượu. Cái gì? Nói why gì đó? Không phải. Bà nói why, bà nói tiếng Anh là tại sao. Tại sao? Trời ơi, phát âm không có rõ mà cũng bày đặt nữa bà ơi. Nè, mày nghĩ sao vậy? Hả? Tự nhiên mày ép vợ mày cho ăn đồ ngọt hả? Dạ. Yeah. Không cho ăn đồ chua. Không cho ăn đồ chua. Why? Tại sao? Tại sao? Người ta nói là ăn đồ ngọt thì sẽ con đẻ con trai. À. Còn ăn đồ chua thì sẽ đẻ con gái. À, mà tí muốn con trai. Mà tí chủ nó đẻ con gái thì sao? No. Hả? Trai gái gì cũng như nhau. À. Con nào cũng là con. Ừ. Con trai cũng là con. Con gái cũng là con. Con bóng. Gì vậy trời? Chính nói cái gì vậy? Trời đất ơi, bà này bà muốn... Bà muốn nó đánh bà coi như là bòm đầu hay sao vậy? Tự nhiên chưa gì trù con nó, con bóng là sao? Con tôi quên. Trời ơi, thím nói nửa câu rồi chú nói nguyên quạch tẹt rồi chết rồi. Thôi được rồi, hai chú cháu lâu ngày gặp nhau nói chuyện đi nha. À. Để thím đem đồ vô trong. À. Rồi thím có con gà, thím làm cơm cho cả nhà mình sum vầy với nhau. Ok. Như là bà chưa uống thuốc hay sao á. Sao thím đi chậm quá vậy thím? Bà sắp chết rồi đó mày. Ngày nào thím cũng đi vậy? Bà ngày nói gì? Ban đêm, ta đang nằm ngủ, bà cứ lướt qua lướt lại mấy lần tưởng ma không vậy đó. Ngồi đây. Bà nghe là chết. Bà nói mày nghe, mày đừng có cái tánh đó, hiểu không? Đừng có cho vợ mình ăn ngọt quá, ăn cái gì mà nhiều quá là nó không có tác dụng mà nó sẽ có cái hại trong đó, hiểu không? Ví dụ ăn chua nhiều quá cũng sẽ có hại, ăn ngọt nhiều quá cũng sẽ có hại, ăn mặn nhiều quá là sẽ phù thủng giống như mày, hiểu không? Mày nhìn đi, mày bao giờ không có soi gương hả? Mặt mày bây giờ y như mặt mâm vậy. Mặt gì đâu mà thiệt tình đấy. Đặt đem cái này lên cho vợ mày nó ăn, đừng có ép nó, hiểu không? Sở thích nó muốn ăn cái gì nó ăn, sanh con trai con gái cũng giống nhau thôi. Trời đất ơi, xoài chú mua gì nó có mấy chục dữ vậy? Trời, tao tính hốt nguyên một chợ đem lên á, nhưng mà... Chú ơi, chú dẹp vô giùm con đi. Dẹp cái gì mà dẹp? Dẹp cái gì mà dẹp? Con không cho nó ăn chua rồi mà chú có bỏ lên ngoài. Để bỏ lên cho con đi. Để ngọt vô. Dẹp hết ba cái đồ ngọt. Nó muốn ăn cái gì nó ăn, nghe không? Hồi xưa tao ép bà đó. Tao thích con gái đó. Ừ. Tao thích con gái. Rồi chú cho ăn cái gì? Ăn đồ chua. Ép bà. Ép quá ép vẫn sanh ra con trai. Thấy không? Thằng con đầu lòng của chú là con trai. Thấy không? Mà đừng có ép. Chắc là chú sao đó chứ không có chuyện đó đâu. Sao gì? Tao nói thôi giờ nè. Cái gì? Con với chú lâu ngày rồi. Không có chơi cờ tướng. Ha. À. Bây giờ chú cháu mình làm gián đi nha. Được không? Chơi cờ tướng hả? Cờ tướng. Ủa sao này mở sao vậy chú? Rồi. Đó, lấy ra đi. À, chú có vẻ chuyên nghiệp quá ha. Chuyên nghiệp cái gì? Đâu? Rồi. Xếp vô chú. Chú lấy con đỏ đi ha. Mày màu xanh phải không? Dạ. Rồi, sắp cờ đi. Ui. Dạ, dạ, cái gì vậy? Trời ơi, ông tướng mà mày sắp ở đây là đâu có đúng. Ông tướng mà mày sắp từ lưa vậy? Chú ơi, chú làm sao rằng cờ tướng bằng con được? Ông tướng phải đứng ở chỗ này. Mày nghĩ sao ông tướng là phải tiến lên trên chứ tướng gì mà núp tướng gì? Hiểu gì trên đây? Tướng cướp thì nó phải núp. Trời đất ơi. Triều đình bắt nó làm sao? Cha ơi là cha, đây là cờ tướng. Tướng sĩ tượng là quân sĩ triều đình, chứ không phải tướng cướp. Mày điên à, tướng cướp cái gì? Tướng là phải đi đầu, thiên an dẫn đầu. Con nói là tướng đứng đây. Tao nói tướng đứng đầu. Con nói tướng đứng đây. Tướng không có núp, tướng phải ở đây. Con nói tướng ở đây. Tao nói ở đây nha mày. Tại sao mày cãi nó gọi thằng lùn? Mày kêu ai là thằng lùn đó, thằng mặt mâm? Hả? Trời đất ơi, bây giờ mày sao? Hả?
mày hỗn quá trời quá đất cả mày. Không phải, nhưng mà tại vì gia dế thì con kêu chú là chú thôi, chứ thật ra là tuổi của con là lớn hơn chú 2 tuổi mà. Lớn hơn 2 tuổi, nhưng mà ông nội của mày là ba ruột của tao. Tao ra đời sau, nhưng mà tao là con của ông nội mày lận. Mày hỗn hả mày? Mày hỗn hả? Hả? Bây giờ sao? Mày muốn tao quậy nát cái nhà này không? Hả? Thôi tao quậy cho mày coi. Hả? Tao quậy sang bằng cái nhà này luôn nè. Con cháu gì vậy mày? Hả? Mày im đi thằng luôn. Hỗn ra mày. Xin lỗi. Thôi lại đi, chú làm con bị bức xúc quá. Trời tức quá, tức quá. Trời ơi, tao ra đời sau nhưng mà... Tao ra đời sau nhưng mà tao vẫn là chú ruột của mày. Dạ, con xin lỗi chú. Con lỡ lời được chưa? Khổ quá vậy đánh cờ. Ngồi xuống mày. Mày tưởng cái bự hơn tao mày ngon hả đây? Mày là cháu tao kìa mày. Mày kêu tao lùng nữa tao giả tét miệng mày. Bây giờ chú đứng con mới thấy là chú cao nè. Con ngồi xuống đi chú. Lùng trở lại rồi đó. Thôi nha. Thôi nha. Giỡn chứ chú làm dữ. Giỡn cái gì mà giỡn. Rồi. Đánh ham bởi vậy tao nói ha. Cờ bạc á là lúc nào cũng vậy hết trơn á. Yeah. Ha, hay là nó sanh ra coi như là sang bằng, không còn là chú cháu tôn tiêu trật tự vậy đó. Dẹp, không có chơi nữa. Lâu ngày không gặp rồi. Lâu quá rồi, hồi xưa hồi lúc còn nhỏ á, tụi mình hay chơi 50 nè, hay chơi quảnh tù xì nè. Bây giờ chơi quảnh tù xì đi. Cái này vui, quảnh tù xì vui nè. Quảnh tù xì tát nát mặt đi. Thôi. Đứa nào thua là bị tát nát mặt. Thôi, chơi cái đó nó hại da mặt lắm, nó ảnh hưởng tới sắc đẹp lắm. Bơm quá phải không? Mày bơm quá, mày sợ tát văng silicon ra ngoài phải không? Có chú ơi. Hả? Mặt con này là nó mặt tự nhiên mà. Cái gì vậy nè? Bây giờ chơi gì ra? Ăn gì đây? Vô cho vui nè. Ê. Quảnh tù xì ăn me đi. Đứa nào thua ăn me. À, cũng hay. Ăn hết để cho vợ con khỏi ăn. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ quảnh tù xì nha. Không có ăn da nghe mày. Không ăn da nha. Rồi. Thua là phải ăn một trái nha. Rồi. Được rồi, chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3 Ăn. Ngon lắm con. Me dốt. Tao nhìn không hai hàm răng tao muốn đi du lịch. Ê hết trơn. Ăn. Nhai mày. Mày nhai mày nuốt đàng hoàng. Rồi chơi tiếp con. Đó đúng rồi. Rồi xong. Chơi nữa. Sao vậy? Chú chơi ăn gian quá. Làm gì ăn gian? Ra cái búa hoài vậy? Ủa? Ai biểu mày ngu mày ra cái kéo hoài làm chi? Mày biết người ta ra cái búa hoài thì mày ra cái khác đi. Ai biểu mày ngu mày ra cái kéo? Đúng không? Được rồi. Chơi tiếp. Chơi tiếp không? Chắc chắn là cái búa đó nè. Chứ sao? Bắt đầu. 1, 2, 3 Cái gì kỳ vậy? Tao biết thế nào mày cũng ra cái bao à. Này, ăn đi bé yêu. Ô, một rổ me bé đã xài hết luôn rồi. Ăn đi. Ngu mà ngu. Ngu từ nhỏ tới lớn mà ngu. Biết người ta ra cái búa, ra cái bao là người ta sẽ ra cái kéo. Mình phải ra cái búa. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Phải chơi nữa không? Ủa? Thôi còn trái chơi nữa đi. Chơi nữa. Chào chú. Ủa con. Trời ơi, chú Tư bữa nay đi đâu mà bảnh tỏn quá vậy ta? Chú đi ăn đám cưới. Trời ơi. Ngồi từ từ, ngồi từ dạ, từ. Dạ. Nghe nói con có bầu phải không? Dạ. Chú vui đi đó. Ăn đám cưới xong rồi ghé thăm con luôn. Dạ. Mà bữa nay tao vui, trong lòng tao nó vui vậy. Ủa sao vậy chú? Có một cái cảm giác rất là sảng khoái luôn con. Mới trúng số phải không? Không có, còn hơn trúng số nữa. Ủa, rồi sao vui dữ vậy? Mới vừa tàn sát thằng chồng mày. Ủa, là sao nguyên chú? Một rổ me, chơi quảnh tù xì, đứa nào thua ăn me, nó ăn còn con trái. Cười hoài. Con trái nó chơi luôn đi, biết đâu tao ăn. Thua, đâu ăn. Coi chừng tao ăn nó trả thù. Trả thù, phải không? Còn cái nè, nha, suy nghĩ kỹ nha. Chơi chú luôn. Suy nghĩ cho kỹ nha. 1, 2, 3 Lê. Lê. Nguyên siêu thị me mày ăn hết luôn rồi đó. Trời ơi chú ơi, con nhìn ảnh ăn me mà con sướng gì đâu á chú.
là chú Tư biết sao không? Tại vì anh cấm con ăn me mà chú Tư. Chú nghe rồi. Anh không cho con ăn me, thành ra bây giờ anh ăn me là con đã lắm luôn á. Nãy giờ chú la đó, không có được ăn cái gì quá lố, không có được ăn đồ ngọt quá nhiều cũng không nên, ăn chua quá nhiều cũng không tốt, mà ăn mặn quá nhiều cũng không được. Dạ. Không, mà con đang có thai, con cũng vậy nữa, thấy không? Con lúc nào con thèm quá thì con hãy ăn, con đừng có ăn lố quá là cũng không có tốt, con hiểu chưa? Dạ. Đó, con... hiểu chưa? Mày ăn hết nguyên một siêu thị me nè. Ăn cơm đi. Thiểm đâu còn? Ai vậy? Thiểm còn đó. Con giết một cái mà con đứng hình luôn đó. Có ai phụ tôi không? Dạ dạ dạ. Trời ơi thiếp lấy ra ơi. Sao mà dạo này thiếp tư khác dữ vậy nè? Bà chơi thân với Thẩm Mỹ Viện đó con. Thiếp càng ngày càng trẻ đúng không con? Đó là lý do mà chú mới vui như vậy phải không? Không con. Hay... vui là ở đây. Hồi nãy giờ tàn sát chồng mày thấy vui, bà xuất hiện cái tao thấy tao thảng thốt. Từ nãy giờ tôi bên trong mà tôi nghe hết đó. Ông chơi xù xì với nó phải không? Ừ. Ông thắng nó đúng không? Nó thua ông chứ gì? Ừ. Nó ngu quá. Chứ gặp tôi mà tôi thua kiểu đó luôn cào mặt ông rồi. Ừ. Ừ. Mày nghĩ sao mà mày cứ ra một cái này phải đổi liên tục. Mình phải có cái đầu, mình phải suy nghĩ chứ con. Thiếp. Thiếp nhỏ hơn con 12 tuổi đó. Nhưng đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Mặc dù vai vế là bà là lớn hơn nó, nhưng bà tuổi á, bà thua người ta tới mười mấy tuổi lận đó. Nhưng mà vẫn làm thím người ta. Thế nhưng mà xưng hô tên tuổi đàng hoàng dạy bà bao nhiêu lần rồi. Hả? Thần kinh không có ổn định. Sáng chiều uống thuốc, bà không uống thuốc. Chú Tư bình tĩnh đi chú Tư. Mình nạt nộ bà mới chịu. Lúc nào la bà, mặt bà cũng như mặt bàn rồi đó. Không phản ứng một cái gì hết trơn. Từ ngày sửa cái mặt xong rồi, mặt căng ra, không còn cảm xúc. Giờ biết trong lòng là vui hay buồn nữa đó. Tư. Này thì vui hay buồn vậy? Vui lắm. Trời ơi. Sao vậy Tú? Đang rất vui, tại vì ông dạy đúng quá mà tôi đang rất vui. À, đó vui đó thấy chưa? Bà căng quá mà. Bộ căng. Như vậy buồn sao thím Tư? Đó bà đang buồn đó. Ủa sao nó giống y chang vậy? Cơ mặt bị chết rồi con. Trời ơi, khổ quá. Con bây giờ bỏ đi, bây giờ mình vô cái vấn đề chính nè. Mình ăn uống đồ đàng hoàng, con có bầu đó nghe không? Con phải ăn uống đàng hoàng nghe không con? Nhưng mà sẵn có thím Tư với lại chú Tư ở đây á, nói với chồng con giùm con một tiếng đi. Tối ngày bắt con ăn đồ ngọt hoài à. Ăn từ sáng tới tối, bắt con ăn nguyên một cái bọc đường, làm sao mà con ăn nổi. Ảnh á, là ảnh nghĩ rằng á, là ăn đồ ngọt á, thì mới có con trai. Còn con thèm chua là chỉ đẻ ra con gái thôi hà. Thì hồi nãy thím cũng đã nói nó rồi, con trai con gái gì cũng là con của mình hết. Dạ. Con trai cũng là con gái cũng là con bóng. Trời đất ơi. Sao tự nhiên không chịu ngăn cái mặt của tôi lại, cái miệng của tôi lại, biết tôi nói bậy rồi mà để ngăn tôi nói hết. Có miệng bác kìa, bây giờ nói chuyện cũng không có thoải mái được. Hồi xưa miệng rộng á thì kệ nó đi, đi mai ở phía trong rồi nè, mai lại rồi giờ nói chuyện á, nói mở miệng không được. Bực mình ra. Sáng chiều uống thuốc không uống. Sao con bị gì vậy? Con xin phép vô trong. Anh đi đâu? Giờ này đi đâu? Giờ này là giờ ăn uống rồi nè. Ăn cái gì? Không phải chua nó có cái tác dụng đó. Ăn chua uống nước mặn mặn bây giờ. Sao nó hoài? Trời ơi. Thấy chưa? Mày thấy ăn một cái món gì đó mà nó quá lố thì nó sẽ gây tác hại chưa? Anh ơi. Nói xong chưa? Anh ơi, anh nó đang... yếu hết rồi con. Dẫn nó đi đi con ơi. Để em thôi. Anh hả? Trời ơi, anh có sao không vậy anh? Sắp vô toilet vẫn có bông rồi phong. Ôi nè, nghe em nói đây nè. Bây giờ nè, có bắt em ăn đồ ngọt để có con trai nữa hay không? Không. Hứa nghe chú à? Anh hứa. Có cô chú ấy làm chứng. Thôi cho nó đi, nó chịu hết nổi rồi. Đi đi. Cảm ơn. Khoan khoan, để thím nói với con một lời nè. Dạ, có gì thím nói ra lẹ em con thím. Đáng đời. Trời ơi, không có vậy thôi à. Trời ơi, trễ rồi. Ủa chú Nam à chú Nam, sao rồi cái nhà tôi chú tính sao? Trời ơi, mắc gì chú ơi, tôi bán giá là rẻ lắm rồi đó. Tôi kẹt tiền làm ăn. Trời ơi, bao nhiêu người năn nỉ luôn á, người ta khóc luôn mà tôi không có bán. Tự nhiên tôi cảm thấy giống như là tôi có duyên với chú vậy đó. Giờ chú tính sao? Rồi, là chú quay là chú coi một lần nữa nó được đặt cọc luôn phải không? Rồi vậy đi, ừ, quyết định nhanh gọn lẹ vậy đi chú. Rồi gì tôi đợi ha. Rồi, chứ không là tôi bán cho người khác rồi nghe. Rồi, dạ, rồi. Thì bãi.
Ủa, vợ chồng tôi buồn lên rồi hả bay? Dạ. Ra đi đường xa mệt không con? À trời ơi, đi xe khỏe thế à, không có mệt gì hết trơn á. À vậy gì? Lâu quá không gặp lại gì? Ừ. Gặp lại thấy già quá vậy. Tao chứ phải nít quỷ đâu, sống lâu năm không già. Không phải, tại mình nói thiệt thôi, thì lâu ngày không gặp thì già. Lâu ngày gặp lại sao cái miệng vợ bay nó cũng có duyên được thêm miếng nào ha. Rồi thôi ngồi nghỉ mệt đi con. Dạ dạ, cảm ơn dì. Ừ. Cha nhà dì Bảy đẹp quá, dì Bảy ha. Ừ, trời ơi, bao nhiêu tiền, bao nhiêu của đổ vô sao đẹp được. Ai vô coi nhà cũng khen hết đó bay. Dạ yeah, dì Bảy. Ủa, nhà đẹp quá rồi, khoe của hả, cho người ta vô khoe khen hoài à. Ừ, con này sao bay phải nói chuyện cho nó duyên hơn giùm tao chút được không? Là sao? Trời ơi, nó phải khoe của cái gì? Biết sao không? Tại dì Bảy đang đăng báo bán nhà. Ủa? Nên ta vô tôi coi nhà, nên ta khen. Chứ khoe của gì? Đang yên lành vậy tự nhiên bán nhà, bộ dì Bảy làm ăn thua lỗ hay sao? Không phải, khổ lắm mày ơi, tại nay có chuyện. Khổ lắm. Có... Con cái chia gia tài hả? À. Đầu dì Bảy phải chia đúng không? Bởi vì ta nói bây giờ con cái nó mất dạy lắm. Nó, mẹ nó còn sống sờ sờ đó, mà nó đòi chia gia tài cho bằng đặng bằng được à. Tôi nói mấy cái đứa này phải đi trời đánh nha. Trời đánh nó chết cho ba má nó sáng mắt ra. Ý mày nói tao tối mắt hả con? Nên trời đánh cho ba má nó sáng mắt là tao sáng mắt đó đúng không? Ủa? Mày trù tao hả? Ủa là con gì hả? Chứ con ai? Ôi bà ơi, bà nói ít lại giùm cái coi. Bớt nói giùm tao, tao nhờ. Dì Bảy thông cảm đi. Vợ con ở dưới quê nổi tiếng là cái gọi là cái miệng lá mơ đó. Lá mơ là sao? Mà cái xì, bà muốn xì, bà muốn nghĩ gì bà xì ra. Thông cảm đi, hồi nó mới sanh ra đó. Là sao? Cái mỏ mới lừa lầu ra trước. Hèn gì, thấy cái mỏ nó nhọn quá trời quá đất à. Bớt nói giùm tôi cái được không? Dạ, anh xin lỗi gì. Ừ, lỗi phải gì không biết nữa à. Biết sao không? Nói nào ngay á, dì khổ tâm lắm. Hồi còn sống á, Dượng bay có nhận đứa con nuôi. Đó, rồi nghĩ sao, cái bây giờ cái nó cái ghé đây thăm hoài à. Nó làm ăn thua lỗi đó, rồi ghé đây. Bữa xin mấy chục, bữa xin mấy trăm ăn cơm. Rồi chưa, bữa tuần trước tới đây, nói nhà nó bị giải tỏa gì đó, rồi xin lại ở nhờ. Thôi dì cũng thương gì cho nó ở nhờ. Mà ở được ở luôn ở ly vậy đó. Nên tôi dì bực quá, dì bán nhà cho nó xong phức cho rồi, đuổi ra khỏi nhà cho xong. Trời đất ơi, tại sao là có những cái người mà tham lam như vậy? Muốn của người ta là của mình không? Ủa mà phải là con nuôi không? Hay là con rơi của Dượng á? Không, sợ con rơi á nha. Bây giờ hay có trường hợp đó lắm nha. Ổng như ở dưới quê mình nhớ không? Cũng có cái trường hợp vậy đó. Nói là bộ hô con nuôi nhưng mà thật ra là đem con về cho vợ lớn nuôi. Dạ chị Tư, chị bớt nói gì chị Tư. Trời mày nghĩ sao vậy, chuyện bảy bay là lấy được tao là mừng hết lớn. Ông vừa già vừa xấu nữa, ở đâu mà có bồ nhí mà lòi ra con rơi. Là nói nghe biết sao không, chị thấy cái thằng này á, cái mặt nó không có giống như bảy bay. Con nuôi, ừ, chứ không phải là con rơi con rớt gì đâu. Con nuôi hả? Ừ. Ừ. Không nhưng mà nói nghe nè. Sao? Chị bán nhà đúng rồi đó. Sao vậy? Bán đúng đi chứ để mốt có đòi chia. Vô duyên, con nuôi chứ phải con ruột, đâu đòi chia với chết. Trời ơi, vậy là không biết gì rồi. Sao? Ở dưới quê kìa cũng có trường hợp y chang luôn. Con nuôi nó đi kiện cái đòi chia gia tài. Con nuôi có quyền lợi như con ruột mà. Có không? Trời ơi, có luôn hả bay? Ủa sao mà biết hay vậy? Dưới quê mình kìa mới ràng ràng đó đó. À. Trời ơi, có vụ đầy luôn á hả? Trời ơi, không được. Này. Sao vậy? Alo, từ. Ờ, đúng rồi. Ngồi chơi. À? À không, tôi không phải mẹ nó đi công chuyện rồi. Hả? Thiệt hả? Tôi chạy lên liền. Tôi là bà ngoại đó nè. Rồi. Trời ơi chết rồi bà ơi. Chết rồi. Trời ơi thằng cháu ngoại của gì? À nó chết rồi hả? Chết rồi hả gì? Đi mua vòng hoa lẻ không ơi. Đi. Chết rồi nào. Mới nói thằng cháu ngoại chết rồi. Chết. Đây là có chuyện nguy kịch hiểu không? À. Nó ở trên trường nó chơi sao á, bị đập đầu vô cái tường. Rồi chết luôn rồi hả? Trời ơi nó đập đầu nó chết rồi ông ơi. Đi mua vòng hoa liền. Bà nội. Tôi nói nó chết rồi nào. Hả? Đập đầu vô tường tao có nói chết chưa? Rồi như vậy là chấn thương sọ não rồi. Trời ơi bây giờ đi vô bệnh viện hỏi coi bác sĩ sọ não. Cái đầu của bay vô chứ sọ não. Không phải hay gì? Không phải. Bây giờ tao đưa vô bệnh viện rồi, gì phải chạy vô coi nó làm sao. Nghe chưa, ở nhà coi nhà giùm gì. Ê nè. Cái thằng con nuôi của gì á, nó còn nói chút mà nó tới nó thăm gì, đem trái cây gì lên biếu gì nó cho bộ nó nói gì nó kiếm cớ vô nhà nó ở thôi. Đây coi bà đuổi ra giùm gì nghe không? Nha. Đuổi người là để của con. Nhớ nha, mà đuổi cho khéo đừng để mít lòng em con. Dạ. Giúp giùm gì nha. Ê, khoan nữa. Hồi nữa, có hai vợ chồng tới đây coi nhà. Coi là để mua nhà đó. Tụi con tìm cách sao rồi nói giới thiệu nhà rồi này kia cho gì nghe không? Dạ. Nó vô cho người ta mua nghe không? Yên tâm. Gì?
cái vụ tụi con nhờ gì sao? Quên nữa. Cái vụ á, tao xin được việc làm tụi bay rồi. Ở trên Long Khánh á, nhà bạn của dì đó, ở trên đó làm là chỉ coi giường coi tuột cho người ta thôi. Thứ bảy chủ nhật tao mới về một lần. Hiểu không? Tháng 5 triệu đó, được không? Trời ơi, như vậy là mình đi làm giường thì phải bán vé số hả không? Bán vé số gì đây? Trời ơi, thường ở dưới quê con mà lên trên đây á, toàn đi bán vé số không à, chứ không có được làm giường đâu. Nói thiệt các con, là con già rồi, với con mà trẻ xíu nữa là con đi bán cà phê cũng được. Mày bán cà phê ai dám uống? Nhìn tới ghê, thôi thôi, chạy vô bệnh viện con sao? Nhớ nghe không? Nhớ dạ, nghe dạ. Chưa? Thằng con nuôi nhớ đuổi ra gì nghe không? Để nó tới đây là chết. Gì? Mà cuối cùng là sao? Sao là sao? Là cháu gì không có chết đúng không? Trời ơi, không có chết mà. Bực bội à, coi nhà cho gì nghe không? Dạ. Bà đập ơi, mà nấu năng cẩn thận giùm tôi một cái được không? Không, là tôi thắc mắc thì tôi hỏi thôi, chứ tôi đâu có biết đâu. Người ta nói là chỉ vô bệnh viện thôi. Lắm chứ, bộ giỡn hả? Thì nó cũng có tùy trường hợp chứ. Ê bà, nào mình vô nhà được. Bây giờ mình vô nhà nha. Đâu vô nhà gì được. Quá trời, thiệt là không. Hồi nãy hứa với dì Bảy là sao? Thì có gì đâu, thì giờ gặp cái người nào con nuôi lại, đem trái cây tới thì mình đuổi đi. Gặp hai vợ chồng tới coi nhà thì mình tiếp đón nồng hậu. Vậy là trả ơn gì bảy rồi. Nói vô cho ta mua nhà này. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, ba cái khoản này của bà tôi không có rành. Làm ông sao? Ông ơi, ông cũng làm để tôi cho, tôi rành mấy này lắm. Bà rành hả? Ừ, mấy cái chiêu trò này tôi ghê lắm. Ghê đâu, bà nói tôi nghe bà làm sao đâu. Đầu tiên á, ê, dù gì quá. Nói mà nói nhỏ tôi nghe cũng được. Nói nhỏ thôi nha, không nói lớn mà cầu người ta nghe. Trời đất ơi, bà phun cái gì mà phun khí thế vậy? Cái gì? Bà nói gì xù xì không mít gì? Ơi bà lại à, bà nói gì? Nói nhỏ mà ông nội nè. Ý vậy đi. Ừ. Có sách theo trái cây. Tôi thấy à, giờ trái cây hơi bự nha. Cái mặt láo cá thật chứ. Ừ, nhìn là thấy ghét. Bà Bảy rồi. Chị Bảy không có ở nhà. Đi vắng rồi. Ai đây? Gì đây? Sao? Về. Muốn về. Kiếm gì Bảy? Bà Bảy phải không? Bà nhập viện rồi. Đừng có giỡn chơi tôi ra, mới nói chuyện tôi hồi nãy đó thầy đây trong điện thoại rồi giờ nhập viện. Bà nói chuyện điện thoại với anh đúng không? Ờ. Hèn gì, đang nói chuyện điện thoại giật bất tỉnh, vô bệnh viện. Ủa bây đi... giờ quyền thừa kế căn nhà này là của tôi. Điện thoại giật. Ừ. Hồi đấy giờ tôi mới nghe cái vụ điện thoại, cầm điện thoại mà giật xỉu à. Không đọc báo, bây giờ điện thoại giật chết người như chơi, nha. Phải không? Chứ sao? Nè. Trời ơi trời, tôi tính đem trái cây lại. Rồi cảm ơn, giữ đi trái cây là mình ăn được. Ừ. Bây giờ nhà này là của tôi nè, bây giờ muốn cái gì nói với tôi. Không, tôi định lại gặp bà Bảy để bà... Không có cần gì hết. Tôi không cần biết mục đích anh lại đây để làm cái gì. Mà tôi nói cho anh biết là bà Bảy không ở đây, bà Bảy nhập viện rồi. Tại vì sao? Tại ngôi nhà này có ma. Cái gì? Căn nhà này có ma. Chứ sao? Thì giờ đừng có giỡn nha. Tôi không giỡn. Chứ tại sao cái điện thoại mà tụi nó giật chết người? Ồ. Sóng âm mạnh quá. Là sao? Mà đi tôi kể cho nghe. Đi ra coi, đi ra. Chỗ thôi. Sao sao sao? Khi mà mới bước chân vô trong căn nhà này, tôi lạnh dữ lắm. Âm á, người âm hiểu không? Nó làm cho mình có cảm giác rợn người. Nè tôi nói tôi còn nổi da gà nữa không thấy không? Da gà còn nổi luôn rồi đúng không? Sao kỳ vậy ta? Nhà này âm u lắm. Là sao kể tôi nghe coi, tôi muốn biết cái nhà này nó có ma là sao? Dạ chuyện là vậy nè. Tao nói hồi đó đó, bà Bảy này nè. Trước khi mà bà đào móng lên bà xây nhà đó, bà phát hiện ở dưới có 18 bộ xương. Phải không? 18 bộ. Mà thay vì bà đem người ta đi hỏa táng, ta gửi vô chùa đi. Không. Tiết tiền, biết làm gì không? Làm gì? Đem ra ngoài sau hè đó. Đó. Ngay góc này nè. Đây đây tôi chỉ cho. Ngay đây nè. Đó, ngay cái góc đó đó, thấy không? Đó, đó. Cái gì vậy? Ê, buông ra, buông nhà, buông. Tôi đang chỉ ông thôi, đó, cái góc đó đó. Ông thấy một cái gì đó nó âm u không? Màn đêm nó bao, đúng không? Đó, bà đào lên ngay chỗ đó, bà để 18 bộ xương xuống lại, bà lấp đất lên. Bà lấy cây, bà chồng lên luôn, không ai biết. Cái ghê không vậy? Ghê lắm.
Ông tiếp ông. Đám quan hồn đó, người ta bị như vậy, người ta quan ức, không thể nào đầu thai được, chỉ biết lãng vãng trong căn nhà này không, suốt ngày suốt đêm. Không, không, ông nói chuyện bình thường thôi. Ông đừng có nói cái giọng âm, tôi sợ ma lắm á. Giọng bình thường của tôi là như vậy. Hả? Mà không thấy ghê thiệt, tôi sợ. Kể từ ngày đó trở đi, trong căn nhà này không lúc nào mà không xảy ra những chuyện lạ thường. Chẳng hạn như cái gì? Bà có thể kể cho cậu này nghe đi. Giúp giùm, kể tiếp giùm tôi nghe coi. Để tôi. À. Để tôi kể cho ông, đừng kể nữa, cái giọng ông ghê thiệt luôn á. Bởi vậy? Ngồi xuống. Giống như trong nhà tắm. Bữa đó bà đang đi tắm, hiểu không? Bà vừa bước vô trong nhà tắm. Làm cái gì đó? Sợ không được ôm vợ tôi. Ôm đang kể mà ôm vậy. Sao bà làm tôi sợ quá? Tôi khùng quá. Tôi đang kể ôm vậy tôi sướng, sao tôi kể? Đó. Xong, bà bước vô nhà tắm. Tôi kể lại khúc này nha. Bước vô trong nhà tắm. Tự nhiên cái cánh cửa kêu một cái. Quay ra. Bà nhìn không thấy ai hết. Rồi sao? Bà quay vô. Bà thấy vòi nước chảy. Trời ơi. Trời, lúc đó bà hoang mang liền. Bà thấy vòi nước chảy xối xả. Bà suy nghĩ. Bà nhớ ra. Tại sao? Hồi nãy bà quên khóa. Cái gì đâu có ma gì đâu. Ma ngay cái chỗ cái cửa cái két mà không thấy ai đó. Phải không? Chắc nãy tôi kể chưa nhấn cái đoạn đó đúng không? Kể lại nhấn cái đoạn này nè. Thôi được rồi, kể tiếp cái gì khác đi, kể tiếp đúng không? Tiếp. Cái chuyện này mới chính nè. Chuyện nào chính? Vừa thấy vòi nước là bà nhớ ra là bà quên khóa, cái xong một cái mà ghê nè. Cái gì ghê? Bà khóa vòi nước lại. Khóa lại? Hết. Ủa đâu có ma gì đâu má. Trời ơi, ông nội này, tôi nói ma là cái cửa đó. Cái ma sao mình thấy được? Thì cái cửa quay qua không thấy ai, là ma nằm ngay chỗ đó đó. Hình như ông cũng không tin. Chuyện là bình thường thôi. Đó, đây là chồng tôi thấy nè. Chuyện của tôi mới thấy ghê. Chuyện gì vậy? Cầm lại đi. Chuyện đó đánh đường hồi là nguy hiểm lắm. Có một đêm trời mưa gió bão bụt, dì bại từ từ tiến vô phòng ngủ. Trong phòng ngủ có gì? Nằm xuống, không gian rất yên lặng, chợt có một luồng ánh sáng lóe qua. Buông ra. Người đau quá thì sao? Lợi dụng hả? Sao phải sợ quá? Đừng có giả bộ mà ôm vợ tôi hoài. Tôi mặt ghê quá. Nãy giờ kể khúc là chính nè. Giữa anh xoan lập lòe, nửa sáng nửa tối, vì vậy trợn mắt lên và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại làm gì? Ngủ. Ủa sao ngủ hoài vậy? Đợi đi. Chừng nào? Ngủ tới nửa đêm là vậy à. Trời ơi, giờ nói giờ này mà đợi tới nửa đêm sao chết rồi. Khúc chính nó nằm ở đây nè. Sao nãy giờ chính hoài vậy? Ông mở từ được. Nửa đêm rồi. Sao vậy? Đứng lên. Bà đứng lên làm gì? Tiến ra cửa phòng. Tiến ra cửa phòng. Mở cửa ra. Mày làm gì? Cái tiếng cửa là lâu ngày không vô dầu nó kêu. Rồi sao? Vừa bảy tiếng vào. Vô đâu? Đi toilet. Sau đó sao? Trở lại giường. Làm gì? Đâm bắt.
Bà làm gì nữa vậy? Bà ngủ. Thì sao ngủ hoài vậy? Toilet xong rồi vô ngủ đúng rồi ba. Ủa, toilet xong vô ngủ? Ừ. Đâu có ma gì đâu. Ma là cái khúc ở trong toilet đó. Sao tôi không có nói gì trong toilet có ma để? Cái khúc trong toilet gặp ma. Ừ. Nhưng mà tại vì bà chưa có kể cho nên sao tôi kể được. Trong toilet bà gặp ma, bà chắc bà sợ sao bà không có kể luôn, bà giấu. Chưa đâu. Khúc này mới chín nè, khúc này mới chín nè. Nãy giờ chín ngoài vậy? Không, nãy giờ tái thôi, khúc này chín nè. Trong lúc bà đi toilet. Sao? Tự nhiên có một giọng hát. Hát gì? La 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 la. Cái bài gì? Bài khác, bài một bài lắm. Rất rung rợn. Hả? Lại. Trong không gian âm u cùng nhau kêu về âm. Lầu cơn gió về ào. Nghe trang lanh lùng. Trời ơi, nghĩa trang cái đồng. 18 vong hồn mà, nghĩa trang là đúng rồi. Hợp ca luôn hả? Ừ. Ông làm cái gì? Chết cha. Hả? Ông bị nhập rồi. Trời ơi. Ông ơi, bình tĩnh lại ông trời ơi. Thôi, tôi cảm ơn nha. Trời ơi, ông ơi, đừng có bỏ tôi. Tôi cảm ơn mấy người, nhờ mấy người mà tôi biết được cái nhà này. Tôi cảm ơn tôi. Anh ơi, sợ quá. Anh ơi, chồng anh lại giúp em anh ơi. Trời ơi, kể chuyện ông làm tôi sợ thiệt luôn không? Cái mặt ông ghê lắm luôn á, cái hồn dễ sợ hồn luôn không? Gì vậy? Đi rồi. Ai đi? Quỷ con nuôi đi rồi. Nó đi nhưng mà tôi chưa đi mà. Ôi, giỡn nữa. Giỡn hoài. Ai giỡn với bà? La 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 la. Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ nghe ông. Nhưng nãy giờ tôi có nói gì đụng chạm đến mấy người khuất mặt làm ơn vỗ tay. Tại sao mấy người đem cái chuyện chết chóc của 18 người trong nhà này ra làm trò đùa vậy? Trời ơi, tôi nãy giờ tôi nói gì sai, làm ơn vỗ tay cho tôi. Đừng có làm gì chồng tôi hết, trả chồng còn tôi dám làm như vậy nữa không? Không, ơi, làm ơn vỗ chồng quá. Giỡn trời với bà thôi. Giỡn hả? Cái bạn thường ngày mà ăn hiếp tôi quá, tôi ghét, tôi giỡn chơi với bà thôi. Giỡn cái gì vậy? Hả? La la la. Sao rồi? Có gì vậy? Của gì tới chưa? À, dạ. Cái gì vậy? Sao mẹ không có được, bậy bà. Ma gọi gì? Đêm hôm nhắc ma nó sợ nó không. Ủa gì vậy sao đi lẹ về vậy? Trời ơi, rồi xong rồi, vô nhà tôi xong hết rồi sao? Ủa sao, là mua áo quan chưa? Một. Ông quan gì mày? Ủa cái gì? Ủa, ông quan gì? Sao gì không chết hả? Nói bậy nó bạ còn. Ủa, chết rồi chết. Thì thường thăm vô là phải lâu chứ sao gì về lẹ vậy? U đầu chút xíu thôi hà. Trời ơi, u đầu thôi mà. Sắp xong rồi, nó nghe là khách của gì tới chưa? Tới rồi hả? Đuổi đi rồi. Ta con nuôi phải không? Đúng rồi, đem cái cày tới. Đuổi đi luôn hả? Đuổi đi, nó không dám tới ở đâu yên tâm. Trời ơi, sao tụi bay hay dữ vậy bay? Vì đuổi hoài nó không đi đó. Vợ con mà. Nghe cái này hay lắm. Ừ, mai mốt mà có mấy vụ đuổi người tao kêu bay lên nữa. Vợ chồng con. Miền lắm mà, miền lắm mà. Alo, tôi nghe nè. Sao? Ủa anh Nam sao anh không tới coi nhà? Cái gì? Nhà tôi có ma. Ai nói? Trời ơi, không có đâu. Chắc là hàng xóm đó, người ta ghét tôi, ganh ghét nó, ghen ăn tức ở, hiểu không? Nhà tôi xây nhà bự quá nè, ta ghét ta chọt vậy thôi. Làm gì có. Làm gì mà cứ vụ 18 bộ xương. Thôi được rồi, anh cứ tới đây. Anh tới đây đi, ba mặt một lời.
Ai nói tôi kêu người đó qua, tôi nắm đầu đó qua đây luôn. Bao mặt một lời, anh tới liền. Anh tới liền cho tôi nghe chưa? Rồi 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 rồi, tôi đợi. Ủa, tôi quân cái ngủ nè mà ác ôn. Thì tướng nó trời không đánh tấn trong đâm nó cũng uổng lắm nè. Sao vậy? Nó nghĩ sao nó đi, nói nhà gì có ma. Ai vậy? Thì bởi vậy gì nó gì đâu có biết. Ủa mà sao gì biết cái tin là nhà gì có ma? Thì nè, ông Nam mua nhà. Chị gọi điện, anh nó gọi điện cho chị hỏi sao chưa tới coi. Nó nói là tới rồi, nó gặp ai đó là nói đồn lên là nhà gì có ma. Đi về Long Khánh, đi về Long Khánh. Ờ, thôi về. Chỗ Long Khánh làm vườn đúng không vậy? Đi, 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 nhanh, nhanh, nhanh. Ủa? Mà tôi biết đường đâu đi. Đi xuống Long Khánh là tự tìm, tự hỏi. Ở đây rồi, tự tìm. Phải ăn bữa cơm với gì chứ mới vừa hỏi. Thôi, khỏi, khỏi, khỏi. Không ai ngủ đâu, ăn uống là mất chuyện đi chơi. Ủa là khác tới xin việc làm sao? Mà làm sao mà biết đường? Hỏi được rồi, hỏi. Ủa làm sao biết đường của tôi đang kỳ cục mà? Gì vậy? Mày ơi. Cái gì ai nhặt mày vậy? Trời đất ơi, ai này làm gì khó hiểu dữ trời. Trời ơi, cậu Nam. Vô đây, vô đây. Tôi nói cậu nghe. Bà làm tôi mất thời giờ quá. Mất thời giờ cái gì? Bà mới nằm bệnh viện sao bà ra liền? Ủa tôi nằm bệnh viện hồi nào? Trời đất ơi, ở nhà tôi nói nè. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, hàng xóm đồn nữa đâu. Người ta ghét tôi, người ta trù tôi vô bệnh viện nằm ở trọng đó, anh thấy không? Bởi vì ghét cái đồn tùm lum hết á. Nói nhà này là ba có ba nè. Bậy. Nửa đêm bà bị mở nước đồn tùm lum ở trong nhà nè. Trời đất ơi, hồi nào? Tôi sống đây mấy chục năm trời có bị gì đâu mà nói ma cỏ gì ở đây. Có. Ai nói bị ai nói, anh nói đi. Con tám đầu sớm đúng không? Hay là con năm lẻ bên này? Không có con tám, con năm nữa. Tôi lôi đầu ra đây. Người trong nhà này nè. Đó, ra đây đi. Chỗ chậu bông, chỗ chậu bông nè. Đó, 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 đó. Hả? Đưa nè. Tân hả? Nè. Ai nữa? Hai chồng nè. Ôi trời. Ra đây, tụi bay ra đây. Trời ơi, sao kỳ vậy tụi bay? Sao vậy? Dạ. Đồn nhà gì có ma là sao? Dạ, đầu đuôi chuyện này là sao? Con không biết gì hết. Hỏi vợ con đi. Nhà có ma, kêu ta lại bán à? Là hai đứa này nói với anh đúng không? Đúng rồi. Sao vậy? Hồi nãy con tưởng đâu là cái này là con nuôi có gì. Nè nè, xách vỗ cái cây bự, con tưởng đâu con nuôi cho nên con mới nói có mang hù đuổi đi. Dạ. Đâu biết tới con nhà. Kêu đuổi đi, đuổi con nuôi gì đi. Trời đất ơi, thì ra là vậy. Sướng xa, sướng xác tàu lao cơ mà. Trời đất ơi, cậu biết sao không? Nó lộn người. Tôi là tôi kêu nó đuổi cái thằng con nuôi tôi kìa. Nên nó giả bộ nó nhắc ma, nó hù ta. Thôi, mấy người đừng có làm cái chuyện mà mờ ám. Thôi bà đặt cái nhà nghe. Bà có ma đó là không bao giờ tôi có đâu. Nãy thì của tôi đem cho là không. Nó nghe nè. Nè, tôi đem tiền tôi đặt cọc cho bà nè. Bây giờ cái nhà này có ma, không bao giờ tôi mua cái nhà này. Có đâu. Hỏi. Nghe tôi giải thích cái đã. Trời đất ơi, đâu có ma cỏ gì đâu anh ơi, trời ơi. Trời đất ơi, cũng tại tụi bay đó. Người ta vô, người ta gần tới mua nhà rồi à. Người ta đem cọc tiền tới đặt cọc rồi à. Trời ơi, tiền vô tới họng rồi, tao cũng được lấy là sao hả? Ma cỏ gì ở đây? Còn đồn là có ma hả? Có 18 bộ xương hả? Tụi bay dọn vô ở đi. Để coi 18 bộ xương nó có ăn thịt tụi bay hay không hả? Dọn vô ở đi, đồ hồ đồ. Công nhận đẹp trai khổ thiệt. Sáng sớm nãy xe nước mía mà lát thế nào gái cũng bu thấy thương cho coi nè. Cái tật đẹp trai đó đẹp quá đẹp. Ồ đẹp trai gái bu đó gái tới liền. Ồ đây đây đừng thấy không ghét ghét nhất cái từ này. Tự nhiên ta đẹp trẻ gì kêu chú là sao? Tôi ghét cái từ chú luôn. Anh thấy trẻ đẹp không? Ủa chú Tư? Nữa? Chú nữa? Sao chú lại bán nước mía sớm quá vậy? Chỗ này chỗ con bán xôi nha. Mặt trời bắt đầu lên rồi thấy chưa? Ở đó mà sớm bán bu phải vậy tao mới thương tao mới uống chứ. Thôi bình thường chú bán trễ cho con bán xôi. Chỗ này khách con mua để ngồi ăn chứ bộ. Trời đất ơi là trời. Cứ chú hoài thà kêu con Tuất đi. Hả? À, nó còn có ít. Tự nhiên kêu tôi bằng chú hoài sao tôi bán được trời. Thôi giờ kêu bằng anh đó. À anh nghe dễ thương không? Trời tên quá nha. Ờ và có gì tôi sẽ giúp cho xôi được có gì đâu. Hả? À, tôi giúp cho em hoài em không nhớ thôi. Giúp gì ta? Có lần tôi cho em mượn ống hút nhớ không? Cái gì? Bán xôi mà cần ống hút hả? Ừ. Quên lộn lộn. À, ống hút là thằng kia. À, em xin sợi dây thun có nhớ không? Trời ơi. Có cái sợi dây thun mà chú nhớ hoài. Trời ơi, giúp ba cái gì mình phải nhớ chứ. Cái sợi dây thun nó nhỏ nhưng mà tình cảm nó đông đầy. Hiểu không? Mà tôi nhớ cái cách này là cũng 49 ngày rồi đó.
Sợi dây thun màu xanh nhớ luôn. Ôi ghê nha. Ghê cái gì, nếu em muốn cái gì em kêu bằng anh đi, cần thì anh sẽ xe cho. Vậy thôi vậy? Không có anh gì hết á chú. Tự nhiên cái xe gì, tự nhiên cái xe gì của con. Ủa sao vậy trời, trời đất ơi, nghĩ gì trời. Xe là xẻ chia á, là giúp đỡ nhau á, cùng nhau buôn bán. Vậy mà con cứ tưởng đâu chú đòi xé gì của con chứ. Trời đất ơi, bà này cũng dễ sợ lắm nha. Bà này bà đẹp mà bà cũng nghĩ bậy lắm nè. Trời đất ơi, ta xe là xẻ chia. Bây giờ em không nghe người ta nói bây giờ là kinh tế toàn cầu á, thì mình buôn bán nhỏ đừng có cầu toàn, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu tôi nói gì chưa? Có nghĩa là bây giờ những cái buôn bán gì nè, cũng như mấy nước ngoài ta gọi là những cái shop mà center đó, hiểu không? Người ta bày bàn ghế này gì hết trời nè, là ai muốn vô ăn cái này, uống cái này, ai cái gì cũng được, miễn ngồi chỗ nào cũng được, miễn là chúng ta có một cái mặt bằng chung, rồi buôn bán chung, rồi ai muốn lợi lụm gì ăn, mình lấy tiền. Ghê vậy ta? Chứ sao? Làm lớn luôn. Làm lớn? Trời ơi, còn nhiều cái hay lắm, nhiều cái em sẽ bất ngờ với tôi nữa, hiểu không? Tôi sẽ cho em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thôi nội, sáng nay chú bán nước mía là bất ngờ rồi, không còn bất ngờ nào hơn hết á. Nước mía thì có gì đâu bất ngờ hả? Nước mía có bất ngờ, cái này mới bất ngờ nè. Chờ gì đó vậy? Đi, tôi sẽ cho em coi cái này bất ngờ dễ sợ luôn. Chờ nha. Gì vậy ta? Em thấy tôi đi có nhẹ không? Ê, bỏ chú Tư, bỏ chú buồn gì hả? Chú định bỏ đi hả? Trời ơi, sáng giờ tôi bất ngờ giữa em này quá. Bỏ đi đâu? Thì xách vali đi đâu nè? Cái vali ai chùm khăn đỏ vậy? Chứ đây, gì đây, để coi ảo thuật Copperfield. Wow, ở đâu ra nguyên cái thùng đẹp quá vậy ta? Chú định bán kẹo kéo hả? Đi từ sửng sốt này tới sửng sốt gác hoài. Bán kẹo kéo có gì? Tôi nói em nha, bây giờ em ra thay gì á, là em đi không có thời giờ, người ta vào đi tập phòng gym rồi ha. Còn mình nghèo, mình buôn bán nhỏ như vậy, mình cũng có cách mình chơi. Mình chơi vừa để cái công việc mình đỡ nhàm chán, em hiểu không? Làm sao? Thay vì đi tập thể dục, bây giờ mình dọn bà vô ghế theo cái nhạc này nè, coi như mình đi vũ trường. Vũ trường Tứ Khoai. Vũ trường con biết nè. Sao biết? Ngày nào con cũng đi hết á. Ngày nào em cũng đi vũ trường? Đúng. Ủa em bán xôi em bán cái gì em? Bán gì? Thì con đi ngang qua vũ trường nghe đùng 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 để con tới chợ mua tàu lá dứa. Vậy mà hôi đi vũ trường. Đi ngang qua thôi mà hôi vô vũ trường rồi đó hả? Thì cũng nghe rồi. Hay quá, nghe đi, xem đi. Ê. Ê. Khiên cái bạc là lắc cái mông, khiên ghế ghế là lắc cái hông, để ly ra là lắc cái đầu, để cái này là lắc cái chân, hiểu chưa? Cái gì vậy, không cho ai ngủ vậy nè trời. Cái gì mà uống xôn vậy nè trời. Trời ơi thiệt á, Ông Tư gì vậy? Trời ơi, ông làm gì vậy? Đăng sinh. Đăng sinh gì mà đăng sinh? Anh thấy chưa? Sáng sớm cho ai ngủ nghe vậy chứ trời à. Đụng vậy. Giờ này mà còn ngủ gì nữa. Giờ này mọi người đều thức dậy. Mặt trời lên, mọi người cũng lên rồi. Tự nhiên mà ngủ hoài vậy. Ê nè, mặt trời lên thôi nha. Người lên đâu? Hả? Người lên đỏ cây hả? Lên nè, búa lên. Thôi đi. Chỗ người ta ngủ nghe à. Ông mà phá giấc ngủ của tôi vậy. Tôi tổn hao sức khỏe không biết không? Bà hao tổn dữ lắm hả? Bà ngủ dữ quá mà sao bà ôm vô ôm nhách vậy? Ít vận động quá đó. Nè, người ta phải tập thể dục. Cái gì? Cơ bắp nó mới săn chắc, nó mới nở lên. Hai ốm quá gì, hai phải tập thể dục cho nó khỏe. Kệ tao mày, tao ốm vậy đó đỡ hơn mày. Mày mập phù lù hả? Mày muốn giảm cân với tao được không? Gì hai? Trời đất ơi, cái gì mà sáng sớm à, sớm mình có vẻ đông vui quá vậy? Vui bà nội mày chứ vui. Trời đất ơi, đang cái lộn rần rần nay mày vui gì mày? Ủa cái lộn với ai vậy? Mày qua đây. Trời ơi chú Tư, sớm lên ăn mặc lạ vậy chú Tư? Trẻ quá phải không? Từ nãy giờ mới để ý nha, già mà có nên nết. Sao hả? Nghĩ sao ăn còn thôi kìa. Ủa bán nước mía không bán nước cam? Bán nước mía mặc áo cam. Bận đồ bông hoa lè lẹt mà nhìn thấy ghét rồi hả? Ai bông hoa lè lẹt?
mà mình không bán gì sao có trái cherry. Nói tóm là bông hoa lẹ lẹt chửi bông hoa cam thôi, nó bông hoa lẹ lẹt đụng con luôn nè. Ê, nhưng mà mấy người là bông hoa, còn tôi có trái, dù sao tôi cũng ăn được. Mấy người ngửi hoa, ngửi hoa bộ chết rồi hả? Thôi thôi thôi, đừng cãi nhau nữa mà. Ê, là ông sao vậy? Qua đây. Vậy vụ gì? Ghét con cha già. Sao vậy? Sáng sớm làm cái chuyện mà rùi bu kiếm đầu. Con bỏ cục đường hay gì mà rùi nó bu dữ vậy? Vụ duyên mày ơi. Con làm gì? Ý ta là nó hả, sáng sớm để cho ai ngủ nghe vậy trơn trời á. Nghĩ sao mà mình mới nha. Đúng 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 lên. Đó, không có lịch sự. Qua bển mày chửi vô mặt. Bả qua đây biểu mày. Dạ sao sao chú Tư? Mày rù rì gì với bả đó? Nó có nghe thử có bả nói gì chú Tư. Bây giờ tao hỏi mày nè, sáng sớm người ta là tập hợp tao buôn bán, tao tập thể dục, còn bà ở nhà bà ngủ riết ôm vô ông nhách gì, bà mẹ ra bà la tao là cái gì. Chú Tư nói vậy đúng. Sáng sớm mình phải tập thể dục chứ. Đúng. Sức khỏe mà. Sức tập thể dục chuyện bình thường. Bà chứ, bậy quá. Chứ dọn hàng cái nhà. Sao? Dạ. Biểu mày. Sao gì hay? Tao nói mày nghe, mày qua bển mày chỉ thẳng vô mặt ổng mày chửi cho tao. Trời đất ơi. Mày nói á, già rồi, tập làm cái gì trước sau gì cũng xuống lỗ thôi. Đúng gì nói đúng. Đi qua bển chửi. Ổng là chỉ còn vài năm nữa ổng đi rồi. Trời ơi, vài năm là nhiều, mày chừng ngày mai không chừng đi luôn rồi đó. Mà con. Tập hoài không biết tập chi nữa. Đi qua bển chửi thẳng. Bạch. Dạ. Tao nghe hết rồi, tao đứng đây tao nghe hết rồi. Bà nói chú không nó cũng nói, mình á. Chú sao cũng xuống lỗ tập chi phải không? À. Tập chú xuống là làm ma, khỏe mạnh. Chứ ai như bà gì làm ma mà còn bị bệnh nữa đó. Chính xác, ổng như ổng nhắc hả? Chứ sao, bà chết xuống bà vẫn còn bị bệnh. Bà là chờ rút bánh rồi đi luôn đó. Qua đây. Dạ. Sao gì hay? Tao nói rồi biết nghe chưa? Sao hay? Cho dù bây giờ tao không tập thể dục đi nữa, tao ốm như vậy, hoặc là tao có mập đi nữa, là mỡ bên ngoài nó không đáng sợ con. À. Sợ là sợ bên mỡ bên trong á. Đúng rồi. Dễ chết. Đúng rồi. Mà ông già này mày nhìn coi, mỡ lẹo bẹo hết trơn. Ông cholesterol ông cao lắm. Bởi vậy tao nói á, mày qua bển đi, nói đặt hòm trước đi. Ờ, chú bảo đợi trước đi chứ để không kịp à. Mày nhiều chuyện bây giờ mày phe nào. Ủa có phe nữa hả? Chứ sao? Bên đây hay bên kia? Bên đây với bên kia. Bên đây. Bên đây. Phe bên đây 1 2. Ờ. Phe bên đây 1. Phe chính nghĩa. Thôi nói tóm lại con đứng cửa giữa đi. Sao vậy? Đứng vậy mới động con. Phải không, theo không, phe, không. Phải theo phe rõ ràng, rõ ràng. Nè con, mấy đứa mà đứng trung lập cửa giữa đó. Dạ. Dễ chết lắm. Ủa vậy hả? Hai phe nó giật một lượt đó. Chết nha. Nhưng mà bây giờ con là cái tánh mà không muốn ai buồn hết trơn á. Thôi nói vậy thôi, con qua phe bên này đi. Ờ, phe này đi. Đây đông người hơn. Trời, cái thằng quỷ này thiệt. Ờ đúng rồi. Nó theo phe em này, mình đưa hai đứa này trước sau nó thành vợ chồng nè. Chú Tư này cứ gài chú ra ngoài. Bây giờ tôi nói nha, bây giờ tập thế dục, bà có tập thì tập, không tập thì thôi, tôi mở nhà tiếp đi. Mở đi chứ. Chú nói đồ màu quá. Rồi lắc cái mông. Sao nổi đây nè. Với đi bà. Ui da đau quá. Vừa. Trời ơi vừa. Trời ơi mắc cười quá. Trời ơi quá nè. Cái gì vậy? Cái dưỡng em vậy? Ê đổ nước xong. Trời ơi. Nước xà bông. Đây là mấy cái người buôn bán xong tạt nước xà bông rửa chén ra nè. Trời ơi, sáng giờ buôn bán được gì đâu. Trời ơi. Mới khô queo mà tự. Mới sáng sớm mà sao té vậy? Ôi. Như chút. Cái người là thủ phạm. Cái người nào mà thấy người ta bị nạn té mà ngồi cười là người đó là người thủ ác, là em đó. Không phải đâu, không phải đâu. Nhau nội, từ nãy giờ tôi ngồi bên này nha, tôi đứng bên này tôi không có qua tôi bển tôi đổ nước đâu à. Không phải đâu chú Tư. Không phải, bà không có đổ mà bà suối con cháu bà đổ. Ê đứng bên này là suối bằng cách nào, quận Hồng Giao cách cảm hả ba? Bà điện thoại. Điện thoại đâu nè, lục muối thôi đi, con có điện thoại đâu. Bà điện xong là bà quăng rồi. Trời ơi vậy mà cũng cãi được luôn. Vậy? Không phải. Chứ không ai? Phải, không phải gì hai đâu. Ước mềm rồi. Người khác. Người nào? Con đã điều tra được rồi. Thủ phạm là ai? Ủa? Chuyện gì mà giống như là mọi người bu giống như người bu hột xoài vậy? Bị gì vậy Tám? Hả? Tám đeo khẩu trang vậy? Hôm nay Tám bị cảm. Tám nghe giọng Tám kỳ quá, bị ngọng nữa. Không phải cảm à. Ủa? Mà có chuyện gì ở đây? Mà cảm ngộ giờ sáng không cảm, giờ cảm. Cảm mà sáng thấy đi chợ sớm mà đâu có cảm gì đâu, bây giờ cảm vậy? Con người tôi nó mất thường lắm. Nó giống như là một cỗ máy dự báo thời tiết vậy đó. Khi sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa mát, nhiều khi ấm
có lúc hăm hăm, đôi khi lặng thầm, bệnh tình bất chợt. Trời đất ơi, bệnh là còn làm thơ nữa ha. Mà chuyện gì đang, á? Đang có một vụ án xảy ra. Một vụ án nghiêm trọng. Dời. Cộng đồng người ta đang tập thể dục mà kẻ nào đã đổ cái nước gì xà bông sền sệt ra té quá trời. Trời ơi. Ôi đáng đời. Chuyện gì quan trọng quá vậy? Kẻ nào ác tâm quá vậy? Đi đâu đó? Đi kiếm cái gì vậy? Tôi đi kiếm thằng ba xe ôm. Ba xe ôm đâu chứ đất vậy? Ba xe ôm đang nghỉ rồi. Ủa nó nghỉ hả? Tám định đi vô bệnh viện hả? Đúng rồi á, cảm quá, cảm mà. Vô bệnh viện khám bệnh không có thôi chứ gì á. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Nghĩ gì hả? Ông này nghi nghi nha. Ủa nước mía không? Ngồi xuống đi. Ăn xôi nha. Không ăn xôi không? Bây giờ tôi sẽ khai thiệt cho tất cả mọi người biết. Kẻ thủ ác đổ nước xà bông chính là anh Tám. Làm gì giống như Hồng Kông vậy? Tập thể chị Ủa mà tại sao biết? Nói có chất mắt có chứng nha. Không phải là muốn nói cái gì nói nha. Nếu như bây giờ mọi người không tin, mở khẩu trang anh Tám ra là biết ngay. Mở ra đi. Nó cảm ơn sợ thấy hình như mọi người lắm á. Tại sao tôi biết không? Tại sao? Tại vì tôi lần theo dấu vết tôi đã tìm được một hàm răng giả. Phải tìm ở đây không? Đúng không? Trời đất ơi. Trời ơi, tôi tưởng con thú tật nguyền. Tám tật nguyền gì? Răng của anh ta có tật nguyền gì? Thấy cái hàm răng hết hồn chưa? Ủa sao mày, mày chồng răng ít tiền lắm, sao nó lấy răng con gì nó chồng cho mày vậy? Con gì nó có gì phải là? Nó hồi nó lấy răng con quỷ chồng cho tôi luôn à. Không bao giờ dám cạp mía. Không bao giờ dám cạp mía. Bây giờ tôi mới phát hiện. Ôi ơi, cái hàm răng này đi ngang xe nước mía tôi dòm không à. Mà thấy đi mua dừa về hoài. Đâu dừa hả? Không, cái này là thắc mắc thiệt. Tám. Vô duyên à. Cái này là thắc mắc thiệt. Không có chọc nha, hứa đâu có giận nha. Không, nói đi, thật tình thì trả lời thôi. Mà sao mà người ta đi chồng răng giả đó là người ta chồng răng sứ đúng không anh? Đúng rồi. Chồng răng sứ vô đó đẹp, sao mày chồng răng hô vậy? Đây nè, để tôi kể cho nghe, có lý do đàng hoàng. Cái răng có lịch sử của cái răng đàng hoàng chứ bộ. Sao? Vậy nè, đó, người ta là chồng răng mà coi như là thẳng nè, nó thẳng nè, nó đều là bình thường rồi. Còn tôi chồng răng á, nó lởm chởm, nó lô nhô như hổ gà ổ vịt vậy đó, thì mới là bất thường, mới là hàng độc không đụng hàng. Tại nó là ngay thật răng vậy, tôi bị móm. Móm nặng lắm. Móm nặng, nặng lắm. Cho nên là chồng răng vậy để mà chữa móm. Chữa móm mà thành hô rồi. Đúng rồi. Thì bói nói tôi á là coi như là nếu như ông á mà cười á, móm quá cười không thấy răng là không có vào. Ông chồng răng sao mà cười mà vừa cười cái ra đếm người ta đếm răng được 1, 2, 3, 4, 5 sao người ta vừa đếm răng được á là mới vào. Nên đem làm hô luôn. Phải không? Dạ. Mày thấy mày vào chưa mà mày thấy đi mượn nợ hoài vậy? Chẳng biết vào không mà thấy nặng cái mỏ mình quá. Vô vấn đề chính, tại sao hồi nãy anh lại nở lòng nào tạt nước xà bông cho chú Tư và mọi người té? Đúng rồi. Tại ông này nè. Tại vậy? Tại ông tôi coi á. Tại sao? Sao tại ta mày? Sáng nào cũng vậy hết trơn á trời á. Sáng nào cũng là mở nhạc đung hết trơn á. Chính xác. Đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Mà tôi á có sở thích đó là gì? Là thích đánh răng. Thích vệ sinh răng miệng. Bị răng mình đánh hàng độc mà. Nên sáng nào tôi cũng vậy, tôi ngủ dậy là tôi vệ sinh răng miệng cho trước. Tôi bỏ cái, tôi tháo hàm răng, tôi bỏ vô thau nước rửa chén tôi ngâm. Để cho răng nó chắc và nó diệt khuẩn. Trời ơi. Đó, răng chắc lắm phải không? Mình không vệ sinh kỹ á, lỡ mình táp nói chuyện mình cắn trúng ai, chạy nọc tội nghiệp người ta. Trời ơi. Đó, cho nên là tôi ngâm nước. Có tâm. Có tâm lắm. Nói chung là ngâm ra thau nước rửa chén. Đang rửa chén gì đó, rồi ngâm vừa rửa chén vừa ngâm gì đó. Cái tự nhiên cái nghe nhạc đùng vào đây. Làm tôi rớt bể 4-5 cái chén lúc vậy đó. Tại sao rớt? Thì đó thì quan tâm cái vụ nhạc của ông chứ ai. Nhạc như rửa chén ông có dính dáng gì mà phải rớt ra chén rớt ra dĩa. Tôi không có chịu được cái tiếng nhạc của ông. Ông thích mà tôi không thích thì sao? Không, là vừa rửa chén mà vừa nhảy luôn mới rớt chén dĩa như vậy. Đó thì tôi mới là rớt vậy. Tôi mới quê quá, bực quá. Tôi cầm cái sao nước rửa chén á, tôi đổ vô cái xô. Ra đây tôi tạt cho mọi người té chơi.
ai mà có gì đâu rồi quên mất là cái răng mình để trong đó đó, rồi về nhà bắt thì không có ra tìm cái răng mình rồi mới bị bể chuyện ra lộ hàng á chứ. Lộ hàng á? À? Cái hàng áo khỏi cần làm gì cũng lộ rồi kìa. Bị ông gặp là được tôi chết liền đó, đó thì đó, đó giấu bây... đầu lòi đuôi ha. Giấu đầu lòi đuôi chỉ giấu đuôi lòi đâu. Rồi nó không răng ra đó. Ta nói nè, mấy mốt rồi rửa chén, người ta đang tập thể dục, ta nhở nhạc lên, chịu không được. Ngưng lại, đứng yên, chờ hết nhạc, rửa tiếp. Trời ơi, rảnh quá, rảnh như ông vậy đó. Chứ là ai biểu rửa chi mà nhìn nó giật rồi bể cái chén rồi ra là hại người ta. Mai à, té nhẹ à, rửa chợt là chấn thương sọ não rồi sao? Ai mà biết cái chuyện xảy ra nó lớn gì đâu, mà nhờ vậy tôi mới phát hiện ra một điều. Điều gì? Vậy? Đời sống sẽ ngắn lại nếu làm hại lẫn nhau. Muốn đời bớt khổ đau, hãy vì nhau mà sống. Thấy mình sai lầm, dễ sợ sai lầm luôn. Theo cái lời của anh Tám nói đó, con nói thiệt, con góp ý chú Tư với lại cô Hai luôn. Vậy lại gì của tao? Góp ý luôn, tất cả mọi người trong xóm với nhau, mình bà con với nhau, ở cùng xóm. Bây giờ giận hờn nhau làm cái gì? Đừng có để mấy cái chuyện nhỏ mà mình gây tới gây lui, nó mất tình hàng xóm. Đúng chú rồi. Tư. Cái chuyện mà buôn bán với nhau, hoặc chuyện xóm giềng, chúng ta phải... nhưng mà tôi góp ý không nha. Góp cái gì? Nghĩ sao ông đem cái lo chà bá này ông làm phiền mọi người nè nha. Trời đất ơi, tôi nói nè, cái mình không tập thể dục đó là cũng không được, mà buôn bán không có giờ tập, mình tranh thủ ra mình tập. Mình nghĩ là mình tập là bà con cùng tập, nhưng mà về mình thích, người ta không thích thì từ từ. Tôi mai mốt tôi bỏ cái lo này. Tôi đi làm thêm 4 cái lo nữa. Trời ơi, phải 4 lo nhỏ xíu thôi. Còn tôi đủ nghe đi tập thể dục thôi. Còn tôi thì qua chuyện này tôi cũng xin lỗi mọi người. Tôi hứa với mọi người bây giờ có nhảy gì thì nhảy, tôi cũng không bao giờ lấy nước rửa chén để tạt nữa đâu. Mà tôi lấy nước nước gì đó, nước sạch, nước bông tên á, tạt ra đường để lúc mà trời nắng á nó mát mẻ đường xá cho mọi người dễ tập và đi qua lại nó hợp vệ sinh. Thôi hay sao đổi nước rửa chén thành dầu nhớt rồi chết luôn. Tôi thì mốt tôi bớt cái mỏ tôi lại. Đúng rồi. Tôi không có la bài hải nữa. Đúng rồi, cho nó mập lên chút. Nói là nói mà nghe lộn hoài. Tất cả trong xóm mình yêu thương nhau vậy là vui rồi. Đúng rồi tôi hiểu là vui rồi. Đang xin tư coi tiếp tục nhảy không. Trời ơi bữa nay thôi, nhảy bữa nay thôi. Trời ơi thôi mà hộ mà để cho người ta ngủ nữa. Nhảy bữa nay thôi. Trời ơi không nhảy nữa. Ấy cái bàn là nhắc nghe không, bàn là nhắc nghe không. Đúng căn nhà này rồi. Đúng như miêu tả, có quán cà phê sinh tố nước ngọt. Con hẻm này, con hẻm kia mấy cây cây. Ồ, vậy là môi trường sinh thái ở đây quá đẹp. Căn nhà này rất tiện nghi, rất ngon lành. Anh ơi, trời như tôi như vô hình vậy trời. Anh ơi. Tôi đây. Thấy. Ôi trời ơi, anh thấy em mừng quá, từ nãy giờ em tưởng đâu em vô hình, anh không thấy em chứ. Ý cô nói cô là ma đó hả? Không, em là người. Anh đi đâu đây? Tôi đi coi nhà, tôi mua căn nhà này nè. Coi nhà? Ừ. Trời ơi, đúng quá. Ngồi anh. Cho tôi gặp chủ đi. Dạ em chủ nè anh. Ủa chủ đây hả? Dạ, anh ngồi đi. Anh uống gì? À, cho tôi ly chanh muối đi. À, không có anh, cái đó em không có. Nước dừa? Dạ không có anh. Trà đá? Dạ đây em không có bán nước trà. Vậy chứ cô bán gì? Cô đừng có nói là cô lợi dụng, cô kinh doanh cái này là cô bán. Ê bà. Em bán nước ngọt. Nước ngọt phải không? Còn nước ngọt không, uống nước ngọt mà em nha. Rồi cho ly hàng lon nước ngọt cũng được. Cô bán đây lâu chưa? Dạ. Bán lâu rồi phải không? Dạ bán lâu rồi. Cái nhà này tôi cũng rất là thích. Nói thiệt với cô là tôi tính mua nhà này nè. Tôi cho mấy đứa nhỏ con tôi nó lên đây nó ở đây nó học. Chứ ở dưới xa xôi quá. Dạ
Anh biết không, cái nhà này nó đẹp lắm anh ơi. Anh nhìn bề ngoài nhà nó vậy nha, ở trong hả nội thất nó là bá cháy luôn. Bá cháy? Bá cháy, bề ngang 5m, bề dài 10m nha. Ở trong nó là 6 cái phòng ngủ, 12 cái toilet. Ủa sao ăn ngủ ít mà đi toilet nhiều vậy? Không, tại vì biết là em bán cà phê mà trước này nè anh cho nên là xây toilet nhiều ở trong để có gì mình đi toilet luôn mà cho khách đi luôn. Vậy là cho thuê đúng không? Dạ, cho thuê toilet luôn. Dạ, hiểu rồi. Cái căn nhà này á, thật sự ra coi một cái tầng trệt, dạ, một lầu, rồi có trên có sân thượng nữa. Dạ đúng. Thôi, rồi ba anh em nó ở vậy là tôi thấy yên tâm rồi. Dạ. Một cái khu phố này có cây xanh cũng mát mẻ như vậy là quá tuyệt rồi. Quá tuyệt vời, ở đây là cái không khí nó trong lành dữ lắm luôn á. À, bây giờ cô là chủ nhà thì cô cho tôi vô xem nhà được không? Ai? Cô. Chủ gì? Chủ nhà. Dạ không phải anh. Chứ cô chủ gì? Em chủ cà phê. Ôi, sao cô nói ngộ hả? Tôi cần gặp chủ nhà để tôi vô tôi xem nhà. Không, mà chủ nhà đi rồi, em chủ quán cà phê. Chủ quán cà phê thì mà dính dáng cái gì tới đây tôi muốn xem nhà mà. À, muốn coi nhà đi mua đúng không? Ừ. Bán rồi. Trời. Bán rồi hả? Bán rồi. Người ta đặt cọc rồi hả? Mới nãy nửa tiếng là đặt cọc luôn rồi đó. Thôi tiếc quá. Tiếc quá. Thôi tôi xin phép tôi đi về. Anh. Hả? Về hả? Ừ. Trả tiền anh. Tiền gì? Nước. Chai này tôi chưa uống, ly nước vẫn còn y nguyên. Nhưng mà anh kêu ra rồi nè, thì giờ tôi khui ra cho anh uống thôi. Trời ơi, đừng có khui đi. Trời ơi, ép uống. Uống mềm cái anh. Dạ rồi, 10 ngàn anh ơi. 10 ngàn? Dạ, chai này 10 ngàn. Thôi được rồi, thôi rồi. Tiền em tiếp nữa 3 ngàn. Tiền thông tin 2 ngàn nữa là 15 ngàn anh. Ủa, thông tin gì? Thông tin nãy giờ em trao đổi với anh về căn nhà này nè. Mà người ta bán rồi tôi đâu có cần thông tin đó, tự nhiên cô trao đổi là sao? Thôi anh đừng hỏi lần nữa thiệt, em khổ tâm lắm á. Anh hỏi em trả lời hoài, giờ có 5 ngàn anh bo em luôn cho rồi đi. Bo cô á, để không bao giờ gặp mặt cô nữa tôi. Dạ, về đó. Cảm ơn anh. Tuyệt thiệt, căn nhà thiệt ngon. Anh nghe. Kêu đợi thối tiền phải không? Có, uống mềm hết đi chứ để bỏ uống chó nó uống vậy à. Trời đất ơi, ăn nói đàng hoàng tử tế nha. Thôi 5 ngàn. Không có, em sợ bỏ tội. Em bỏ tội uống hết đi rồi thôi ngồi xuống đây em nói chuyện cho nghe. Chuyện gì? Thấy anh nó cũng thiệt thà, mua nhà cho con đi học đúng không? Đúng. Ngồi xuống đi tôi kể chuyện cho nghe ông ơi. Thiệt, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Không lấy tiền nữa đâu, yên tâm. Nè, đó uống đi. Ngồi xuống. Thiệt, cứ ngồi gì mà xa cách ghê. Cái căn nhà này nè của bà Tám. Tôi quen bà, tôi mướn nhà bà lâu lắm rồi. Bà có hai đứa con quỷ quyệt. Quỷ chứ không phải người. Sống cả ngàn năm rồi mà không bao giờ về thăm má nó trơn trời á. Lấy hai cây nhang cắm vô trong đây đi là tôi lại bà luôn. Sao vậy? Con người với đâu quỷ đâu mà sống cả ngàn năm. Tôi nói thật xưng vậy thôi, ý tôi nói là hai đứa nó bất hiếu á, hiểu không? Không bao giờ về thăm má nó trơn trời á. Bây giờ á, canh má nó bán nhà nè, nó bay về rồi chia gia tài, nó đòi lấy hết tiền của má nó. Bây giờ má nằm bán căn nhà này ra thế nào cũng banh chành hết. Ông hiểu không? Cho nên tôi không muốn cho bà bán. Thì bán rồi, bà bán cho người ta đặt cọc rồi. Chưa. Làm sao? Chưa có bán, tôi xạo á, chưa có bán. Trời ơi má ơi. Hả? Hèn chi má mập không nổi á. Có liên quan gì? Má hóng chuyện người ta, má nói nhiều quá, cái hơi má ra nó không còn trụ rồi không cơ thể cho nên má mập không nổi. Vô duyên. Tôi lo là lo cho bạn tôi thôi chứ bộ cái bà đó bà tội nghiệp lắm, hiểu không? Vậy là cô nói là chưa bán nhà phải không? Chưa có bán. Bây giờ tôi muốn vô tôi xem căn nhà này được không? Không. Làm sao không được? Chìa khóa bà cầm đi rồi. Tức quá. Biết làm sao mà bây giờ để em. Mà muốn coi không? Muốn. Đi vô phòng với tôi. Hả? Gì? Đừng giỡn mặt nha. Giỡn mặt gì? Tôi có hai ba đứa con rồi nha. Thì sao? Tôi có gia đình rồi nha. Cô rủ tôi vô phòng á. Vậy là rõ ràng cô lợi dụng cái quán cà phê này cô làm. Đi ba. Rủ vô trong phòng là đi vô trong cái căn phòng, trong cái nhà nè tham quan. Bà cầm chìa khóa chính đi rồi, nhưng mà tôi có chìa khóa phụ. Ủa nhà của người ta mà cô có chìa khóa phụ là sao? Thì bà giao tôi, tại nhiều khi khách đi toilet đó, thì giờ đâu có chỗ đâu đi, phải đi toilet trong này đi nhờ. Rồi đi thì đi, đi. Nhưng mà nè, tôi chỉ đi nè. Chìa khóa phụ á, mình phải đu từ trên sân thượng, mình đu xuống. Rồi, để khỏi cần chìa khóa, đu đường dây điện này xuống được rồi, cần chìa khóa. Không có, tại vì mình đi toilet nhờ, mình đi cửa chính đâu được anh. Mình đi, anh thấy cái cây này không? Thấy.
Cây này nè. Thấy rồi đúng không? Đừng nhìn tới nó, bỏ nó qua bên. Cây sát nhà này nè. Rồi sao? Anh thấy chưa? Thấy. Cũng đừng nhìn tới nó, mình tập trung vào cái nhánh bên này nè anh. Trời đất ơi. Mình phải đu lên cái cây này. Mình leo lên trên. Mình lòn qua bên cái nhà kế bên. Xong mình leo ngược lên trên đó, sân thượng đó anh thấy không? Thấy. Đó đó có cái cửa, tôi coi chìa khóa, mình đi vô. Cuộc đời tôi chưa có bao giờ tôi đi xem nhà mà giống như ăn trộm. Thôi có được căn nhà cho mấy đứa nhỏ ở là được rồi. Đi. Đi. Trời ơi, ấy còn cửa hàng này coi. Sao đâu, bà mày lấy, bà mày lấy thôi yên tâm. Trời, hèn chi, chắc tôi là người khách độc nhất vô nhà yêu quá. Đây nè, đây nè. Lòn qua đây hả? Ừ, lòn qua cái cây này nè. Ừ. Phải không đây? Cái này phải nhà mình không nè? Ê! Nhà mình với nhà nào? Hỏi gì kỳ vậy mày? Sao nhìn lạ quá vậy? Ủa? Trời ơi! Đừng để chứ nhà bán là chưa bán được rồi. Khóa cửa bỏ nhà đi đâu hết trơn vậy? Bạn đây có khách hả? Bạn này có khách rồi, bà ngồi đó, ngồi bắt bà tính tiền giờ á. Ủa ta sớm vắng vẻ dữ trời. Quán ế dữ trời. Không có ai ra tiếp chuyện hết nè. Bà cầm gì vậy? Hồ sơ. Hồ sơ gì? Thì kệ tao, hỏi chi vậy? Ba này kỳ cục không? Chị em tao quan tâm rồi là cũng chửi nữa. Chứ bà cầm gì vậy? Hồ sơ. Chi vậy? Kệ tôi, hỏi chi vậy? Bây giờ má đâu? Ủa làm như là tôi với má sát cánh bên nhau hả? Bởi vậy thiệt á, tao nói đẻ con trai chi bất hiếu. Bất hiếu gì? Tao nói thiệt mày á, tao mày chị em sinh đôi mà chưa bao giờ tao thấy mày giống tao trơn. Bà, cái con người của bà nói ra câu đó, bà mới là cái người mà vô nhân đạo. Làm gì vô nhân đạo không? Bà rũ bỏ quá khứ của bà. Rũ bỏ nào? Tôi với bà chị em sinh đôi là cái mặt của bà ngày xưa là mặt tôi nè. Nè, hai cái mặt giống nhau y chang nè. Bà đi cắt, đi gọt, đi sửa, đi chích rồi đó. Bây giờ cái mặt của bà nó khác tôi hoàn toàn. Ngày xưa bà giống như tấm gương phản chiếu của tôi á. Mỗi lần tôi nhìn vô mặt bà là tôi nhớ tới mặt tôi. Còn bây giờ tôi nhìn vô mặt bà tôi thấy nó nguyên một cục cứng đơ. Kệ tao mày. Bà cười được không? Được. Tao cười coi. Trời ơi, cái đó gọi là cười đó hả? Cười mà cười thủ công vậy hả? Bà cười lớn lên coi. Bà cười thấy răng á hả? Ừ. Lớn nữa. Trời ơi, cười mà cũng phải xây giàn giáo nó nịch cái mặt lại mới cười được. Chứ sao mày, cười mới giữ lại nhăn rồi sao, mất công đi thẩm mỹ nữa. Mày á, nó nói thiệt. Đổ lên mà nói hồi cái cà mà nó rớt xuống bây giờ á. Chạm chạm mặt mày giờ chuẹo quá mày. Bẹo gì, sửa gì sửa cho cố à. Cái thời gian đi sửa sắc đẹp tao về đó là phụng dưỡng má đi. Kệ tao mày, coi lại mày kìa. Gì? Nhìn từ đầu tới chân kìa. Chân gì? Chị em sanh đôi, tao nói thiệt cái ra đường mà nói chị em sanh đôi mang nhục. Nhục gì? Nghĩ sao ăn mặc không có cái gì dính với cái gì hết vậy cha? Ê rồi mày trồng cái chổi lao nhẹ trên đầu mày chi vậy? Tóc. Cái này là mốt nha. Mốt là ai hả? Bây giờ ra đường bà chỉ cần ăn bận làm sao để người ta phải nhìn bà. Tôi bận như vậy nè, tôi đi với bà thấy người ta nhìn tôi có thèm nhìn bà không? Tại mày quái đản quá mà. Kệ, quái đản quái gì cũng được, miễn sao lạ là được à. Giờ tôi thích chơi gì lạ lạ đó. Đừng có đánh trống lảng cái chuyện bà bỏ nhà bà đi. Tại sao bà con gái mà không giờ phụng dưỡng má? Ủa chứ mày con trai tại sao mày không phụng dưỡng má mà bắt tao phải phụng dưỡng? Tôi bận đi làm. Còn bà sao bà không chịu về? Tao còn phải chồng con tao trên kia nữa nha. Chồng con bà trên kia ai đẻ bà ra cuối cùng bà nuôi chồng bà vậy? Hả? Ờ thì má đẻ. Má đẻ tại sao bây giờ bà nuôi chồng bà? Thì đó là chuyện riêng của tao, mệt quá. Tao kể tao. Nói chuyện là biết bất hiếu rồi. Mà quán xá đâu nước nồi đâu không thấy ai bưng nước cho uống vậy chạy. Chủ quán ơi. Chủ quán à, ngồi đi. Lấy cho hai đứa ngồi đi. Ủa nước ngọt luôn đi. Thắm ơi, Thắm à, trời ơi buôn bán bỏ đây nè. Hai đứa uống gì? Nước uống ngọt. Gì tự lấy đi chị. Nè cái ly bên này của người ta nha, mời của tôi nha. Ờ uống nước ngọt hả? Nước ngọt á. Ê đi. Hình như là má nè. Hình như là má nè. Chị hai. Mất dạy. Ủa, vậy má mày hình như. Trời đất ơi chị mẹ.
Ủa, con lộn. Trời ơi. Thằng Hiếu, con Thảo đây nè. Trời ơi, má nhớ tụi con quá trời quá đất. Má ơi. Sao gấp lại mập dữ vậy? Ờ, đúng rồi. Ờ, biết sao lớn tuổi mà má làm dữ lắm á, mà sao má mập là má mập à? Trời ơi, mập cái này chắc tiểu đường rồi nè, đúng không? Chắc đúng rồi nè. Trời ơi. Trời má hả mày? Thấy thương quá nè, sao tụi con lâu quá không vậy? Thăm má, má nhớ tụi con quá vậy em mới được. Dạ, con bận bịu nhiều chuyện lắm, má ngồi đi má. Ừ, má ngồi. Rồi bữa bà nay... bận bịu lắm má ơi, bà lo cho chồng bà, rồi giờ lo cho bà chị chồng, nghe nói nuôi luôn bà má chồng rồi, bà bận dữ lắm. Ủa, con có chồng ai mượn nào? Vậy? Nè. Hả? Con có chồng rồi nào sao má không biết? Dạ, nó là ngay tại con chưa có cưới mà tại vì ăn cơm trước kẽn á cho nên giờ phải sống chung luôn nha má. Qua mặt người lớn á má, qua mặt người lớn là mất dạy đó. Thì em bay gặp nhau cứ cười cười hoài à. Sao lâu quá làm ăn đi làm cũng phải nhín chút thì giờ về thăm má con. Má nhớ tụi con quá. Dạ, trời, tụi quá con đó. Cũng nhớ má lắm, muốn về thăm má lắm nhưng mà tại vì dạo này vàng nó lên giá cho nên con mới về được. Vàng lên giá ảnh hưởng gì sao không về thăm má? Dạ, anh dồn tiền mua vàng hết, lấy tiền đâu đi về xe. Con nhỏ này lúc nào nó cũng giỡn hết trơn à. Bà nói thiệt chứ giỡn gì. Có nhiêu tiền lo mua vàng thủ không à. Còn cái chữ hiếu với má là bỏ luôn. Còn con là con thực sự là con rất là nhớ má, rất là thương má. Nhưng mà con thiệt con không có nhín được một miếng thời gian nào luôn á má. Sao vậy, bận lắm hả con? Con bận lắm má ơi, con đi buôn hàng ở nước ngoài. Dạ, ba cái giải dụng rồi áo quần rồi đó con lấy về đây con bán lại. Vậy đó không hả? Có thời gian luôn. Mà tự nhiên hôm nay trời xuống đất khiến sao má. Sao? Tự nhiên nghe tin má bán nhà đi, cái thời gian nó nhín ra được liền má. Mai này liền. Trời xuống đất khiến nó trùng hợp hay sao má ơi? Thì ra mấy người á đâu có phải thương yêu gì tôi đúng không? Mấy người nghe tin tôi bán nhà mới chạy về đây để chia tài sản chứ gì. Nó bất hiếu lắm rồi, còn nghe tin má bán nhà là con không có dội về đâu. Dạ, đừng nói nhưng nghe mà tại nè. Vì con nhớ má con mới về đó. Đúng rồi, con gái của má ngoan lắm nè, để má nói nghe nè. Dạ. Má tính rồi, má lớn tuổi ở nhà chi cho bự. Dạ, đúng rồi. Mai mốt má 100 tuổi rồi thì cái nhà để cho ai? Dạ. Đó. Má 100 tuổi là má tính má sống tới 100 tuổi luôn hả? Ừ. Sao tới trời tướng má, trời có con nói rõ luôn quá chừng 6 tháng nữa thôi là nghi rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi con có hiếu ghê đó, trù tôi chết sớm kìa. Nói giận trời vui hả? Dạ. Má tính vậy nè, bốn má 100 tuổi má bán nhà rồi má chia mỗi đứa ít. Rồi cái má rồi con hiểu rồi, má cho đứa nữa rồi cái xong rồi má về má ở với lại chị hai đi. Ok, ở với Thảo cũng được. Má ở với con á là con mừng dữ lắm. Ừ. Nhưng mà má nghĩ đi, bây giờ con có chồng có con cho đó nữa, rồi má ở đó nữa, sao con lo cho má được, má nghĩ đi đúng không má? Cũng đúng ha, con mất chồng con rồi, muốn chồng sao nuôi má được. Vậy thôi má qua nhà Hiếu má ở. Qua nhà Hiếu là hay qua nhất. Qua nhà Hiếu má ở ha. Má ở với con cũng được má, nhưng mà tại vì con nói với má rồi, con đi buôn bán xa, nhiều khi má ở nhà mình rồi má trúng gió rồi ai cạo gió cho má. Má hiểu không? Má lớn tuổi vậy rồi, giò cẳng má yếu má đi má té nữa, rồi má lết đi ra tới ngoài là người ta chôn má rồi. Bây giờ má ở chung với bả đi. Khổ quá ha, thôi vậy nè, má nói rồi rồi má nhất quyết định là không ở với đứa nào, má vô chùa má ở. Con thà vậy đi. Chính xác. Vô chùa nó vui lắm con. Bạn bè rồi người ta làm công quả nói chuyện rơm rã vui lắm. Đó. Dạ đúng. Má vô đó má tịnh tâm. Vô đó tâm hồn má sẽ thanh thản. Có bạn bè trong đó nữa người ta vô làm công quả chung chứ má đi về ở với đúng. Chị em mình, chị em mình đâu có lo được cho má đó, đâu. Đó chính xác, má vô chổng đi vô rồi. Chổng vui cái má. Con với Hiếu sắp xếp lâu lâu cái chạy vô thăm má ha má ha. Má nhớ hồi đó nghe. Ta nói hai chị em bay sanh ra ta nói thiếu tháng mà nó chút béo con ký mấy như là con chuột con vậy đó. Rồi hỏi đứa này nóng thì đứa kia bệnh. Ta nói nuôi cực biết chừng nào luôn. Hồi đó má ước ao là má bệnh đi chứ đừng để cho tụi con bệnh đó. Rồi má nuôi tụi con tới khôn lớn chừng này thôi. Mà tụi bay cứ cự cãi nhau hoài là má buồn quá đi. Nhớ hồi nhỏ tụi bay thương yêu nhau dữ lắm mà sao mà lớn lên thay đổi dữ vậy không biết á. Má buồn hơn là dần từng tuổi này mà má chưa có một mảnh tình chắc dai nữa. Ủa gì vậy má? Ủa gì vậy má? Ủa má khóc, má bị sản hả má? Đâu có má. Má bệnh tình chắc dai rồi, ba đâu? Rồi tụi con ở đâu mà chui ra? Có má, ý má, trời ơi má lớn tuổi rồi, má lộn, má lẫn rồi, không có gì hết á. Tụi bay thì trời ơi nghĩ là... Thôi má lẫn rồi, con nói má nghe, má lẫn rồi, bây giờ con tính vậy nè. Má lẫn rồi má ký đi. Dạ, nếu má công má quên, tội nghiệp tụi con nữa. Ký cái gì? Đây nè. Mai mốt má mà quên. Biên bản giao tài sản. Dạ. Má ký giùm con đi. Mỗi đứa nữa má.
sẵn nó ký luôn giùm tụi con. Tụi con nghĩa là sẵn hết rồi, giờ ba chỉ có sẵn ký vô thôi. Có nghĩa là giá nhà con chưa có định được là bao nhiêu, nhưng mà ba nói má con cứ ghi sẵn đây nè, tôi sẽ giao một nửa căn nhà. Nhưng mà cái này gần chi bác có nhờ luật sư hết rồi. Ôi luật sư cái gì, con có tư vấn rồi. Rồi ông vô ký luôn đi nào, ký tôi luôn đi. Ông ký gì đây? Ủa gì vậy ông? Mày cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày bu vô một tụ đâu chửi một lượt luôn nè. Nè, nè, hai đứa bay nghe chưa? Hai đứa bay là hai đứa con mà mất dạy nhất mà tao mới thấy lần đầu nghe mày. Má của tụi bay nè, nuôi tụi bay từ nhỏ tới lớn bây giờ. Đó. Trời ơi, gia tài hả? Trời ơi, quýnh cái này mà đau gì? Bây giờ đau cái gì rồi hả? Nè, hai đứa bay đó nói thiệt nha, hai đứa bay là con nuôi thôi. Không phải con ruột đâu mà ở đó mà giờ về dành nhà của má mẹ mày. Nói gì? Má là bà làm sao đó, tao biết hết hả mày? Hai đứa bay hả, mày đặt hả? Về đây hả? Không lo cho bà được. Ngày nào mày về đây hả? Dành nhà, dành cửa cho người ta là sao? Mày ra đi. Tông ra mày làm gì tao? Nè, ông kia. Ông là tình nhân của má tôi đúng không? Cái gì vậy? Nè, tao nói cho mày biết nha mày. Cái mày gì? Là thằng con mất dạy. Ủa mày tưởng mày là con ruột của bà hả? Mày là con ghẻ ở ngoài đường. Trời ơi, bà ơi. Trời ơi, cái gì mà tròn tròn giống đánh người ta vậy? Tôi tròn nào, bà xe ra đây để tôi chửi tiếp. Vô. Ông á, tôi nói thiệt á, lần nào má. Má lớn tuổi rồi, bây giờ cũng thấy cảnh mà phi công trẻ lái máy bay bà già nha. Nè. Trời ơi, ông còn già hơn má nữa mà nói cái gì vậy? Dạ ông lái cái gì của má tôi hả? Tao lái cái gì của má mày hồi nào? Chứ sao tự nhiên vô đây không? À, ông dành gia tài với lại chị em tôi. Tao không có dành gia tài gì trơn trời á. Tao thấy à, tao cũng giống như là thạch xanh á. Ha, cũng giống như là những người tốt mà đi ra ngoài đường mà thấy những cái cảnh mà trái ngang là tao lên tiếng à. Nè, tao nói cho mày biết nha. Tao biết mày với con này hồi xưa đẻ ra cha mẹ mày thấy cái sự độc ác của mày. Nó lú lên ở trong cái mầm móng thơ ấu á. Thật sợ không dám nuôi. Liền ra vào cục đèn. Chiến lửa nó bu vô nó cắn. Bà này bà thương tình. Bà ra bà ẩm vô. Bà ầu ơ dí dầu. Bà bắt từng con kiến lửa. Bà đem về bà nuôi. Bà mua sữa bột. Bà cho bà bú. Bú đã đợi bây giờ mày lớn lên. Mày dành ăn. Mày không có nuôi bà con khỉ khô gì trơn trời. Tụi bay vậy mà xứng đáng làm con. Tao nói cái thứ tụi bay ha. Lên xe xe lật xuống ghe ghe chìm. Ha, vô nhà nhà cháy đứng dưới cục điện. Mình điện nó rớt quá. Tụi bay chết cháy. Sao ông anh biết được hồi xưa bà bắt từng con kiến lửa hay vậy? Cái chuyện đó bà chưa tâm sự với tôi luôn á. Ngu quá, mình chửi lộn, mình phủ đầu nó, mình đặt ra nhiều chuyện. Tình huống đó có thiệt nên nó căm hồng thấy chưa? Mày nha mày, tao nói cái thứ của mày nha mày. Mày đâu, mày bị kiến cắn, không biết mày bị kiến cắn luôn nè, đúng không? Cắn đâu? Mày kiến cắn ở đâu đây? Cháu kiến cắn nè, của mình. Đúng. Cháu kiến cắn, mở ra, mày ngồi mày mở ra coi. Bà dạy ra coi, bà dạy ra. Tao không ra, mày làm gì tao? Nè. Trời ơi, trời ơi. Ông đừng. Tôi mỗi lần kêu bà Giang ra bảo kêu Giang chi? Đây nè, tao nói tụi bay biết nha. Cái thứ tụi bay không có xứng đáng thừa hưởng căn nhà này. Tụi bay ở đâu, tụi bay ăn ở sung sướng. Còn má tụi bay bỏ. Bây giờ tụi bay thấy căn nhà này có giá trị hả? Tụi bay tính lợi, tụi bay chia của hả? Xin lỗi, tụi bay muốn biết tao là ai hả? Ông ơi, ông nói tụi bay hết hồn nè. Uống miếng nước là tao nói tụi bay hết hồn nè. Mẹ lối, mẹ chọc màu quá. Ông là ai? Tao là người tính mua căn nhà này nè. Ủa vậy thôi hả? À? Không có miếng giặt luôn á. Trong phim á, trong phim mỗi lần tao nói là có tiếng nhạc ba ba ba. Và ông nói im ru luôn thấy không? Vậy thì để tao nói lại. Nói lại. Lại. Ông là ai? Tao là người mua căn nhà này nè. Tao khi bà đăng báo và quyết định bán căn nhà này, tao thấy căn nhà này nó hợp tình hợp lý, tao mua cho con tao lên đây ở để mà học hành. Ờ thì mua đi. Không mua. Mua để tụi bay lấy căn nhà, mày lấy số tiền mày chia chắc, mày bỏ rơi của bà này. Hả? Mày có ngu? À tao cho con tao ở ngoài dĩa hè. Con tao ở dưới ghe. Ở gầm cầu. Còn ở căn nhà này để tụi bay trục lợi. Trời ơi, cha nội ngu dễ sợ luôn. Tự nhiên có con ruột của mình cho ở đầu đường xó chợ, không chịu mua nhà cho nó ở. Thấy ông ngu thiệt luôn á. Tao tức quá tao nói vậy thôi, là ngu vậy ra. Ờ, đúng rồi, nói vậy đó, rồi sao? Sao vậy? Má, ba bán nhà đi má. Ông anh bán ơi. Chị, đừng bán chị. Ông anh ơi, tôi có mình ơn tôi à. Trước sau rồi tôi cũng đi theo ông, theo bà. Thôi bán nhà chia cho tụi nó đi, dù sao nó cũng là con của tôi. Trời ơi. Chị ơi, chị nhìn đi. Hai đứa này là một lũ bất hiếu. Nó không bao giờ nó trân trọng cái tình cảm mẹ con đâu. Chị nhận tôi nhỏ này làm con chị đi. Tôi hứa tụi sẽ nuôi chị đàng hoàng tử tế. Thôi ông anh ơi, đừng có giỡn nữa mà. Để tôi nói cho ông anh nghe.
hai đứa này đối xử với tôi sao thì trời biết, lương tâm nó biết. Mặc dù con nuôi hay con ruột, đối với tôi vẫn là mẹ của tụi nó. Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Năng chén tiêu sầu, càng rầu thêm. Anh Lực ơi, anh Lực, anh Lực ơi, anh Lực, anh Lực à. Cái gì vậy? Anh chế ghét cưng. Trời ơi, sao mà đi lúc nào cũng dùng thắng đĩa chứ chế là tại sao vậy? Thì ta quy định đứng ở đây thì đứng ở đây thôi. Đi mà tông em vậy đau quá nè. Dương Dương, anh Lực đâu? Em mà thấy em đâu kêu làm gì. Cường Dương. Dạ. Trời ơi, bữa nay ngồi với ông Bụt vậy bà nội? Sao ngồi đây? Anh đang có chuyện rất buồn. Cường ơi, Dương ơi, ai hiểu nỗi khổ này của anh. Cái gì mà buồn? Buồn lắm Cường Dương ạ. Chuyện gì nói đi, ba anh em Lực Cường Dương của chúng ta lúc nào cũng là một đội. Nói đi, em chia sẻ cho anh. Má anh bắt anh lấy vợ. Trời ơi, ôi nghe qua như sét đánh ngang à, tay. Trời anh ơi, má gan dữ vậy luôn hả anh? Trời ơi, má anh bắt anh lấy vợ. Đúng rồi. Rồi cái ngày đám cưới ai mặc áo chú rể bà nội? Đang rầu cái chuyện đó nè. Tao không bận áo chú rể đâu. Không, không được. Nếu vậy là anh mặc áo sa rê là sai. Tại râu nhiều quá mà mặc. Không được. Ổng mặc áo chú rể còn sai hơn. Ghê quá, nhìn nghĩ tới sợ ghê luôn á. Trời ơi, tao khổ quá mà. Chết rồi, cái vấn đề cưới vợ là nan giải lắm luôn á. Đúng rồi. Ê, dừng chân đứng lại. Cái gì? Nay bước đi có gì sai ha. Đâu, đi lại cái nữa. Giống zombie quá ha. Sợ chết cái gì vậy trời. Bữa nay đi sao vậy má? Má tao bắt tao lấy vợ thì từ bây giờ trở đi tao phải gồng. Mà gồng thì mình gồng bình thường thôi chứ gồng gì lâu lắm rồi. Sợ chứ. Gồng bao lâu rồi? 10 phút mà nãy giờ muốn đứt mạch máu não rồi nè. Mới 10 phút rồi đó. Cưới vợ xong về 10 ngày đứt luôn. Trời ơi. Bây giờ tao xả được không? Xả đi. Xả đi có ai ở đây đâu. Mệt trời. Trời ơi. Chết tao rồi. Bây giờ sao có cách nào giúp để cho má tao hiểu được giới tính thiệt của tao không vậy? Có cách nào không anh? Đang suy nghĩ, chưa nghĩ ra. Ước mơ thiệt bắp tới đó thiệt. Bởi vậy hai đứa em Cường Dương tụi mày thì có chán dễ sợ luôn. Không nói gì. Trời ơi, đã ở chơi chung một đội rồi thì làm ơn phải nói rõ cho má tao biết cái giới tính của tao là cái gì. Để má tao cứ bắt tao lấy vợ hoài, tao khổ. Trời ơi, anh ơi, anh nghĩ sao mà má anh không biết vậy? Đừng nói tới gì hai, nguyên cái xã này ai không biết ba anh em mình bóng trời. Cho má anh cố chấp thôi. Bóng thì lấy tên nào cho đàng hoàng đi. Nghĩ sao ba anh em Lực Cường Dương. Còn bây giờ cái chuyện lấy vợ nè hiểu không? Mà tao nghe nói đó là má tụi bay cũng bắt tụi bay lấy vợ nữa kìa. Nghe nói gì vậy? Có không anh hai? Gì vậy đó gì? Thấy chưa, em lấy vợ không lẽ tối ngày em cứ dành cái áo đầm với nó sao anh? Anh ơi không được rồi, tình hình là vì hai bác lấy vợ rồi thế nào cũng tới má của tụi mình thôi. Hai bả là chị em mà. Bây giờ sao anh? Vậy giờ sao? Bỏ nhau đi trốn đi. Nó trốn cùng nhau chứ bỏ nhau đi trốn lại đi đâu? Cái dân bây giờ nó lộn tùm lum hết rồi. Anh trốn thông cảm được. Chúng ta phải bỏ nhà đi trốn thôi. Đi. Đi. Trốn đi đâu? À, đứng lại. Trời ơi. Không coi chừng tao bắt. Hãy cho tụi nó chết. Cái này là hên, cái này là súng giả đó nghe. Tao nói thiệt á, cái thằng Cường Dương này nè, tụi bay á, tao cũng nể là tụi bay là con cháu trong nhà, là con của em gái tao. Con cháu mà sao bắn dữ vậy trời? Không, cái này là súng giả đó, chứ có súng thiệt hả? Tao bắn cho tụi mày hết Cường, hết Dương được luôn à. Có gì đàn ông gì đâu mà không có ra đàn ông. Gia môn bất hạnh, gia đạo bất hòa, gia đình bất ổn quá vậy. Con ơi Lực ơi, con đàn ông quá mà. Cái xóm này có ai mà đàn ông như con đâu. Một người đàn ông lực lưỡng nè, ta nói ha. Râu cho một đống nè, đầu cho một tóc nè, bụng cho một cục luôn nè, thấy không? Cái đàn ông gì mà mày kêu nó làm bóng rồi sao nó làm được? Mà con là đàn ông, con đừng có làm bóng. Con má năn nỉ
nỉ con mà. Con làm như vậy là coi như là cái gia đình mình á là có sỉ nhục má lắm. Không, mà ngày xưa lúc má mang bầu con, má ăn cái gì mà để con như vậy vậy? Trời ơi, Lực ơi, lúc mà má mang bầu con đó, má cũng ước mong có một đứa con trai. Má coi hình đàn ông lực lưỡng, rồi má ăn hột vịt lộn. Rồi ngày má đẻ con ra, con đàn ông má mừng quá, má mới xúi dì Út của con đây nè. Dì Út ơi, ăn hột vịt lộn, coi hình đàn ông để đẻ ra con trai. Dì Út con cũng ăn, ăn ra đẻ ra một cặp con trai, nhưng mà không phải trai thiệt, mà trai nó lộn vòng vòng, rồi con cũng lộn vòng vòng theo. Anh Lực ơi, em biết chúng ta bóng từ đâu rồi? Từ đâu? Từ trong trứng. Vui quá vui. Tụi bay hả? Tụi bay mà bóng từ trong trứng cái gì? Bóng từ trong trứng cái gì? Tụi bay hả? Có nước mà trứng từ trong bóng mà. Trời ơi, cái gì vậy má? Văn má lộn tùm lum vậy? Trứng từ trong bóng khoa học nào chứng minh được má? Đúng rồi, sai quá sai chị hai ơi. Bây giờ má nói cho con nghe, bây giờ con có bóng đi chăng nữa, con cũng không có được lộ ra, nghe chưa? Nguyên cái xóm này là mang tiếng là cái xóm 3D rồi, còn có một mình con thôi. Con phải làm cái chuyện mà má đã giao cho con rồi, con phải làm đàn ông. Trời, má gan dễ sợ. Sao vậy? Trời, con má bóng nhất cái xã đó trời. Đó là bóng bình thường, má bóng râu. Còn cái chuyện của tụi mày nữa, dạ. Ngày nay hả, dì giao cho hai đứa mừng cái nhiệm vụ đã thực hiện giùm tôi chưa? Nhiệm vụ gì? Nãy giờ múa lụa quá con quên mất rồi. Đi rước con nhỏ Phượng lên đây gặp dì. À, rồi rồi, được rồi. Đi. Yeah. 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 Để em đi rước cho dì hai. Nó bóng mà từ trong máu luôn rồi. Tao phóng một cái trong mày thẳng rồi luôn nè. Má, con không lấy vợ được không má? Sao được, con phải lấy vợ chứ. Con thương má đi. Má hả, cây đắng xanh có anh trái một rồi, mà con mua lụa, mua đồng, mua bóng vậy rồi, coi như làm sao mà con trả hiếu được cho má. Bởi vì hồi đó má xanh hai trái đi, má xanh có một trái mà một trái bị lỗi nữa. Thì má cũng muốn xanh một trái nữa, mà đến nửa chừng ba mày đi bán muối rồi, giờ má muốn xanh nữa có do giống đâu mà xanh con. Trời ơi trời, bởi vì khi con buồn ba ghê. Sao buồn ba? Thôi bây trời ơi, phải chỉ có ba đây ba hiểu được cảm giác của con. Cảm giác làm sao? Con không có thể nào, con không thể nào là một người chồng được, má hiểu không? Con mà không có lấy vợ hả là con như con là một đứa con bất hiếu. Con phải thương má nha con, phải trả chữ hiếu cho má con à. Con mà không có lấy vợ, má đặt đầu vô tường má chết đây. Má, thôi được rồi, con lấy vợ. Con lấy vợ cho má vừa lòng được không? Đó, phải vậy nghe chưa? Trời ơi má ơi, bên hiếu bên tính con biết chọn làm sao. Hai vậy? Tới rồi. Cái gì nhanh vậy? Chị Phượng mới nói là mà con nhỏ Phượng nó lên rồi. Nó phóng như ngựa tới đầu hẻm rồi kìa. Trời ơi, vậy là con rước con nhỏ Phượng vô. Con ra con rước liền. Để coi má. Không, mà bây giờ nha. Để gì dặn. Ủa khoan, má cho con hỏi má, bây giờ cái người mà con sắp lấy là ở đâu ra vậy? Sao má biết người ta? Trời ơi, con nhỏ này nó ở trên Sài Gòn. Dạ. Má phải nhờ một người mai mối cho con, chứ nguyên cái làng này là không ai chịu cưới con rồi đó. Tại người ta nói con 3D, người ta đâu có chịu cưới. Má phải đánh lạc hướng, má đi lên tới Sài Gòn, má mời cái mối này về đây, đảm bảo là người ta thấy con người ta chịu liền là má có dâu vô. Đó hay không? Con lấy con. Dạ. Dì hai chào con. Dạ con chào dì hai. Dì hai ơi, hôm nay con đến đây con ra mắt dì hai. Ba mẹ của con dặn con á là phải đến đây thư gửi đàng hoàng, như vậy mình mới là con gái nết na thùy mị. Dì hai chào con. Dạ. Hôm nay dì hai gặp con, dì hai rất là thích, tại vì con là một người phụ nữ thùy mị. Dạ. Nết na, tóc dài. Dạ. Qua đít, qua mông. Ngực nở, eo thon, tướng đi uyển chuyển. Trời ơi, cái áo dài cam của con đó, dì nhìn tự nhiên dì lên một cái cảm xúc. Sao dì đi? Muốn uống nước cam quá hả? Dạ thưa dì, trước khi mà con xuống đây đó, ba má con có dặn á là tới đây mình phải ăn nói nhỏ nhẹ. Dạ. Thưa gửi đàng hoàng. Và dạ, có nói kỹ với con một vấn đề. Nói vấn đề gì là vậy con? Là phải cẩn thận. Tại vì dì hai rất là vô duyên. Và bây giờ con mới thấy được ba má con nói đúng. Dạ.
dạ, con xin lỗi dì. Không sao, con được cái con thành thật. Dì dạ. Có vô duyên cỡ nào đi chăng nữa, miễn sao mà con với thằng Lực của dì nên duyên là dì vui rồi. Trời ơi, hai em ơi. Dạ. Dì ơi. Ơi. Mọi người biết sao không? Con rất là vui và con rất là hồi hộp vì đây là lần đầu tiên con tới nhà chồng của con. Dạ thưa dì, cho con hỏi chồng con đâu vậy dì? Chồng của con đó hả? Dạ. Nè, chỉ đàng hoàng, tao không thấy kìa. Dạ. Dạ biết rồi, con cảm ơn dì. Trời ơi, dễ thương. Bà nội ơi, bà nội. Bà nội, cái này chồng. Bà nội ơi, bà nội. Chị, cái này chồng em, chị. Chồng chị ngồi mặc áo đỏ kìa chị ơi. Dạ. Trời ơi, hết hồn. Tưởng đâu là chưa có được đi vô cưới chồng mà tự nhiên lên bàn thờ rồi. Dì chịu cái chỗ này nè. Con vô duyên qua mặt dì luôn rồi. Dì chịu. Dạ thưa bác, đây là lần đầu tiên con bước chân vào nhà và xin phép bác cho con được thắp cho bác trai một nén nhang. Trời ơi, dì là dì chịu nó rồi đó. Còn chấm nó đi đâu. Nó hiếu quá. Dạ. Cha nó chết lâu rồi mà dạ. Nó còn trả chứ hiếu. Mai mốt gì có nó rồi chắc nó trả một nùi luôn. Có lời. Dạ. Làm xô. Dạ. Cha. Tình cha má. Ngọn ngào dưới đám mưa trôi đầu nguồn. Suốt đời gì có gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu. Cha ơi, cha bỏ con. Cha ơi, cha. Trời, ông già ông chết mấy chục năm rồi, tụi bay vô làm gì mà giống như là đám tang à. Thuê vay khóc mướn khóc quá trời. Dạ, quá dạ, luôn thưa, à. Thưa dì hai, tại có mấy đứa này nó làm con bị liệu. Dì biết mà, tụi dạ. Nó lố lắm con ơi dạ, chứ cho... không phải mà họ đàng hoàng như con đâu. Dạ, cho phép con cắm nhang lên. Con cắm nhang đi. Đổi thừa mình kìa. Tại đụng tới nghề nghiệp mà. Trời ơi, hai con quỷ. Dạ thưa bác tưởng trai, hôm nay lần đầu tiên con đến đây, con cắm nhang cho bác trai. Không có hột quẹt nhưng mà con cắm đỡ đốt son nha bác. Mấy con quỷ này vô đây múa tùm lum tùm la làm tôi múa theo à. À, vợ chồng con bên này đúng, đúng không rồi hai? Nãy giờ lo cho ba rồi, bây giờ con qua con lo cho chồng đi con. Dạ. Đó chồng con đành là đây nè con. Hả? Tài em phải gọi là em. Ừ. Em nha. Ừ. Hôm nay em nghe lời cha mẹ em đến đây để mà em thành hôn với anh. Anh có vui không? Vui má. Trời ơi, cái gì vậy trời? Ừ? Không có được. Ừ. Anh ơi, ba mẹ em nói đó, hai đứa mình đám cưới xong á, trong vòng 2 tháng phải có con. Đúng rồi, trời ơi, cái điều này là má thích nhất luôn đó. Con phải có con liền. Má ơi, con làm không được chuyện đó đâu má. Đừng có làm sỉ nhục má như vậy. Không phải con đâu, phải... con nhỏ này cũng làm không được đâu má ơi. Sao vậy nè, anh không được nói gì. Dạ, thưa dì hai, dì hai cho phép con gọi dì hai một tiếng má. Nãy giờ con bước vô đây là trong mắt má con đã là con dâu của má rồi. Dạ, nên dì hai, cái chuyện mà vợ chồng con có đẻ con được hay không là chuyện của vợ chồng con, mắc mơ gì đến má vậy má. Tại vì má lo, má muốn có dòng giống nối dõi nên má rần rần gì đúng không? Dạ, má cứ ở đó đi để vợ chồng con tính. Anh ơi, bây giờ mình làm đám cưới gấp đi rồi có con anh nha. Làm đám cưới đi tụi bay. Dì hai, làm hai chịu đèn chưa? À, chịu rồi, chịu rồi. Rồi, vậy cái đám cưới này con nói thiệt với dì hai à. Con là giai em, con sẽ lo cho dì hai. Đúng nguyên rồi. Một chồng thiệp con đi giao hết tất cả mọi người. Đúng rồi. Dạ, tụi con ghi thiệp hết rồi. Tụi bay á, cái cảnh này là tao thấy được nhất cả nhà. Dạ, anh lực của con mà. Dạ. Ghi thiệp nè, coi như là lo quần áo cho tụi má nè. Dạ. Rồi. Yên tâm đi, con ghi rồi, anh lực của con sẽ đám cưới với Phan Nhân Tài em. Tự nhiên gì mà lực đám cưới với Phan Nhân Tài em là cầu thủ đá banh mà. Bậy không à, nó nói lộn rồi đó. À, Phượng. Phượng. Dạ, thưa dì hai,
cho con xin phép gọi một tiếng má. Má đây con. Dạ không phải gọi gì hai. Con gọi hai má đây nè. Cái gì vậy hai má? Tụi bay dắt tao vô đây rồi sao hả? Làm nhục tao hay gì? Tao hăng tao văn tay em vậy là tụi ghét cái tên nó nhảy. Biết rồi lộn mà cái lên tên trước khi giải phẫu mà tôi lộn chút xíu mà làm gì vậy? Con đừng có cãi nhau với hai con quỷ cái này nữa. Bây giờ cái tên của con sao? Con cứ lấy chứng minh cho dì, rồi dì đưa cho tụi nó biết, rồi cái chứng minh chưa hình có con chưa lắm. có luôn hả? Có nhưng mà ngại không có dám đưa. Lấy về rồi hả? Đưa đây coi, tôi chưa coi mà. Đây đây. Dạ, chứng minh rồi. Tự nhiên cái tên Nguyễn Thị Phượng ở đâu cái tự nhiên là Nguyễn Giang Phan Tài em. Ủa cái gì kỳ vậy con? Phan Văn Tài em tên của bà trước khi bà giải phẫu đó. Hả cái gì? Thôi mệt quá nói thẳng luôn đi. Dạ thưa má, đây là cái thằng Tài em đi múa đèn chung với con. Tụi con chơi chung với nhau bốn anh chị em. Dạ. Dạ thưa má, con là con có tiền con giải phẫu trước, còn mấy con quỷ này chưa có tiền nó chưa giải phẫu được. Ủa con là con trai giải phẫu thành gái hả? Dạ. Trời sao trong hình nhìn đàn ông mà râu ria rậm rạp quá mà sao giải phẫu cái mà má nhìn còn không ra. Trời ơi chứ thông môn biết bao nhiêu tiền trời. Trời vậy là tao đâu có đơn giản vừa vô làm show bị đê liền đâu mấy má. Đó thấy dì hai mê vợ quá, mê vợ cho nên là con dắt bả vô nè. Chứ còn á cái nhỏ con dâu của dì hai vừa mới tới đầu xóm thôi, nghe nói lấy anh Lực bị bóng nó phóng về Sài Gòn liền. Trời ơi. Trời ơi. Vì quá ra con là con trai hả? Con trai. Vì là cuối cùng cái đám cưới tính toán quá trời mà không có hả con? Ai nói gì hai em có? Có cái đám cưới mà. Chứng vô. Trời. Vô đi mấy má ơi, vô đây nè mấy má. Thôi không vô đâu. Đi vô đi, lại cái gì đi vô. Trời ơi. Anh Quốc. Đó. Bây giờ anh Lực, anh đã là vợ của người ta rồi. Trời ơi. Trời giang ra. Trời. Ai đây? Đây là thầy dạy múa của tụi con. Dạ. Và cũng là người yêu của con. Đúng vậy đó bác. Ôi đi về. Về cái gì? Anh phải mạnh mẽ lên, anh phải bản lĩnh lên. Chứng minh cho mẹ của anh Lực biết là anh xứng đáng làm chồng. Dạ. Thưa má, hôm nay vì tình yêu, con sẽ nói cho má biết con muốn lấy anh Lực làm vợ. Cảnh nhà tôi là hai con bóng râu nó cưới nhau kìa trời. Anh thấy cái áo anh móc ở trong nhà tắm không? Áo nào? Trời ơi, anh mới móc hôm qua mà. Cái áo thun trắng của anh đó. Nè. Trời ơi, không phải cái này. Cái mà có sọc á. Áo thun trắng mà nó sọc á. Hả? Trời đất ơi. Em lo đây luôn đó hả? Mà sao? Sao? Hửi xong chưa? Anh nói gì? Cái gì? Anh mới dùng từ gì? Hửi xong chưa? Anh nhìn vợ của anh sao mà anh dùng cái từ hửi? Anh phải dùng một cái từ nào đó nó hoa mỹ hơn chứ. Sao tự nhiên mà nói người ta là hửi một cái từ không hoa mỹ gì hết à? Hửi thì anh nói hửi. Có gì đâu mà em thắc mắc. Em không thích dùng cái từ đó, em không thích. À, vậy thì kiểm tra xong chưa? Mệt quá. Ừ, kiểm tra xong chưa? Em ngửi xong rồi. Ê. Em ngửi xong rồi. À, kìa, ngửi mới chịu, ngửi mới chịu á. Nhưng mà làm rồi. Gì mà anh có dễ để ý tới cái đồ đó dữ vậy? Có nghe thấy mùi gì không? Ừ? Mùi gì là mùi gì? Mùi hôi. 2-3 ngày rồi, chưa có giặt. Ủa? Hôi hả? Dơ hả? Ủa, tại sao anh không đi lấy áo mới anh mặc đi? Mắc gì anh cứ lôi cái áo cũ rồi dơ ra anh mặc rồi anh chê nó hôi. Em à, em vô trong nhà phòng ngủ coi, em coi. Một đống quần áo, áo thun anh nè. Nhăn nhúm như da mèo vậy đó. Em có chịu giặt đâu. Mà có ủi, không có giặt là lấy gì ủi. Áo mới đâu anh mặc. Em nó tối ngày á, chuyện nhà không có lo làm ba cái chuyện tào lao.
kiếm quần áo anh hửi. Sợ em luôn á. Đâu rồi? Cái gì? Đâu rồi? Đâu rồi? Cái gì đâu? Cái cục mụn của anh đâu? Cái mụn này thì nó là nặng rồi. Hôm qua rõ ràng một cục mụn chà bá vậy nè. Mà làm sao mà từ hôm qua tới bây giờ mà nó hết mà nó không để lại một cái dấu tích gì hết? Em mà thì anh thấy nó chướng quá thì anh nặng rồi. Hiểu không? Kiểu này là phải có bàn tay của một ai đó nặng cho anh rồi đúng không? Có bàn tay chứ anh mà nặng là nó tày quầy ra thêm chứ không bao giờ mà nó lành lặn được như vậy hết trơn. Em mà chồng em... Trời mang... ơi! Sao cái cục mụn nó nằm ở đây? Sao mà mọc thêm cái cục này ở đây? Làm gì có cái cục này? Trời ơi bà ghen riết là bà bị điên hay sao á? Cái mụn này là cái mụn rùi tôi có từ hồi đó tôi mới đẻ tới giờ rồi. Cũng phải không? Ờ. Sao vậy? Em sao vậy? Ghen riết quá điên. Mệt em luôn. Em không có điên. Em nói cho anh nghe nha. Em ghen không phải là không có cơ sở ha. Với lại anh cũng biết rồi. Không phải là tự nhiên mọi gia đình đều tan nát. Đều có lý do hết. Mà rất là nhiều lý do trong đó là do cái chuyện mà đàn ông đi ra ngoài tòm tèm. Có bồ nhí cho nên em phải phòng. Phòng hơn chữa. Anh hiểu không? Em ơi anh nói thiệt. Ai không biết chồng em không giờ có tánh đó. Thấy không? Anh nói cho em nghe. Nếu mà thật sự mà anh có tánh mà lăng nhăng á. Thì giờ chỉ có trời biết thôi. Thấy không? Chứ em cũng không biết đâu. Em đừng có ghen tầm bậy tầm bạ nữa. Anh nói gì? Ý anh nói rằng là nếu như mà anh có cái chuyện lăng nhăng là chỉ có trời biết, tức là anh khả năng anh giấu cao siêu quá, không một người nào biết, chỉ có anh và trời biết thôi, đúng không? Đúng không? Tức là anh đã có một cái mưu đồ gì đó rồi, nhưng mà anh chưa cho em biết thôi, đúng không? Đúng không? Anh đang giấu em, đúng không? Em bình tĩnh đi, em ngồi xuống đây. Anh chỉ thí dụ thôi, anh nói lý thuyết thôi, chứ chồng em lúc nào cũng thương em nha, yên tâm. Hả? Em sao ghen riết? Anh thương tôi mà tôi bệnh anh đâu có biết. Hả? Em bệnh gì? Bệnh à. Em bệnh gì? Viêm xoang mãn tính nè. Trời ơi, viêm xoang mãn tính thì phải rồi. Tối ngày cái lựa ba cái quần áo của anh hửi riết mà nó không viêm cũng được. Anh không được dùng từ hửi. Tôi không thích. À, ngửi. Ờ. Ừ. Chứ bây giờ bao nhiêu mà con nhỏ đẹp ở ngoài đường, chồng tôi thì đi làm suốt cả ngày, biết đường đâu mà mò, biết đường đâu mà né. Tôi phải lo chứ. Ôi, yên tâm đi, anh đã nói rồi. Anh không có tánh đó mà. Anh không có tánh đó phải không? Ờ. Vậy giờ anh trả lời cho em biết nha. Trả lời gì? Tại sao ngày hôm qua anh về trễ? Anh đi làm ra kẹt xe. Kẹt xe? Anh kẹt xe ở đường nào? Hả? Đường nào? Phường nào? Quận mấy? Thành phố nào? Đất nước nào? Trời ơi, em rảnh quá, cái giờ cao điểm là lo lái xe về cho lẹ về nhà. Ai mà đi đâu là kẹt cái khúc nào? Rồi còn hỏi phường nào, quận nào nữa, em sẽ rảnh ghê vậy. Vậy tại sao trong cái túi áo của anh nó có khăn giấy? Trời ơi, khăn giấy là tại vì anh ăn cơm xong rồi anh lau miệng cho nó sạch sẽ. Anh ăn sẵn cơm tiện tay anh bỏ vô túi áo thôi. Ăn cơm ở đâu? Quán nào? Phường nào? Quận mấy? Quá, anh đi ăn cơm với lại mấy người trong cơ quan, được chưa? Ai? Mấy người làm chung. Đàn ông hay là đàn bà? Đàn ông. Thiệt không? Thiệt. Đàn ông hay đàn bà? Hay là bóng gió? Bóng gió làm sao anh biết được? Anh chỉ biết là đàn ông thôi. Không đúng. Gì? Không phải đàn ông. Anh tưởng anh nói dối một cái mà em tin anh hả? Không có đâu ha. Em không có dễ mà tin người như vậy đâu ha. Hôm qua em thấy trong điện thoại anh có một cái tin nhắn ha. Em nghi rồi. Em thấy nó không bình thường rồi. Tụi em ở trên đây nè, anh lên đi nha. Một cái tin nhắn mời gọi rủ rê, quyến rũ. Em gọi lại, cái giọng bắt máy không phải là đàn ông. Cái người đó nói tên gì hả? Người em nói chuyện đó tên gì? Ngọc. Ngọc hả? Ngọc thì làm sao là đàn ông được? Ôi chết rồi. Trời đúng không? Ơi em ơi, em ghen quá. Trời ơi, Ngọc là cái tên cho anh làm chung văn phòng với anh đó. Tại sao đàn ông tên Ngọc? Trời ơi. Cái bà này mới vô duyên. Cha mẹ người ta muốn đặt tên ra, người ta là tên gì, chuyện của cha mẹ người ta chứ em. Tôi không thích. Cái gì em thích? Tôi không thích đàn ông tên Ngọc. Cái gì vậy? Đàn ông phải có tên, một cái tên gì đó. Thấy nó giống như là, giống như tên anh vậy đó. Nó phải khởi, nó phải khào, nó phải như thế nào, nó mạnh mẽ. Chứ tên Ngọc là tên của đàn bà, đúng em không? Em ơi, cái đó là anh đã nói rồi. Ông muốn lấy tên gì thì ông lên lấy. Như em nè,
em phải chi. Thôi bỏ đi. Em thiệt ra đó tên của em là Chí, nghe không? Nhưng mà tại em sợ người ta chọc em mới dơ rồi em mới đổi là Chi. Thôi anh vô duyên quá. Em đã không thích nhắc lại tên anh, nhắc lại anh Chi vậy? Hả? Em nó ngang quá. Tên Ngọc là tên cha mẹ tao đặt tên đàn ông, cái cãi nói đàn bà hoài em mệt. Mệt quá, tôi bệnh mà. Cái gì? Tôi bệnh mà, không có thương tôi. Nè, biết tại sao bị bệnh không? Cái bệnh nghe là một chuyện mất bình thường, rất bình thường. Ghen quá sanh ra bệnh, nghe không? Mà cứ nghĩ chồng ngoại tình đó, rồi cứ sanh bệnh. Thật ra là cái bệnh ghen của em đâu phải là cái bệnh mà H5N1 đâu mà thấy mà em lo, thấy không? Thôi được rồi, chuyện em mệt quá, thôi đi làm đó. Anh đi đâu? Hả? Tại sao hôm nay anh đi làm? Hôm nay ngày thường tại sao anh đi làm? Có suốt rồi, vợ tôi nay bị sao em sao vậy em? Ra đây coi, em bị gì vậy? Trời đất ơi. Thì ngày thường mới đi làm chứ cuối tuần anh ở nhà với em rồi. Em bị sao vậy? Em quên. Nó chưa ghen quá rồi đâm quá đi. Thấy chưa? Mà đi làm đúng không? Anh đi làm. Anh lấy áo ấm cho anh đi. Anh đứng yên đó đi. Mà nó thử nữa. Cái gì vậy? Coi coi có xịt dầu thơm không? Mùi bình thường anh cứ mặc những cái đồ cũ đồ dơ đi nó hôi rình rồi anh mới được đi làm. Trời ơi. Anh sợ em luôn rồi đó. Thôi được rồi, đi làm nha. Đứng đó. Chuyện gì nữa? Anh làm gì mà anh đi gấp gáp vậy? Anh đi làm tôi trễ giờ rồi. Đi làm thì cũng phải mặc áo ấm chứ. Trời à. Lạnh như vậy rồi hả? Ủa lộn. Trời ơi. Lạnh rồi anh đi rồi bệnh rồi sao hả? Rồi, ai rồi. Lo cho? Rồi rồi. Trời ơi đó. Mình à. Nói rồi đó nha. Làm gì thì làm, mày biết nghĩ tới gia đình con cái. Vợ ở nhà bị bệnh nó biết chưa? Mệt quá, giữ ấm cơ thể giùm tôi cái. Đừng có đi ra ngoài đường mà như vậy là lạnh rồi là... Cái gì vậy? Ủa, xin lỗi. Thôi. Em làm gì em siết như vậy? Em muốn giết anh hả? Không có, em sợ anh lạnh. Lạnh em phải làm vậy cho anh ấm. Dường vậy được chưa? Đẹp. Ừ, thôi thắt vô cái nơ đi cho người ta nghĩ mình bóng rồi không có con nào nó dính vô, đúng không? Giỡn hoài, không biết gì. Đi làm về sớm phải không? Rồi anh đi á. Anh đi đâu vậy? Thì đi làm. Sao anh đi vội vàng vậy? Thì anh nói rồi. Ủa ghê vậy đó. Đó, được chưa? Không có thật lòng. Ừ? Anh phải hôn sâu vô, nồng cháy vô. Để đi. Mày kêu tôi làm đó kìa. Ừ. Ủa, chứ không phải vậy. Đi ha. Ừ. Chị. À. Có sao không? Cảm ơn Khởi. Ừ. Ủa đi làm ha. À đi làm nha. Ở nhà tôi chỉ... Cảm ơn Khởi. Ăn nha. Đi ạ. Chi, lại đây, tôi nói mày nghe chuyện này nè. Lại lên. Gì vậy? Sáng sớm có chuyện rồi hả? Sao vậy? Chi, sao vậy? Ổng á. Sao? Lâu chưa? Vụ gì? Ổng á. À, lâu rồi. Tao không ngờ luôn á. Nó giống như một cái gì nó bất ngờ hay sao á. Tao bây giờ tao nghĩ là tao còn bủng rủng tay chân mà. Bữa đó như là tình cờ mày. Tình cờ thôi chứ không phải là cố ý nha. Nhưng mà nó dính sâu luôn hay sao mà tao để ý tao thấy. Công nhận chồng mày gan quá. Ông làm cái gì mày? Hả? Gì? Ông đã làm cái gì mày? Gì làm gì ta? Ông rờ mó sờ sẩm. Hay là ông đã cưỡng hiếp mày rồi? Cái gì? Mày điên hả? Gì liên quan tới tao nữa? Ông làm cái gì mày đúng không? Mày nói là ông gan quá. Tức là ông đã đi lố cái giới hạn cho phép rồi đúng không? Nín đi bà nội. Nói cho mày nghe nha. Mà tại sao mày như vậy? Chết rồi. Ôi mày điên rồi hả? Mày... Cái gì? Đồ ăn đầy ngoài đường mày không ăn. Mày vô mày cướp đồ ăn trong nhà tao. Trời ơi nè, má ơi má, mà tự làm má nghe con nói nè má. Chồng má không có đẹp trai nha.
mày ảo tưởng chồng mày quá à. Anh có một rùi duyên. Tao nói thiệt á, chồng mày chỉ được cái là cái mặt giống giống Chí Tài thôi, tao nói thiệt á. Chứ ngoài đâu không được cái gì nữa hết trơn á. Nhưng mà tại sao bây giờ ok, bây giờ mày chồng nên... tao, chồng tao như vậy thì thôi bây giờ đó là lỗi của chồng tao, nhưng mà mày, mày có quyền từ chối. Tại sao mày không từ chối? Mày nín, mày nghe tao nói. Xin lỗi nha, tao từng tuổi này tao chưa có chồng mà tao lựa chọn kỹ lắm. Tao ở giá cũng được mà không bao giờ tới phiên chồng mày đâu nha. Nè, tao nói mày biết, tao là thánh nữ. Tao là thánh nữ cái vùng đất cao nguyên này, mày biết mà, đúng không? Đâu có ai mà ở không mà đeo như tao vậy. Ha, nè. Du lời du đá núi, du lời du em đềm, du lời du. Đó, cái đó mới là sở trường của tao. Nha, hiểu không? Con chồng mày bất cửa à nha. Nhiều khi bữa nay chồng tao đổi gu. Thôi tự nhiên thích cái khu rừng rú hay sao? Tao nói mày nghe nha. Bây giờ tao tin mày, nhưng mà tao dặn mày là không bao giờ. Trời ơi, mày biết tao mua bao nhiêu tiền không? Con quỷ này tao mua ở chợ Đà Lạt, con quỷ này thiệt á. Thôi luôn rồi, để tao mua bù cho mày cái nhẫn khác. Nhưng mà tao dặn mày nha, dù cho chồng tao có say xỉn hay có như thế nào thì mày cũng không bao giờ được rớ tới chồng tao, mày biết chưa? Nên! Mày điên vừa phải thôi. Mày ghen không phải là ghen với tao. Tao không phải đối tượng mày ghen, mày phải ghen với con quỷ khác. Tao chỉ là người đến đây cung cấp thông tin cho mày thôi. Con nào? Mệt quá à, từ nãy giờ nó dần dập tôi. Con nào? Bây giờ mày bình tĩnh chưa? Mày phải bình tĩnh là tao mới kể mày nghe được. Rồi, uống nước đi, bình tĩnh lại. Uống vô. Rồi, lẹ lên, ngồi xuống. Nè, mày nghe tao nè. Hồi hôm qua, tao nói tình cờ là sao? Tao tình cờ tao đi ngoài đường, tao thấy chồng mày đang chạy chiếc xe máy. Tự nhiên từ đằng sau xuất hiện một con nhỏ. Tao nói nó đẹp, dễ sợ đẹp mà nó trẻ hơn mày luôn. Thiệt, chồng tao đi đằng trước, con nhỏ nó đi đằng sau. Đúng rồi, nó chạy một chiếc xe riêng, chứ không phải đường hội chung nha. Sợ thiên hạ thấy, sợ thiên hạ biết, cho nên là mới tách nhau ra. Không, đứa đi trước, đứa đi sau, đúng không? Mày bình tĩnh, mày nghe tao nói. Chồng mày đang đi, một con nhỏ chạy lên. Nhỏ trẻ lắm, trẻ măng à. Chồng tao đi trước, con nhỏ đó đi sau. Sau đó là chồng tao tới cái khách sạn đó, rồi con nhỏ đó mới tới sau. Hẹn nhau ở trong cái khách sạn đó, book hai cái phòng khác nhau. Sau đó rồi đi vô, một lúc sau khi yên vậy không thấy ai có cái gì hết, rồi mới đi vô chung một cái phòng, đúng không? Đúng không? Mày kể luôn đi. Tao thấy không như mày thấy, mày kể không đi. Mày phải bình tĩnh, mày nghe tao nói hết. Chưa gì hết là ghen rồi. Rồi được rồi, nói đi. Chồng mày đang chạy ngoài trước. Ừ. Một con nhỏ chạy ngoài sau. Nó trẻ măng. Nhỏ nó trẻ lắm. Trẻ cỡ nào? Theo như cái sự suy đoán của tao thì nó chừng 4 tuổi. Nó chạy chiếc xe đạp mini lên. Chồng mày quay qua nhìn nó liền mày. Xong rồi nhỏ đi luôn. Ủa là sao? Tao nói tao phải dẫn vô. Mà kể một câu chuyện mình phải có dẫn, xong rồi thân bài kết bài, hiểu không? Cái đó là mở bài thôi. Con nhỏ sau mới có vấn đề nè. Trời ơi, sao không nói luôn con nhỏ sau đi? Không, tao kể đầu đuôi lắm. Nè, con nhỏ sau nè, chồng mày đang chạy tiếp. Ừ. Tự nhiên con nhỏ ngoài sau mày ơi, nó lấn lên, nó ép vô chồng mày. Chồng mày lách ra. Nhỏ ép vô, rồi dính luôn. Không, ổng lách ra. Chồng mày kiên định lắm, ổng lách ra. Cái nhỏ té, ông đỡ. Không, ông đỡ, chồng mày chạy luôn. Chồng mày liền không có lăn xíu nào chứ, chồng chạy luôn mày. Trời ơi, tao không ngờ luôn á. Con người đàn ông mà không hề ra lăn chút xíu nào luôn. Rồi có liên quan gì tới nhau không? Không, nhỏ đó chưa, nhỏ sao. Trời ơi, nói luôn cái con nhỏ cuối cùng đi. Con nhỏ nào mà dính vô đó, hiểu không? À, con nhỏ dính vô đúng không? Ừ. Là nó chạy lên, nó thấy chồng mày. Ừ. Tao thấy họ nói cái gì đó. Chồng mày quay qua cười nó một cái. Xong rồi hai đứa sát vô tới vậy nè. Tao thấy nghi rồi, tao muốn chạy lên, tao nghe lén phải không? Tao chạy lên tới nơi, hai người tẻ ra hai hướng, tao đứng chơi dời một mình luôn mày. Nhưng mà tao bảo đảm có vấn đề. Tại sao hai người cười với nhau giữa đường giữa xá, đúng không? Vì vậy tao nghi là đúng mà. Bình tĩnh nha. Chim xoan mãn tinh lên cơn rồi. Chi, bình tĩnh. Bây giờ làm sao, bây giờ làm sao đây? Nè, bình tĩnh nha. Chết rồi, đúng rồi. Thôi, mày nghe tao nè. Tao bồ rồi, mày biết không? Rồi bây giờ làm sao đây? Chi, bây giờ mày bình tĩnh, mày đi theo tao. Đi đâu? Quýnh ghen. Thank you.
gì mà bận hoài đi đâu vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng cái tướng nó đúng không mày? Cái áo phải của chồng mày không? Đúng rồi, cái áo đó sáng nay mặc nè. Có thắt thêm cái khăn màu tím mày ra coi phải có cái khăn màu tím không? Dạ. Thắt nơ. Nào á, dẫn em đi chơi nha. Hay là mình đổi không khí đi. Mình ra bãi biển mình mặc bikini á. Nào, bãi biển. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái khăn màu tím. Đúng rồi, chứ sao? Vậy là ổng á. Chưa mày vô mày quýnh cho tao. Mày vô mày quýnh ngang liền cho tao. Anh không dám quýnh. Ghê quá, mày quýnh đi. Mày phải nắm cái đầu nè nè. Giở ngược lên nha. Xong mày lấy cái tay cái... mày chấn chỏ nó thôi. Nó quýnh ngược lại mày. Mày hiểu không? Quýnh vậy tao chết rồi sao? Mày đi không có chết đâu. Hứa nha, dẫn em đi chơi nha. Chứa nó hứa đi. Chị ơi tính tiền chị. Tính tiền mất rồi kìa. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ một là mày quýnh, hai là tao quýnh giùm mày. Không dám quýnh, tao sợ công an bắt lắm. Mày yên tâm, để tao quýnh, có gì tao nhận cho nha. Để tao quýnh cho. Đúng ra mày đừng có bệnh rịnh tao quá. Mày làm sao bây giờ? Trời ơi, mày nhịn tao hoài, sao tao quýnh ra? Bây giờ mày, thôi mày quýnh giùm đi. Quýnh giùm đi. Quýnh nha. Ừ. Hung rồi kìa. Con mày... Con là mày gì vậy? Xin lỗi nha. Em có sao không? Em quánh có sao không? Em với Nga làm cái gì vậy? Chết cha lộn rồi mày ơi. Hả? Lộn gì? Sao giống Hy Trang vậy? Bây giờ nói chuyện đã chưa? Bây giờ tới biên tôi xử nè. Biết vợ chồng tụi tôi tốn bao nhiêu tiền thẩm mỹ không? Bây giờ quánh lỗ mũi bả méo luôn rồi. Tôi hỏi nè, tự nhiên hai cô tự nhiên đâu mà nhào vô quánh tôi vậy? Xin lỗi chị, em lộn người, em tưởng đâu là... Em xin lỗi. Lộn kìa. Lộn là được hả? Tại vì ghen lộn phải không? Giống y chang luôn á. Lộn mình lốn vậy. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên vô đánh tôi vậy hả? Nè tôi nói cho mấy cô nghe nha, tôi không có hiền đâu nè. Giờ sao đụng sao? Đụng sao? Giờ sao? Giờ muốn đánh sao? Giờ muốn đánh không? Giờ sao? Anh ơi, đánh đuổi em vậy. Bây giờ đưa lên công an. Không nói nhiều không? Cái này là nhầm lẫn thôi. Chạy đi. Chạy đi. Khổ quá mà. Chạy đi. Hai người bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Trời ơi, bà đó nha. Bà về đó, tôi liên dị bà. Nghe bậy với bà không à? Liên dị đi. Vợ con gì mà kỳ cục quá. Làm tốt lắm. Trời ơi. Chị, đừng giận nữa mà. Chị, mày đi đi, mày ra khỏi nhà tao đi, mày đừng có vô nhà tao nữa. Trời, tao đâu biết đâu Chi, giờ sao giờ? Tại mày á, tại sao mày không khuyên tao, tự nhiên bây giờ mày bắt tao đi đánh game rồi bây giờ gia đình tao tan nát rồi mày thấy chưa? Tao hối hận lắm chuyện này, thật sự tao hối hận lắm Chi, giờ tao xin lỗi, mày đừng giận tao nữa Chi. Chi, bây giờ gia đình tao tan nát giờ mày tính sao? Bây giờ anh bỏ tao á rồi mày tính sao? Bây giờ lỡ bỏ rồi thôi bỏ luôn đi chứ giờ hết duyên. Không, nhiều khi hết duyên hết nợ rồi bây giờ mình cố gắng gượng ép thì mà thôi. Chị bình tĩnh lại. Chi bị gì? Tao bệnh mà. Trời ơi, thôi tao xin lỗi mày, mày đừng làm vậy, mày đừng khóc nữa, tao buồn lắm luôn á. Mày đi đi. Thôi coi như là tao với mày không quen nhau, không phải là bạn bè. Bởi vì bạn bè sẽ không có làm cho gia đình của người ta tan nát như vậy. Mày đi đi. Tao có mình mày làm bạn à. Mà giờ mày cũng không nhìn tao nữa, tao biết đi đâu về đâu bây giờ. Mang phù vân thiên tử. Vì vu vu chúc lâm thiên tử. Đi ra chúc lâm thiên tử giùm tao luôn đi. Mày ma tao thiệt hả? Không. Mang hồ con thiên tử. Anh khởi Nga Vậy mà nói không có gì. Tới bây giờ vẫn nói dối tôi mà. Anh Khởi ơi, thôi bây giờ mọi chuyện dở lỡ hết rồi. Anh nói thiệt với vợ anh về chuyện của chúng mình đi anh.
giờ đằng nào cũng tan nát hết rồi. Đằng nào cũng coi như là chia tay cũng ly dị hết rồi. Có gì thì nói hết đi. Nói hết một lần rồi thôi, rồi không thèm nhìn mặt nhau nữa. Đúng rồi, chuyện của chúng mình cứ nói thiệt cho Chi biết đi anh. Chi à, em đừng có khóc nữa. Nghe anh nói nè, anh hiểu. Tại vì em yêu anh nên em mới ghen. Nhưng mà tại vì em ghen quá mức, anh không thể nào chịu nổi nữa. Cho nên đó, là cái chuyện giữa anh với cô Nga không phải là cái chuyện tình cảm nhăn nhăn bậy bạ, mà là anh với cổ hợp tác lại. Câu kết. Hợp tác thôi, nó câu kết nghe thấy ghê quá. Ờ, vậy hả? Dạ, dạ, dạ. Là sao? Mới mượn lập ra một cái mưu kế để cho em sáng mắt ra, thấy cái ghen tầm bậy tầm bạ không phải là hay đâu. Nói chung là chúng tôi đã cấu kết với nhau lập ra một âm mưu khủng khiếp để cho mày sáng mắt ra là ghen có thể phá nát hạnh phúc gia đình. Đúng. Chứ tao với ổng, xin lỗi mày, từ đầu tao đã nói rồi nha, ổng chỉ được cái gương mặt giống giống Chí Tài thôi, còn tao là thánh nữ nè. Ru lời ru đã nói, ru lời ru em đềm, ru lời ru. Giờ này mà còn rừng rú gì nữa. Như vậy là mày xạo tao. Thiệt. À không, xạo. Ừ, xạo. Vậy là anh xạo em. À không, anh không xạo, anh nói dối thôi. Là hai người cùng nói dối. Hai người cùng lừa tôi đúng không? Không phải lừa em mà dạ, làm cho em sáng tỏ vấn đề ra. Tốt thôi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Vậy là chuyện của hai người là không có gì hết. Không má thôi má. Vậy là chuyện của quán cà phê cũng không có gì hết. Là không có gì hết không? Không có gì hết. Không sao. Vậy là không sao đúng không? Lỗi. Trời gì đâu mà nóng quá trời nóng luôn à. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa. Trời, tôi nhận ca dở dễ sao dở ta. Đi trong mưa tóc em thưa, em đi trong gió tóc em không có, em đi vô chùa. Trời ơi, mình ca vậy mà chồng mình kêu mình ca hay. Tám ơi, có nhà không? Ủa? Tám. Tư, mới qua chơi hả? Trời ơi, đi ở ngoài là nghe mày hát méo von ở trong đây rồi hà. Trời ơi, bữa nay rảnh ở nhà. Ủa, sao không đi bán? Nay rằm Tư ơi, nghỉ một bữa cho nó khỏe. Mày bán gì nghỉ rằm vậy con? Cơm chay. Tới đây mùa rằm á, là cái mùa là bán cơm đắt nhất ha. Thì cái đem đi ở nhà bán cơm chay mà đặt nghỉ rằm là sao vậy? Tôi trời, tôi không có biết. Bình thường cái tiệm của con nó đông dữ lắm, còn bây giờ rằm nữa, người ta bu vô nườm nượp, mình bán rồi hết cơm rồi, biết cho ai nhịn cho ai ăn bây giờ, tội lắm. Nghỉ luôn đi cho nó tội. Bán cơm chay mà chảnh ghê chưa. Dạ. Ôi đất ơi. Ủa rồi nay qua đây làm chi đây, xin cái gì nữa để con vô con lấy luôn nhá. Xin gì xin. Trời đất ơi, hàng xóm với nhau không à. Thì có xin gì đâu. Thì bữa trước là xin chớ, bữa nọ xin cộng hành, bữa kia xin cộng sản. Ê, bữa nay có cái bắp chuối này ngon quá nè. Ê. Chuối giả đó. Cái này trộn gỏi được nè, ta đặt cọc cái này á. Chuối giả đó. Giả hả? Giả. Ủa sao nhà chơi đồ giả vậy? Phải, tại vì trồng cây chuối mà trồng hoài nó không ra buồn, cho nên là gắn vô luôn cho nó đẹp. Lừa người thấy sợ luôn. Con nói cho Tư nghe, Tư ít xin lắm. Một tháng 30 ngày, qua đây xin hết 29 ngày của người ta rồi. Thì bởi vậy người ta nói câu là hàng xóm láng giềng không, tắt lửa tối đèn có nháo. Thôi ơi, xin kiểu đó hoài, muốn không muốn làm hàng xóm với Tư luôn. Đó quá vậy. Nó nghe sao không nấu cơm vậy dạ? Giờ này ngồi đây. Thôi cơm nước gì, nhà ở có hai vợ chồng à, nấu cơm chia cực. Một chút nó không về á, con chạy u ra ngoài hẻm nè, con mua hộp cơm vô cho ông ăn. Trời ơi, chồng con dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được á đó, ăn như heo vậy đó, chỉ có cám không chưa ăn thôi. Bậy bạ hết sức, nói như vậy là không có được. Trời đất ơi con ơi, nói như vậy là chồng nghe được nó buồn chết luôn á. Sao vậy? Trời ơi, phải biết đàn ông yêu từ đâu. Từ đâu? Đàn ông yêu từ cái bao tử. Đó, con không có chăm sóc đàn ông đi nghe. Không chăm sóc chồng của mình, mai mốt quá có đứa khác nó chăm sóc giùm. Trời ơi, mất nha con. Ây chà, đàn ông yêu từ bao tử hả? Đúng vậy.
thấy không? Mấy bữa nay bao tử con đau quá đau. Thấy chưa, coi chừng có vấn đề. Gia càng có vấn đề. Nè, đừng có để như gia đình con tám tàn nha. Có tươi, tươi nó bậy quá. Đàn ông yêu bằng mắt. Con nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt nè. Còn nói về mắt nè, thấy không? Con mơn mởn như vậy chồng con dễ gì bỏ con được. Yêu bằng mắt thôi hả? Dạ. Rồi nó bằng mắt vậy nó sống được hả? Thì nhìn đẹp là cảm thấy no. Vậy hỏi con lại chồng mà. Có phải vậy không? Sao? Trời, dễ gì nhìn đẹp thấy no. Nhìn đẹp là cái thích thôi. Đàn ông người ta thích bằng mắt, người ta yêu bằng bao tử, hiểu chưa? Trời ơi, người ta ai cũng thích về nhà có một mâm cơm ấm cúng bên gia đình. Về nhà lạnh ngắt phát cho hộp cơm hộp, buồn bỏ nhà đi thấy mồ. Thôi tươi, mới sáng sớm qua nói chuyện cũng vui rồi. Trời ơi, không vui nói nghe. Coi chừng á. Chừng gì? Giống à. Giống ai? Bên kia kìa. Bên nào? Bên đó dạy nhà kìa. Ai? Còn không biết ai nữa. Bà Tám hả? Ờ. Chứ cha, bà Tám nó bị gì vậy? Bà Tám nó bị gì? Nó không bị gì hết á. Ừ, vậy mà nói. Chồng nó bị. Chồng nó bị gì? Cũng bị gì hết á. Mất việc hả? Không không. Bệnh hả? Không không có. Vậy chứ sao? Bỏ nhà đi rồi. Nói tóm lại là bà Tám tàn, bà bị chồng bỏ. Vậy mà không có gì. Thì có gì đâu. Tôi hỏi bệnh người ta nó không có bệnh. Trời ơi, cái chuyện lớn rồi. Sao lớn, có gì đâu, bỏ đi lấy chồng khác thôi. Trời ơi, Tư nói chuyện gì ghê vậy Tư? Thì có gì đâu, nói vậy đang an ủi nó. An ủi gì sao đây nè, quá vậy? Nó để bên ngoài đó, trời ơi lù xù. Rồi nó không có lo ăn uống cho chồng nó. Trời ơi, con khác nó lo rồi đi mất tiêu rồi, thấy chưa? Chết cha, vậy hả? Ê, đừng nói là noi gương nó nha. Tối ngày ở nhà ngắm mình trong gương nha. Thì phụ nữ mà ai mà không muốn làm đẹp Tư. Trời ơi, đẹp là từ trong ra ngoài mới đẹp. Đó là kêu ai vậy? Đó nè. Ủa, bác qua đây, bác kiếm ai vậy? Trời ơi, đau lòng đứt từng đoạn ruột à. Tôi như vậy mà nỡ kêu bằng bạc à. Bác chứ không phải bạc. Bác đâu có vô tông. Bạc nó mới vô, phải xè xuống vậy nó mới vô. Vậy hả? Ủa mà bác à, gì? Cái gì vậy? Hương hả? Chị Tám. Hả? Ông Tám hả? Trời ơi, chị Tư nhận ra không? Hả? Không. Trời ơi. Vậy? Ủa bà Tám, sao giờ bà tàn vậy bà Tám? Ờ, sao tàn dữ vậy con? Tàn lắm hả? Ừ. Tàn quá. Ủa, bộ nãy giờ là chị Tư với lại Hương, hai người không có nhận ra con không luôn. Không nhận ra luôn á con ơi. Nhìn con mà trời ơi sao, giống như bạch cốt tinh vậy đó. Giống già hơn Tám luôn á con. Ừ. Tâm sầu bạch sát quá vậy con. Sao sơ sát quá con. Hả? Nãy giờ con lu bu con cái. Con không có thời gian. Con không có nhìn con ở trong cái gương. Con chạy đợi qua đây luôn vậy đó. Vậy hả? Trời ơi thấy tội quá à. Bà bận cái gì vậy bà Tám? Bà bận cái gì vậy? Thì cái quần mua hồi đứa trước, mua chừng 10 năm trước á. Trời đất ơi, bà bận đồ không đâu ra đâu hết trơn hết trọi, hèm gì. Trời ơi. Ghê quá. Thế ghê quá vậy, qua đây có chuyện gì? Trời ơi, con có chuyện quan trọng lắm. Con nói thiệt á, bây giờ con đi ra đường á, ai cũng nói con sao thấy ghê quá. Ừ. Ai cũng nói con á, sao mà nhìn vô học với cái tên con quá. Ừ. Nó tàn quá phải không? Đúng rồi. Con không có muốn vớt lại luôn á. Sao vậy? Tại vì bây giờ là đằng nào á, ổng cũng bỏ con mất tiêu rồi. Bây giờ vớt lại cũng không có được cái gì. Mà giờ cũng không có dư giả mà vớt nữa. Có bao nhiêu tiền là lo cho con gái hết rồi. Lo riết nó mới tàn như vậy nè. Bởi vậy á, chị đi qua đây gặp An. Chị muốn nói với em một cái chuyện rất là quan trọng. Em nhìn chị nè. Em thấy chị có đẹp không? Em thấy chị có tàn không? Đó. Bởi vì không quan trọng chuyện đẹp mới để cho mình tàn như vậy. Bởi vậy chồng mới bỏ. Em là không có được như vậy, đúng không? Em phải lo em giữ gìn cái nhan sắc của em. Chứ đợi tới hồi mà em tàn giống như chị là vớt lại không có được. Đúng rồi, em thấy đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Nhan sắc quan trọng lắm à, nhưng quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Nhưng mà công dung ngôn hạnh nó cũng quan trọng lắm con. Cũng quan trọng nhưng mà nếu như mà không đẹp là chồng chán là chồng bỏ đi à. Đúng rồi. Đàn ông là yêu bằng mắt.
Đúng rồi, nó vô con nói con nghe câu nào ở đâu thì ra là không không nữa, nhưng mà hạnh phúc gia đình phải giữ từ cái bao tử. Ủa là cuối cùng là bằng mắt hay bằng bao tử? Bằng con mắt trước, bao tử tính sau, mắt nhìn không có ưa là nuốt không có nổi. Đúng rồi, chính xác luôn nè. Nhưng mà con mắt là một thoáng qua thôi, bao tử mới ở lại dài lâu con. Dì Tư ơi, con nói dì Tư nghe nè, dì Tư đừng có lý thuyết nữa. Bởi vì dì Tư đâu có ở trong cái cảnh giống như con. Không, dì Tư đâu có bị chồng bỏ. Chừng nào dì Tư bị chồng bỏ, dì Tư mới hiểu là cái nhan sắc nó quan trọng như thế nào. Tự nhiên gia đình ta hạnh phúc nó su. Con nói thiệt. Nhưng mà bây giờ tóm lại là không quan trọng chuyện đó, là có ngày chồng cũng bỏ dì Tư hà. Tóm lại là giờ chị qua đây làm cái gì? Chị qua đây là chị có chuyện quan trọng nói với em. Thì nói đi, nãy giờ nói đi nghe luôn nè. Rồi nói đi có gì Tư góp ý chứ. Chị quên. Sao? Trời đất. Thấy con nào có duyên như con này không? Trời, nó qua nó nhiều chuyện mà nó quên cái chuyện này nhiều rồi. Trời ơi, nó có nhiều chuyện, con thương hường hôm qua đây con kiếm nó chứ. Không thôi bây giờ bà không nhớ đúng không? Bà ngồi bà uống nước bà chơi đi. Đợi chừng nào dì Tư về rồi lúc đó bà nhớ ra bà nói tôi nói chuyện với bà. Vậy cũng được. Ủa vậy sao Tư nghe được? Tư khỏi nghe, Tư về đi. Tư hiểu rồi. Muốn đuổi Tư phải không? Thôi được rồi, đuổi khéo thì Tư về. Không, Tư bậy. Tư đừng nói vậy con buồn. Con có đuổi khéo Tư, đuổi thẳng mặt. Vậy gì vậy? Không nói thẳng mặt mà chứ đâu có khéo gì đâu. Con thích thẳng thắn lắm hả con? Dạ. Thích thẳng thắn ha? Dạ. Tư cũng thẳng thắn lại luôn nha. Dạ sao Tư? Bụi xả sau nhà con. Chi vậy? Xin cây về làm thịt bò cho anh ăn. Thấy chưa, tôi biết rồi, từ ban đầu qua là tôi nghi có vấn đề rồi à. Cũng phải xin cái này xin kia. Vậy he. Rồi đợi đi, tôi vô tôi lấy cho. Thôi vậy đi nha. Khi nào nhớ ra chuyện thì chị qua nha. Vậy hả? Vậy thôi đi đi. Từ gì vậy? Nhớ rồi. Nói đi từng nghe cho. Có gì tôi giải quyết cho. Sao? Chuyện quan trọng lắm. Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh là đâu gì đâu. Bình tĩnh. Con nói đi. Nhưng tôi không bình tĩnh được bởi vì chuyện quan trọng lắm. Biết trời rồi, cái gì? Bình tĩnh đi rồi, từ từ rồi. Tôi quạt ra. Nói đi con. Bây giờ. Em phải. Đi bắt ghê. Hả? Khi nào em mới được khám vậy? Chờ đi. Ủa chờ đến khi nào? Thì tôi kêu ngồi chờ thì ngồi chờ đi. Chừng nào bác sĩ tới á thì được khám thôi. Về đó ngồi đi. Trời ơi. Y tá mà nói chuyện như má người ta vậy? Đi khám có một mình hả cưng? Trời, có bầu sao mang giày cao gót vậy? Nguy hiểm hả? Té ăn cái coi chừng ảnh hưởng em bé đó. Sợ sao em không ăn uống gì hết trơn à? Để ông nhom nhắc vậy. Ăn nhiều vô cho con có chất đúng không? Không biết là bác sĩ ở đây tốt không ha? Không biết là phòng khám này khám chính xác không ha? Chưa có khám lần nào hết trơn á, không có biết. Lần đầu mang thai hả? Trời ơi, lần đầu mang thai á là em phải đọc nhiều sách đó để có thêm kinh nghiệm đó, đúng không? Anh nói nghe nè, bây giờ em rảnh không? Em giữ giùm chị cái giỏ nha. Không có giữ được, chị vô chổng chút xíu, lát chị ra chị lấy nha. Trời ơi, ở trong phòng khám á người ta chỉ cho thai phụ vô thôi, người nhà không có được vô, tự giữ đi. Thì chính vì người ta chỉ cho thai phụ vô thôi, đâu có ai giữ giỏ giùm, mới nhờ em giữ cái giỏ nè. Biết sao không, trong đây toàn là mắm không ạ? Thôi thiệt, thôi gìn nè. Nó thèm em biết không, thành ra chị ghé chợ chị mua mắm, mà sợ mang cái này vô trong phòng khám á là bác sĩ rầy, không dám ăn vô. Thôi. Ủa giùm... thôi không có giữ đâu, thôi rình nè. Ủa mà nói vậy là mà gì bị bệnh gì mà vô khám? Bộ có bầu là bệnh hả? Cái gì? Có bầu hả? Gì vậy? Ôi trời, nhìn cái mặt kìa. Cái gì vậy? Ôi trời đất ơi,
mà có bầu hả? Không vui nghe. Ủa, bên ngoài người ta già nhưng mà bên trong người ta hoạt động bình thường chứ bộ. Mắc gì không được có bầu. Trời đất ơi, già mà còn ham vui vậy trời. Thì ham vui bởi vậy mới giờ mới tới đây đây nè. Tự nhiên cái tự nhiên chửi người ta à. Ủa, mình có bầu rồi người ta không có bầu được hả? Ủa, tôi con gái, tôi còn trẻ đẹp. Thôi mệt quá, khinh thường người già quá. Trời ơi. Ủa, tới rồi hả? Em tại sao là hết chỗ hẹn sao hẹn chỗ này? Tại vì á, em muốn tạo cho anh một cái surprise. Gì? Surprise là cái gì? Là bất ngờ đó ông nội, không có học Anh ngữ hả? Ai biết bất ngờ gì. Anh, vậy anh nhìn đi, ở đây là đâu? Phòng khám. Phòng khám gì? Phụ sản. Đó, anh tự suy luận đi. Một người con gái xinh đẹp, trẻ trung như em mà bước vào một phòng khám phụ sản thì để làm gì? Phá thai. À, cái gì vậy? Anh thấy trên báo hay đăng là mấy người phụ nữ đẹp đó, rồi nóng nổi rồi vô đây phá thai. Phá thai cái gì mà phá thai? Không có, không có. Chị em vô đây làm cái gì? Khám thai. Bất ngờ chưa? Khám thai. Vậy đó, em có... Anh nhớ không, hôm bữa đó anh nói với em á, là khi mà em có thai á, em sanh cho anh một đứa con thì anh sẽ cho em cái gì nè? À, cái gì nè? Anh sẽ cho em một cái hộp. Hộp gì nè? Hộp xoài. À, cái không, gì? Hộp xoàn. Anh mừng quá, anh liệu hộp xoàn. Rồi, cái gì nữa nè? Cho em một cái chiếc gì nè? Một chiếc xe đạp điện. Cái gì? Sẽ ít hát, trời ơi. Rồi, cho cái gì nữa nè? À, một cái gì bự bự mà để chui ra chui vô nè. Nghĩa địa. Không, biệt thự bự. Nhớ đó nha, biệt thự nè, ít hát nè, hộp xoàn nè. Nhớ đó nhờ. Nhớ. Em ơi, cái phòng khám này sao cái gì cái ghê vậy? Cái gì mà ghê? Tiếng cười của ai không? Bà điên phía sau kìa. Cái gì? Ai vậy? Ê, đâu vậy? Đi đâu vậy? Ủa, sao rảnh nó vậy? Đi vòng vòng cũng tới chỗ cũ. Hai người mới rảnh á, dở cái tay ra, nhìn nhau. Bà Tam. Tam Tàn. Ủa, nói ra là quen hả? Quen, hàng xóm của anh mà. Đi đâu? Bữa nay lôi mắt chuột nha. Sao? Làm chuyện quá là nhục nhã. Chuyện gì mà nhục nhã? Con làm bồ đó hả? Chồng bỏ lâu ngày, nổi trứng lên, meo má ra đồng. Có thai bây giờ mới gia đình khám thai đúng không? Trời ơi, bộ cái mặt tôi già là tôi có tội lỗi hay sao mà ai cũng gặp tôi ở trong đây cũng chửi rồi, cũng xối xả lên đầu tôi hết vậy. Trời ơi chị, chứ ông đi đâu đây? Tôi đi thăm bạn tôi. Bạn bị gì mà thăm? Bệnh ung thư. Bệnh ung thư vô bệnh viện phụ sản. Các bạn. Vui. Em. Không. Nói tóm lại, bà đừng có hòng giấu cái chuyện này. Tôi về tôi nói cho mọi người biết hết. Tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết hết luôn. Nói gì? Tôi có gì đâu mà nói. Tôi sẽ nói là ông đi vô đây làm cái gì? Nói gì? Bây giờ ông lên giọng với tôi phải không? Bây giờ tôi nói nghe nè. Tôi thì không sao, tôi vì người tôi thương tôi sẵn sàng để mình ta chửi rủa tôi, xối xả lên đầu tôi. Nhưng mà nếu bây giờ tôi kêu cái người đó ra đây, bảo đảm không thể nào mà dám lên giọng nữa đâu ha. Ai? Chờ ai, đó đi. Ai mà quyền lực chứ gì? Hương ơi. Vô cân. Gì vậy? Gì vậy? Em đừng có lo. Gì vậy? Gì mà làm anh sợ hết trơn? Không dữ vậy? Không có ai mà làm anh sợ hết trơn.
được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tám ơi. Chị nè. Chết. Tám ơi. Sao? Cái gì vậy? Mắc rồi. Mắc gì? Giờ này mà mắc đi toilet. Không, mắc xỉu. Mắc xỉu, không xỉu giờ này được. Giờ này em phải cứng rắn, em phải giải quyết mọi chuyện, em không có được xỉu ở đây nữa. Tám ơi, chồng em ơi, ông đi đâu đây? Đi đâu mà trả lời cho ta biết đi. Anh đi đâu mà vô trong khoa sản này hả? Anh không. Ai vậy? Tôi là ai? Ai đây? Vợ bạn anh. Trời ơi, gan quá. Tám ơi, mắc xỉu. Có xỉu lại. Nói nghe nè, thấy không? Thấy nó nói không? Vợ của bạn anh. Tôi là ai? Còn tôi là ai? Nói luôn đi. Tôi là vợ của bạn ông luôn, phải không? Dẹp đi bà. Không dám nói, đâu có dám nói sự thật. Tôi là ai? Tôi cho ông nói lại, tôi là ai? Em là vợ của anh. Cái gì? Thấy chưa? Đây là chồng của tôi. Cái gì? Tại sao cô lỡ lòng nào cô vô cô cướp chồng tôi? Cô... Chị nói nãy giờ chị nghe hết ha. Hứa hẹn gì? Hứa hẹn với nhau đủ điều hết trơn ha. Hứa gì? Trời ơi, vợ người ta còn sống nhăn răng ở đây. Vậy mà nghĩ sao ha, dám hứa ha. Nếu mà cưới về rồi ha, cái tặng cái gì nè, hộp xoàn ha, mua cho xe SH ha, rồi mua biệt thự nữa. Hứa gì? Sao ông nói với tôi là vợ của ông chết lâu rồi? Ông là người độc thân. Trời ơi, anh dù tôi chết, sao biết tôi bao lâu nay anh có tặng tôi cái hộp gì chưa? Nhưng mà bây giờ anh đòi tặng người ta hộp này hộp nọ. Trời ơi, con nhỏ này nó có gì hơn? Trời ơi, em có xỉu. Bây giờ chị nói em đến đây để làm gì? Để làm ăn ghen phải không? Đúng rồi, quýnh ghen thì mình phải làm sao cho nó xỉu hoài. Đúng rồi, mình không được xỉu. Cái gì? Quýnh ghen. Giờ này là còn chưa chịu về nữa. Không biết đi đâu. Hương ơi, có nhà không? Ủa? Hương đâu rồi? Dạ, con cũng không biết nữa. Trời giờ ơi. Giờ này cũng chưa thấy về, mấy bữa nay rồi đó dì Tư. Vậy hả? Ai chà. Ủa dì Tư tới có chuyện gì không? Không. Chuyện hai vợ chồng bây sao? Về chưa? Trời ơi, về rồi. Về rồi hả? Nói chuyện xong xuôi hết trơn rồi. Hết giận rồi mà không biết tại sao mấy hôm nay không thấy mặt vợ con ở đâu hết trơn. Bởi vậy bay bẫy hết sức à. Lần sau đừng có để cái chuyện đó xảy ra nữa nghe chưa? Dạ trời ơi, cũng bị một lần là sợ gần chết rồi. Rồi nhỏ đó giờ sao rồi? Bỏ chưa? Nhỏ nào? Nhỏ bộ con đó. Bỏ rồi ha. Giờ này mà sao mà còn dám quen nữa. Ừ, còn đứa con sao, tính sao? Làm gì có chuyện con cái ở đây gì Tư? Không có hả? Cái cô đó có giả bộ cô nói vậy để cho con có trách nhiệm, phải bao chứ bọc cho cổ. Trời ơi, thấy chưa? Con thấy nguy hiểm chưa? Trời ơi, đi mà tin một cái người mà nói dối mình, trong khi bỏ một người vợ mà yêu thương mình hết mực, như vậy là bậy hết sức à. Không biết lỗi rồi gì Tư. Đừng có lặp lại nữa nghe không? Dạ. Nhà còn ớt không? Cho xin trái ớt. Dì Tư tới đây là không phải ăn ủi vợ chồng con mà xin đồ hả? Không, cái mục đích chính là qua xin ớt, thấy con buồn sẵn ăn ủi luôn thôi. Thôi được rồi, chờ con chút. Nói thiệt nha, ngày nào cũng qua xin đồ vợ chồng nó mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà thích, tự nhiên cảm thấy về nó ăn ngon hơn hay sao á. Trời ơi. Sao con, ớt đâu? May quá, nhà con hết ớt rồi. Nguyên cây mà sao mà? Con gà con hôm qua nó mổ hết, ăn sạch không còn cái nào hết trơn. Trời ơi, con gà này thiệt tình hư hỏng ghê không? Thôi được rồi, không sao, con đừng buồn. Con đừng có áy náy nha. Dạ. Con đừng có áy náy lương tâm cắn rứt vậy, nó cũng không có tốt nha. Dạ. Không sao, không có ớt, không sao hết trơn, để dì Tư qua dì Hai xin nha. Đừng có buồn nha con nha. Đừng xin không phải dì Tư? Xin thôi. Ra chợ mua hả?
Thôi, ở chợ người ta bón phân rồi gì mình đâu có ấy biết được. Hàng xóm mình trồng là tự nhiên, đúng không? Mình ăn cho nó bảo đảm vậy nha con. Nha, chị Tư về nha, con đừng đừng ấy nấy lương tâm gì một trái ớt nha. Dạ. Cảm ơn chị Tư. Chị Tư về nha con. Cảm ơn chị Tư nha. Không có gì. Hương gì hoa sinh đồ. Ê, đi ăn cắp đồ hả? Đây đây, cô lại mà vô nhà tôi ha. Tại sao vô nhà mà không có chào chủ nhà đi ra đây? Sao nhà muốn tính làm gì ăn cắp đồ phải không? Em nào? Em nè. Ủa? Sao nghe giọng em quen ta? Em nè mình ơi. Cái gì? Em là Cẩm Hương nè mình ơi. Em là bà Sa Anh đó phải không? Dạ. Trời ơi, sao em tự nhiên trùm mặt kính mít vậy? Hả? Trời, cái gì ghê vậy em? Sao mà em người xưa kia gặp không ai, đau lòng chỉ hai, trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Ồ, vậy là sao? Anh chưa hiểu hả? Không. Biết người xưa kia. Nói được rồi, đừng có hát. Ý em muốn nói cái gì? Anh ơi, em xin lỗi anh. Ngồi xuống đây. Em ra không nói được rồi anh ơi. Tại sao? Tại sao? Tại anh hết trơn á. Cái gì tại sao là tại anh? Gì nữa, tự nhiên đi gặp mấy đứa con gái trẻ trẻ anh gì. Em phải làm cho trẻ hơn tụi nó. Em đi sức tùm lum tùm la anh mặc em. Giờ nó mấy ngày rồi nè. Được rồi, anh đã nói rồi. Cái chuyện cũ bỏ qua đi, anh biết lỗi rồi. Em sức em trộm. Hả? Cái gì? Trộm. Em mua kem gì em trộn em ăn hả? Ăn kem trộn gì? Sức, em sức lên trên mặt cái ăn hồi nào. Trời đất mình ơi. Tùm lum á, nó hằng gì hầm bà lằng sắn cấu em trộn vô. Cái em sức lên bây giờ nó tùm lum á anh ơi. Bây giờ sao giờ anh ơi? Nát cái mặt em là chết em luôn á. Rồi anh bỏ em rồi sao chồng không ơi có chồng đâu. Biết người xưa. Thôi dẹp đi. Trời ơi hát hoài. Để tìm cách nào mà chửi cái mặt em đi nè. Giờ sao? Nghe anh hỏi. Dạ. Mà em mua ba kem bậy bạ nó đâu vậy? Ngoài chợ á. Ngủ mất lắm anh ơi. Ai bán cho em? Ai giới thiệu? Bà Tám. Cái gì? Bà Tám Tàng mới nói ở chỗ này bán uy tín lắm. Nó có bảo hành cho mình luôn. Một hũ 7,000 chứ ít gì. Tám Tàng bà đúng là ác thiệt. Hũ 7,000 hết đường chỉ bay tầm bạ không. Bây giờ sao đây? Em hối hận quá. Bây giờ sao đây mình ơi? Trời ơi khổ ghê. Mà tại sao phải làm như vậy chứ? Đó con ơi. Dì Tư đừng nhìn con, đừng nhìn con. Khỏi mở mặt ra đi. Dì Tư biết con rồi. Đứng ngoài kia là thấy là hiểu hết chuyện rồi. Dì Tư về lén sao? Ôi trời ơi, con lộn chị ơi. Trời ơi, con ơi. Dì Tư xin lỗi. Dì Tư không có. Xin lỗi. Nó không sao mà dì làm gì lấy mặt vợ con gì làm dữ vậy. Hết hồn. Tại đứng xa xa nhìn nó không có ghê. Lại gần nhìn nó hết hồn chị. Con ơi. Dì Tư là một hồn phận hết luôn á. Không, xin lỗi con, làm tổn thương con. Nhưng mà vậy nè, Tư là Tư giận con đó. Sao vậy Tư? Đã dạy con rồi đúng không? Là đừng bao giờ làm cái chuyện mà tối ngày mà cứ lo cho nhan sắc của mình mà không có chú ý gì đến chồng con ha. Rồi cứ đi đó, nghe lời Tám Tàng làm tùm lum tiền mất tật mang mà có đẹp hơn được gì đâu mà cũng không giữ được chồng luôn. Cô gắn cái bông mà cô không được nữa Tư. Trời ơi, trời. Mày gắn nguyên cái bụi bông lên đó coi còn không được nữa chứ đừng nói một cái bông. Nè, dì Tư đã dạy con rồi. Nó là một người phụ nữ muốn giữ người đàn ông cho mình á, là mình phải lo từ cái bao tử con à. Lo bữa cơm gia đình nè, chăm sóc sức khỏe cho chồng cho con, nó gia đình mới là hạnh phúc. Chứ mà tối ngày ngồi soi gương rồi vẽ mặt rồi đi làm trắng đâu con. Con biết rồi. Ủa dì Tư có bí quyết gì không Tư? Sao không có bí quyết? Dì Tư là ở đây nè. Trong này là bí quyết hả? Đúng vậy. Trong này là bí quyết. Thôi mở ra. Mở ra. Ủa đồ ăn mà. Ừ đúng rồi. Ủa đồ ăn mà. Đó. Ủa. Nhờ bí quyết này mà dì Tư giữ được chồng tới giờ đó con. Cà ri gà.
À, ông Tư thấy hai đứa tụi bay giận hờn nhau chắc cũng đói bụng không có gì ăn. Kiều đem qua đó xin đồ hoài nó cũng mắc cỡ chứ. Nghe không con, tập tành đi ở nhà chăm sóc chồng con nè, đúng không? Nấu cơm cho chồng con ăn, ha, chồng con đi về làm mệt rồi thấy bữa cơm gia đình vậy nó cũng vui vui không con? Dạ đúng rồi. Ờ vậy ấm cúng đúng không? Thì Tư nói vậy đúng á. Ơi, mốt em biết lỗi rồi, mốt em sẽ ở nhà em nấu cơm, em nấu nước cho anh ăn, em chờ anh về anh ăn. Chứ em không có mua cơm hộp về cho anh ăn như heo nữa. Ở đây là trời ơi, còn nói cái chữ thêm cái chữ heo vô làm gì chữ đúng chữ heo hoài. Đó, đó, bây giờ nói cho chồng con nghe nè, đàn ông yêu bắt đầu từ đâu? Con mắt kết thúc ở đâu? Bao tử. À, vậy thì bây giờ con phải giải quyết vấn đề là con mắt hay bao tử? Bao tử. À giỏi. Xin được cảm ơn những tràng cười rất thú vị của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Và bây giờ thưa quý vị, một nhạc phẩm rất vui nhộn, dạt dào tình cảm sẽ tiếp tục chương trình chúng ta ngày hôm nay. Anh về tình đẹp quê hương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương, với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, Anh Vũ, Hồng Trang và vũ đoàn Phương Việt.